Nếu như có hậu duệ hoàng tộc dẫn đường thì kết quả sẽ khác hẳn, có lẽ cả 10 người đi vào đều có thể sống sót ấy chứ. Vân Mộng Di nhìn Tần Vấn Thiên đang mê man một cái, thật đáng tiếc, có vẻ người này không có duyên với Hoàng Lăng rồi. Hôm nay là ngày có cơ hội vào Hoàng Lăng đại hạ cao nhất, để lỡ ngày hôm nay thì e rằng các thế lực bá chủ khác đều sẽ phái cường giả tới chấn giữ, thăm dò bí mật của Hoàng Lăng cổ, đến lúc đó khó mà có cơ hội đi vào Hoàng Lăng nữa, tranh thủ thời gian, đi thôi. Cơ thể của Vân Mộng Di lóe lên, vẻ mặt của mấy người Âu Dương cuồng sinh, sở mãng đều thay đổi, họ lập tức bay lên không trung, đi về phía cổ hoàng cung đại hạ. Đế thiên do tần vấn thiên biến thành tất nhiên cũng xông lên không hề do dự, tuy rằng có một thân thể rơi vào trạng thái nguy hiểm cực độ nhưng hắn vẫn còn một thân thể nữa mạnh khỏe không thương tổn gì, nên tất nhiên có thể đi thám hiểm bí mật của Hoàng Lăng. Hai thân thể tâm linh tương thông, cảm ngộ bổ sung cho nhau, một người vào Hoàng Lăng lấy được chỗ tốt thì tất nhiên cả hai người đều có thể có được nó, đây cũng chính là chỗ kỳ diệu của đại nhất tiên pháp. Đại nhất tiên pháp, cả hai thân thể đều là bản tôn, có thể đi những con đường khác nhau, tu hành lịch luyện cùng lúc, nhưng trong quá trình đó, cảm ngộ của hai người có thể cộng hưởng, kinh nghiệm cảm ngộ mà đối phương tu hành được đồng thời cũng tới trên cơ thể của người kia, Bạch Tình, cô cũng tới đây đi. Đế Thiên quay đầu nói với Bạch Tình, đúng thế, Bạch Tình, con cũng đi đi. Điện chủ huyền âm điện nói với Bạch Tình, Bạch Tình nhìn Tần Vấn Thiên vẫn đang hôn mê, Thanh Nhi chợt nói nhỏ, ta sẽ ở lại chăm sóc cho hắn, cảm ơn cô." Bạch Tình nói tiếng cảm ơn, sau đó cơ thể của cô ấy cũng lóe lên, phá không bay đi. Lúc này, đại nhật Trần Gia ở thành Khâm Châu đã bị diệt, Thanh mị tiên tử và điện chủ Huyền Âm Điện đứng cạnh nhau, điện chủ Huyền Âm Điện nói, "Trận chiến ngày hôm nay tuy rằng may mắn giành chiến thắng nhưng con đường phía trước rất gian khổ, về sau e rằng thế lực của ta và ngươi sẽ bị nhiều thế lực bá chủ ở đại hải nhắm tới." Đan Vương Điện, Hoa Gia và Vương Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta tần vấn thiên không có ý định khai tông lập phái ở đại hạ ngay nhất mạch của thương vương xuất hiện đều có đeo mặt nạ không ai biết thân phận của bọn họ một khi ẩn nấp trong dân chúng đại hạ mênh mông thế này liệu có ai tìm thấy bọn họ được thanh mị tiên tử nói với vẻ hờ hững chẳng hề bận tâm hoàng triều đại hạ quá rộng lớn muốn tìm thấy từng người bọn họ thì căn bản là chuyện bất khả thi đan vương điện sẽ không lãng phí thời gian như thế bọn chúng chỉ đối phó với nhân vật quan trọng nhất thôi ví dụ như thanh mị tiên tử hay tần vấn thiên chẳng hạn nhưng huyền âm điện sau này e là sẽ gặp nguy hiểm đấy thanh nghị tiên tử nói nhỏ điện chủ huyền âm điện gật đầu sơn môn lập ở thành u châu dễ trở thành cái đích cho mọi người ngắm tới thanh nghị ta định để cho huyền âm điện hành tẩu khắp đại hạ giấu giếm thân phận giống như bên cô hai người chúng ta kết làm đồng minh cô thấy sao như vậy đương nhiên là tốt nhất thanh nghị tiên tử mỉm cười thế lực này vốn do tần vấn thiên cai quản mà ta thấy cô cũng có ý muốn giao phó huyền âm điện lại cho bạch tình hai người bọn họ có thể cam tâm tình nguyện chịu chết vì đối phương, không cần ta phải nhiều lời, hai thế lực của chúng ta kết làm đồng minh, nói không chừng sau này còn có cơ hội sát nhập cũng nên. Điện chủ huyền âm điện nghe thấy ý tứ sâu xa của thanh mị tiên tử thì trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hiếm có, nói cũng có thể, sau này cả đại hạ này sẽ chỉ còn lại một thế lực thôi ấy chứ. Thanh mị tiên tử nghe thấy lời này thì trên mặt xẹt qua vẻ sắc bén, bà cũng muốn như thế, chỉ là bây giờ nói lời này vẫn còn quá sớm trần gia ở thành khâm châu là một thế gia lâu đời chiếm cứ một vùng địa vực rộng mênh mông mấy ngàn năm qua vẫn đứng vững ở vị trí hàng đầu đại hạ là một trong những thế lực hùng mạnh nhất đại hạ vô cùng phồn thịnh mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người muốn gia nhập trần gia nhưng lúc này có rất nhiều người đứng xung quanh nhìn trần gia từ xa trong không trung có một lão bà mặc áo bảo màu đen sát khí ngập trời bà đem theo cường giả của huyền âm điện đánh thẳng tới đây người của trần gia phần lớn đều đã nghe phong thanh nên bỏ chạy nhưng tài phú mà Trần gia để lại e là sẽ bị cướp sạch một gia tộc cường thịnh như thế mà lại bị hủy trong một buổi sáng đáng buồn đáng tiếc thay những người xung quanh đều than thở dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ được ngày diễn ra trận chiến bảng thiên mệnh lại là ngày tàn của đại nhật Trần gia nghĩ lại Trần gia xưa kia ai phong cỡ nào người ra người vào quần áo hoa lệ khí chất xuất chúng nhưng nay lại tan theo chiều gió trong lịch sử đại hạ từ xưa đến nay được làm vô thua làm giặc trận chiến giữa các môn phái đâu có đơn giản đi sai một bước thì chính là diệt vong có người cảm thán ở hoàng triều đại hạ này không có thế lực nào muốn liều mạng phát động trận chiến giữa các môn phái một khi đã phát động trận chiến thì chắc chắn sẽ là cục diện đánh đến chết mới thôi tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa cho bản thân vì thế lúc trước trần gia hành động không hề kiêng kỵ đối xử vô cùng tàn nhẫn với người của huyền âm điện bởi vì bọn chúng đã phát động trận chiến môn phái rồi nhưng trần gia hoàn toàn không ngờ người chiến thắng lại không phải bọn họ trên một tòa lầu các cách trần gia rất xa có một thân ảnh toàn thân được bao phủ trong trường bào nhìn về hướng Trần Gia, ánh mắt của người đó vô cùng sắc bén, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dường như trong mắt người này có ngọn lửa vô cùng đáng sợ đang bùng cháy, hắn ta chính là người của Trần Gia đã tháo chạy sau khi nghe tin dữ. Hắn ta mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ở đó có một tấm cổ lệnh thần bí, đây chính là Thánh Hoàng lệnh. Trong ba tấm Thánh Hoàng lệnh trăm năm mới có này, một tấm ở trong tay Trần Phàm, một tấm cho Trần Vương, hai người họ đều đã chết thánh hoàng lệnh bị người ta cướp mất. Ngoại trừ Trần Phàm và Trần Vương thì hắn ta là người thứ ba có thánh hoàng lệnh. Những người có thánh hoàng lệnh, trừ cường giả thiên tượng cảnh trẻ tuổi nhất sở hữu thánh hoàng lệnh mang nó quay lại thì những người khác đều không trở lại Trần Gia, những người đó hoặc là mất mạng, hoặc là không làm nên trò trống, không còn mặt mũi quay lại gia tộc phục mệnh. Bảy đại công tộc còn lại của đại hạ mỗi trăm năm đều có ba tấm thánh hoàng lệnh, nhưng không phải người nào có thánh hoàng lệnh thì đều có thể trở nên xuất chúng thế giới ngoài kia quá rộng lớn, những nhân vật thiên tài yêu nghiệt nhiều vô kể, nhiều lần dẫy ruộng giữa bờ vực sinh tử nên tử vong cũng là chuyện thường tình. Nhưng mỗi một tấm thánh hoàng lệnh đều là một niềm hy vọng, rất nhiều cường giả thiên tượng cảnh của bảy công tộc đều là những người năm đó cầm thánh hoàng lệnh ra ngoài, sau khi trở lại thì trở thành nhân vật lãnh tụ. Hắn nắm chặt thánh hoàng lệnh trong tay, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, sau đó hắn ta nhảy xuống dưới đất, thong thả đi về phía xa hiện giờ tình hình trong hoàng cung đại hạ cổ hoàn toàn tương phản với đại nhật trần gia trần gia bị diệt chẳng còn lấy một bóng người nhưng ở hoàng cung cổ thì có không biết bao nhiêu cường giả vây quanh sóng gió trong thành khâm châu nhanh chóng chuyển từ khâm thiên cát sang nơi này vô số thân ảnh đứng vây xung quanh hoàng cung cổ nhìn về phía giữa hoàng cung dường như cả hoàng cung đều biến mất trong lòng đất ở phần đất lõm xuống đó lại có một tòa hoàng cung vô cùng nguy nga ẩn sâu bên dưới lòng đất nghe nói Hoàng cung dưới lòng đất này chính là hoàng lăng của hoàng triều Đại Hạ cổ trong truyền thuyết, mộ địa của cổ hoàng. Cửa vào hoàng lăng có đồ đằng Chu Tước khổng lồ bảo vệ, miệng của Chu Tước chính là lối vào hoàng lăng, thế nhưng không ai dám khinh suất bước vào trong đó. Nếu như nơi đây là phần mộ của các cổ hoàng thì các cường giả của hoàng triều cổ há có thể cho phép người khác quấy rầy cổ hoàng an nghỉ cơ chứ, chắc hẳn bên trong đầy rẫy nguy hiểm, cử tử nhất sinh. Các cường giả của Âu Dương Thế gia, Khương gia, Thạch gia và cả Khâm Thiên Các đều tới rồi đến nhanh thật đấy. Phía trước hoàng cung dưới lòng đất có một nhóm người, đó là người của các thế lực bá chủ. Cuồng phong nổi lên trong không trung, lại có thêm 7-8 người nữa tới đây, những người này đều đem theo một khôi lỗi, hơn nữa họ đều là những người trẻ tuổi, đó chính là mấy người đế thiên, những người này bước vào trong khôi lỗi, có thể liên thủ chống lại cường giả thiên tượng cảnh, lúc trước chính bọn họ đã đối phó với gia chủ Trần Gia và quân ngựa ở Khâm Thiên Các, mạnh lắm đấy, người thanh niên kia chính là đế thiên, người này chính là người cùng chấp trưởng thương vương nhất mạch với Tần Vấn Thiên. Hắn ta và Tần Vấn Thiên cùng tu hành một loại thần thông, hình như hắn cũng tinh thông yêu thần tế, chính hắn đã dùng hóa yêu và diệt tiên kiếm để đe dọa, đuổi người của đan vương điện đi, lần đầu tiên người này xuất hiện đã đối phó với cường giả trần gia, lại thêm một nhân vật yêu nghiệt giống với Tần Vấn Thiên rồi. Mọi người thầm cảm thán, Tần Vấn Thiên đứng đầu bảng thiên mệnh, một kiếm giết chết trần gia lão tổ, bây giờ hắn đã viết nên một truyền kỳ mới ở đại hạ thật là đáng sợ. Mọi người bàn tán sôi nổi, Trần Gia cũng chọc giận Tần Vấn Thiên giống như Đan Vương Điện, Đan Vương Điện thì bị bổ ra, kết cục của Trần Gia còn thảm hơn, trực tiếp bị tiêu diệt. Hình như không thể chọc vào kẻ này được. Mặc dù bên ngoài Hoàng Lăng có rất nhiều cường giả tụ tập nhưng lại không có ai dám xung phong bước vào trong đó. Hoàng triều đại hạ cổ cường đại biết bao, Hoàng Lăng chính là nơi mai táng các cổ hoàng, há lại để cho thường nhân khinh nhơn. Bởi vậy cho nên trong Hoàng Lăng nhất định là nguy cơ trùng trùng mấy người thuộc thế lực bá chủ như âu dương thế gia thạch gia lần lượt triệu tập đệ tử trong gia tộc rồi lập tức mệnh lệnh một nhóm trong số bọn họ chuẩn bị làm tiên phong đi vào trong hoàng lăng dò đường cùng lúc đó ánh mắt của gia chủ âu dương thế gia lóe lên nhìn về phía mấy người vân mộng di hoàng lăng là do những người này mở ra hơn nữa bọn họ còn lấy được thất sát khôi lỗi vậy liệu có phải bọn họ biết rõ những nguy cơ trong hoàng lăng hay không chúng ta vào thôi lúc này vân mộng di nhỏ giọng nói xong sau đó lập tức cất bước đi về phía trước nhóm người tần vấn thiên nối gót vân mộng di bước vào bên trong không hề do dự. Lúc khống chế thất sát khôi lỗi, bảy người một lòng nên đương nhiên không cần đa nghi. Tuy rằng Bạch Tình và những người này không thân lắm nhưng lại hiểu rõ cảm tình giữa đối phương và tần vấn thiên. Nếu bọn họ đều là huynh muội bằng hữu thì cũng chẳng có gì phải sợ hết, đáng tiếc vấn thiên ca ca lại bị thương, không thể đến được. Bạch Tình thì thào nói nhỏ, trong lòng vẫn lo lắng không yên về tần vấn thiên. Chỉ là cô không hề biết rằng, người thanh niên đi bên cạnh cô lại chính là Vấn Thiên ca ca của cô. Bản thân Tần Vấn Thiên cũng muốn nhận nhau với bọn họ, nhưng nếu bọn họ biết hắn là Tần Vấn Thiên rồi thì tùy vẫn sẽ giữ bí mật cho hắn, nhưng nếu lúc hắn gặp nguy hiểm thì khó tránh khỏi vì kích động mà để lộ ra thái độ dị thường, hoặc có khi lại giật mình hét lên. Nếu thế thì bí mật của Đại Nhất Tiên Pháp cũng sẽ bị bại lộ, trước kia Thanh Nhi đã đặc biệt căn dặn chuyện này rồi. Huống hồ gì, dù lúc này rất nhiều người nhìn hắn với ánh mắt nóng rực, đặc biệt là đám người của các thế lực bá chủ, bởi vì rất có thể trên người hắn có diệt tiên kiếm pháp. Đã có rất nhiều người chính mắt trông thấy uy lực của kiếm này, đương nhiên sẽ khiến cho người ta sinh lòng ngấp nghé. Nếu như không phải kiên kỵ cỗ lực lượng sau lưng hắn, cộng thêm cả uy hiếp từ việc Trần Gia vừa mới bị tiêu diệt nữa thì e là sẽ có rất nhiều người đều trực tiếp ra tay với hắn. Hắn tất nhiên cũng hiểu rõ con đường võ đạo này, lòng người hiểm ác, cũng không phải tất cả mọi người đều là sinh tử chi giao với hắn giống như đám người phàm nhạc và Âu Dương mấy người tần vấn thiên đi đến trong miệng chu tước khổng lồ kia, Vân Mộng Di vẫn không hề do so dự chút nào, dẫn dầu tiến vào bên trong. Tám đạo thân ảnh lần lượt bước vào trong đó, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đi thôi. Thấy có người dẫn đầu thì đám người còn lại cũng bạo gan hơn, chậm rãi bước vào trong miệng của chu tước, đi vào hoàng lăng. Sau một lát, bọn họ chỉ cảm thấy đã xuyên qua một cánh cửa của chu tước. Ngay khoảnh khắc bọn họ bước vào, khi quay đầu lại thì phát hiện cánh cửa kia đã biến mất tâm. Chỉ có vào chứ không thể ra trái tim của mọi người đập nhanh siết chặt bàn tay có phần căng thẳng có điều khi bọn họ nhìn đám người vân mộng di thì trên mặt lại có phong mang lóe lên dường như những người này khá quen thuộc với bí mật của hoàng lăng nếu đã vậy thì cứ đi theo bọn họ vậy chấm bọn họ ngẩng đầu lên bắt đầu quan sát hoàng lăng này trong cung điện của hoàng lăng mang theo vẻ lạnh lẽo hoành tráng khí phái mang đến cảm giác trang nghiêm xua cũ chỉ là trong cỗ huy nghiêm này lại mang theo vài phần âm trầm dù sao nơi này cũng là hoàng lăng cũng có nghĩa là mộ địa phía trước có một hành lang dài cũ xưa nối thẳng về phía xa hai bên cổ đạo có các pho tượng cực kỳ lớn trên người của những pho tượng này đều khoác áo giáp quân sĩ tay hoặc cầm trường mâu hoặc cưỡi cổ thú trông giống hệt như vệ sĩ của tòa cung điện này vậy chúng đứng rất nghiêm trang tuy chỉ là vật chết nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được nguy cơ mãnh liệt hoàng lăng nào phải nơi ai cũng có thể đi vào chứ vân mộng di nhìn cổ đạo phía trước trong lòng thầm cười lạnh lập tức nghe thấy cô ấy cất tiếng nói, tuyệt học làm dẫn, có thể qua được tuyệt lộ. Phóng thích tuyệt học đại hạ để đi qua đó, lời vừa dứt thì kiếm đã bay ra khỏi vỏ, vân mộng di múa kiếm dợ bước tiến lên, bước vào trên cổ lộ. Thần sắc mọi người đều khựng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân mộng di lại múa kiếm ở giữa cổ lộ, hơn nữa còn là ỷ thiên kiếm pháp. Vân mộng di đi thẳng về phía trước, phàm nhạc đứng sau lưng cô cũng lập tức bước theo, huyết mạch cuồn cuộn trên người hắn, một cỗ sức mạnh huyết mạch đại nhật đáng sợ bộc phát ra trong cơ thể hắn vốn đã có huyết mạch đế diễm sau này lại tu hành đại nhật càn khôn tâm pháp nên bây giờ huyết mạch cũng đã tăng lên toàn thân đỏ bừng cất bước tiến về phía trước mấy người âu dương cuồng sinh và sở mãng cũng lần lượt phóng ra tuyên học đại hạ mà mình tu hành rồi tiến về phía trước trên người bạch tình cũng có ma uy cuồn cuộn bốc lên cô cũng bước tới trước tần vấn thiên đứng ở sau cùng hắn cũng bước tới chú ấn huyết sắc lan ra khắp lòng bàn tay huyết dịch khắp người hắn tựa như ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ diệu, hắn đã thôi động huyết chi chú ấn. Tám người bọn họ lần lượt bước lên con đường phía trước, để cho những người ở phía sau lộ ra vẻ chân chư. Tám người phía trước đều đã tu hành tuyệt học đại hạ, tung tuyệt học ra là có thể bước đi. Nhưng nếu như người không tu hành tuyệt học đại hạ thì sẽ thế nào? Chấm, thân thể của đám người thuộc thạch gia chợt lóe lên bước về phía trước, tung kim long chiến quyết ra, cũng chậm rãi tiến bước, không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào người đã tu hành tuyệt học đại hạ vốn đã cực ít, bọn họ đều đã bước vào cổ đạo. Những người còn lại cắn răng một cái rồi lập tức có một người vọt tới với tốc độ cực nhanh, xông thẳng vào cổ đạo. Nhưng chỉ trong nháy mắt lúc hắn vừa bước vào trên cổ đạo thì các pho tượng ở hai bên cổ lộ dường như đều phát sáng lên, phóng ra ánh hào quang rực rỡ. Ông, chấm, đột nhiên có vô số đạo trường thương khủng bố bắn ra, phong kín cổ đạo phía trước. Hắn quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cũng bị phong kín lại như thế, vẻ mặt xanh mét sau đó cùng tên ở trong tay các pho tượng hai bên trái phải đột nhiên sáng bừng lên bắn ra ánh sáng vô cùng đáng sợ về phía người kia hàng loạt mũi tên giống như từng tia sáng màu vàng xuyên thẳng qua người đó phát ra một tiếng hét thảm thiết sau đó máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất thân ảnh của hắn lại hóa thành hư vô máu tươi cũng tan biến theo tất cả trường thương trên con đường phong kín đó đều biến mất không thấy đâu nữa ánh sáng trên người các pho tượng cũng không còn cổ lộ vẫn vô cùng yên tĩnh không hề có lấy một tiếng vang nhỏ nào nhưng trong lòng đám người ở phía sau đều run rẩy dữ dội tim đập thình thịch con đường này là tuyệt lộ chỉ mở đường cho những người am hiểu tuyệt học đại hạ mà thôi quay đầu nhìn lại thì chỗ đó chỉ có một vách tường lạnh lẽo không có lối ra nhưng vẫn còn có người tiếp tục tiến vào tìm đường chết nếu đã là tuyệt lộ thì tại sao nơi này lại không có xương khô chứ chấm có người mở miệng hỏi nếu như bọn họ rốt cuộc sẽ bị nhốt ở nơi này đến chết vậy thì có lẽ đã từng có người đi vào trải qua cảnh tượng y chang ngay chỗ mà bọn họ đang đứng mới đúng. Tại sao lại không thấy xương khô đâu cả, nơi này chính là Hoàng Lăng Đại Hạ, hẳn là người của Hoàng tộc của Hoàng Triều Cổ có cách để đi vào trong. Bọn họ há lại không biết bí mật của Hoàng Lăng, đương nhiên cũng có tu hành tuyệt học Đại Hạ, làm gì bị nhốt ở đây giống chúng ta chứ. Có người đáp lại, người vừa mới hỏi thì lập tức ngầm miệng lại, rõ ràng là hắn đã hiểu được nguyên do, sắc mặt tái đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Đúng vậy, hoàng lăng đại hạ há lại là nơi ai cũng có thể vào được kia chứ nơi mai táng cổ hoàng sao có thể để mặc cho người ta đến quấy rối các cổ hoàng nghỉ ngơi được lòng dạ của ả à kia thật nham hiểm lúc này lại có một giọng nói lạnh như băng chuyển đến mọi người đều lộ ra vẻ phẫn nộ rõ ràng là đang trách móc vân mộng di không báo cho bọn họ biết cứ để mặc bọn họ bước vào nơi này chịu chết vân mộng di vẫn múa kiếm đi trước trên cổ lộ bản thân cô không hề biết rằng người khác đang mắng chửi mình đương nhiên cho dù có biết thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới cô võ đạo đầy gian nan hiểm nguy lòng người khó lường gặp được hoàng lăng làm gì có ai mà không muốn bước vào những người không thân thiết thì việc nghi kỵ lẫn nhau cũng khó tránh khỏi huống hồ chỉ là những người xa lạ nếu như cô nói với những người kia rằng không thể vào hoàng lăng thì liệu sẽ có mấy ai tin cô đây e là tất cả mọi người còn nghi ngờ cô có mưu toan xấu xa cố ý lừa gạt mọi người để một mình đi vào trong hoàng lăng kiếm chắc ấy chứ cổ lộ này dài đằng đẵng đi được một lúc thì phía trước vân mộng di cuối cùng cũng đã xuất hiện một cánh cửa cô trực tiếp bước vào trong đó những người khác cũng lần lượt theo sau đi đến một nơi khác chấm chỗ này không chật hẹp như cổ lộ kia mà rất rộng rãi trở thành cung điện chân chính trong cung điện có khắc rất nhiều văn lộ có vô số cây cột đá màu tím đứng sừng sững trong cung điện mà ở vị trí chính giữa cung điện là một giàn tế dường như có một quan tài cổ được làm từ tinh thạch khổng lồ nó yên lặng lơ lửng ở đó bên dưới có ánh sáng kỳ ảo nâng cổ quan quanh đàn tế cổ quan là bốn cây cột lớn trên cột trụ đó điêu khắc hình chu tước vô cùng sống động phía trước cổ quan là một tấm đệm hương bồ được điêu khắc từ tinh không vẫn thạch nguyên chất nhất nơi bày trí đàn tế lại tràn ra một cỗ nguyên lực tinh thần vô cùng nồng đậm khối tinh vẫn thạch tự nhiên này lại tinh khiết như vậy e là đến từ tầng trời thứ năm thậm chí có thể là tinh vẫn thạch tự nhiên đáng sợ của tầng trời thứ sáu ấy chứ nguyên lực tinh thần ẩn chứa trong đó không biết cường đại cỡ nào trong lòng mọi người đều thoáng run sợ lúc này bọn họ giật mình phát hiện ra rằng dường như là những cây cột đá tinh thần kia đều là những khối tinh vẫn thạch hoàn chỉnh được khắc thành cột đá với vô số đồ án đẹp đẽ trói mất xa hoa quá đi mất chỗ tinh vẫn thạch của cung điện này không biết có thể đủ cho bao nhiêu cường giả tu hành nữa tinh vẫn thạch càng cao thì nguyên lực tinh thần ẩn chứa bên trong lại càng kinh khủng dùng mãi không hết nhưng loại tinh vẫn thạch này cũng rất ít đều là tinh vẫn thạch rơi xuống từ chín giải ngân hà Vân Mộng Di đi về phía trước, quỳ gối trên tinh thần bồ đoàn ở dưới cầu thang tinh không bên dưới cổ quan, dập đầu 9 lần với cổ quan, mỗi lần dập đầu đều phát ra tiếng vang. Cô lập tức đưa tay đặt lên trên hình vẽ ở đàn tế phía trước, lực lượng tinh thần tỏa ra tràn ngập. Trong nháy mắt, toàn bộ đàn tế đều phát sáng lên, lập tức lan đến trên cầu thang và trên cột đá. Hình vẽ trên 4 cột đá dường như cũng phát sáng hết lên. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trung tâm đại điện, khiến cho cả tòa đại điện đều phát ra ánh sáng lóa mắt mà ở giữa bốn cột cột đá này một hình vẽ chu tước từ từ ngưng thực xuất hiện trên cổ quan toàn thân chu tước tắm trong biển lửa uy nghiêm vô cùng dõi mắt nhìn về phía trước chu tước vật tổ của hoàng triều đại hạ nơi này không thể có vật sống được chu tước này là thứ gì đây chấm ánh sáng lấp lánh lóe lên trên người chu tước dần dần ánh sáng rực rỡ bắt đầu bao phủ lên trên người tất cả mọi người trên người chu tước phát ra khí tức vô cùng khủng bố Tựa như cực kỳ phẫn nộ, tại sao chỉ có mình ngươi là hậu duệ của tộc ta? Chấm, trong miệng Chu Tước phát ra tiếng người vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, hồi bẩm tổ tiên, hạ tộc đã diệt vong mấy ngàn năm rồi. Ta chính là hậu duệ duy nhất, còn sót lại. Ánh mắt phân mộng di lộ ra vẻ cung kính, lại dập đầu lần nữa khiến cho trên người Chu Tước bộc phát ra lãnh ý vô cùng khủng bố. Đại hạ đã diệt vong mấy ngàn năm rồi sao? Hàn ý trên người Chu Tước bao trùm cả tòa cung điện mọi người chỉ cảm thấy cơ thể dường như bị siết chặt, hô hấp cũng hơi rồn dập hơn. Cô áp lực đến mức nghẹt thở này khiến cho người ta cảm nhận rõ ràng sự cường đại của Chu Tước, là kẻ nào đã gây nên. Chấm, Chu Tước lạnh lùng mở miệng, chín đại công tộc của Hoàng Triều Đại Hạ Liên Thủ phản bội. Vân Mộng Di đáp lời, không thể nào, lực lượng hoàng tộc có thể dễ dàng trấn áp được chín đại công tộc. Chu Tước lạnh giọng nói, có lẽ sau lưng còn có cả Hoàng Triều Đại Thương tham dự vào. Trong lúc tộc ta dốc sức đánh trả, Thiệt mạng gần hết thì bọn chúng lại bất ngờ phát động tập kích, tiêu diệt đại hạ ta. Chấm, Vân Mộng Di lại nói tiếp, khiến cho toàn thân Chu Tước bùng lên, lửa giận sụp lên mút trời, đại hạ ta vậy mà lại bị diệt vong hết mấy ngàn năm nay, còn ngươi lại là hậu duệ duy nhất của đại hạ ta. Chấm, Chu Tước nhìn Vân Mộng Di, ngươi làm sao lại sống sót được? Tại sao bây giờ mới đến Hoàng Lăng, tổ tiên Hạ Thiên Ngọc chịu nhục mà sống, lưu lại hậu duệ truyền thừa đến đời của ta? chỉ là mấy ngàn năm nay hoàng cung đại hạ ta vẫn luôn bị kẻ thù chiếm giữ. Mãi đến hôm nay kẻ thù bị đuổi ra khỏi hoàng cung cổ. Ta không bao giờ quên lời dạy bảo của tổ tiên bao đời nay, tìm được cách vào trong hoàng lăng, giờ đến hoàng lăng bái tế tổ tiên. Vân Mộng Di cung kính đáp lời, những gì cô nói lại khiến trong lòng những người ở phía sau đều rung động dữ dội. Đặc biệt là những người đã tu hành tuyệt học đại hạ như thạch gia, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Nơi này chính là hoàng lăng đại hạ, còn bọn họ chỉ là người ngoài, thậm chí là người của những gia tộc phản nghịch năm đó, đến nơi này há chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Chấm, Chu Tước im lặng một lúc rồi lại lập tức hỏi, bọn họ là người nào? Bảy người ở đằng sau ta đều là những bạn tốt của ta. Hôm nay thế cục đại hạ hỗn loạn, người đời sau của Khâm Thiên dám tiên đoán, đại hạ có xu hướng thống nhất. Có lẽ bọn họ sẽ là nhân vật mấu chốt của việc thống nhất đại hạ, còn những người khác chính là người của đám phản tộc năm đó, bọn chúng đã tu hành tuyệt học đại hạ nên mới có thể vào được nơi này vân mộng di từ tốn nói tiếp khiến cho những người kia đều cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ướt người ánh mắt của chu tước từ từ chuyển qua bọn họ trong hai đồng tử của nó đột nhiên bắn ra từng tia lửa chỉ nháy mắt mà toàn thân những người đó đã bốc cháy bọn họ phát ra tiếng kêu thê thảm rồi hóa thành cho bụi chỉ trong chốc lát sau đó biến mất trong cung điện hoàng lăng trọng địa còn cần tổ tiên chấn giữ mong tổ tiên đừng tức giận để tránh tiêu hao quá nhiều sức mạnh Vân Mộng Di thấy thế thì dập đầu nói với Chu Tước, tinh thần chi lực nơi này đủ để cho lão già ta đây kéo hơi tàn, ta chỉ hận không cách nào tách rời Hoàng Lăng. Chấm, Chu Tước nhìn về phía tám người ở trước mặt, chậm rãi nói, nếu ngươi đã dẫn bọn họ vào nơi này thì ta sẽ mở chư Hoàng Chi Môn cho các ngươi. Chỉ là, vẫn giống như truyền thừa ngày trước, căn cứ vào thiên phú khác nhau mà đưa đến những vùng đất của cổ hoàng truyền thừa khác nhau. Dựa vào biểu hiện của các ngươi mà xuất hiện truyền thừa khác nhau, ta hiểu rõ vân mộng di gật đầu cổ hoàng hạ tộc ta đều xây dựng truyền thừa chi môn thuộc về riêng mình ở trong hoàng lăng tổ tiên sẽ căn cứ vào thiên phú khác nhau mà bọn họ am hiểu đưa đến những nơi khác nhau còn việc đạt được truyền thừa như thế nào thì phải xem vào bản thân bọn họ có thể đi được đến đâu lời này của vân mộng di chính là nói với bảy người ở phía sau cho bọn họ biết rằng đây là cơ hội tiếp thu truyền thừa cổ hoàng hạ tộc đi được càng xa thì truyền thừa có được sẽ càng lợi hại chẳng trách hoàng triều đại hạ năm đó phồn thịnh đến vậy còn chín đại công tộc vẫn không thể nào tìm ra được bí mật lớn nhất bởi vì bí mật đó chỉ có người của hoàng tộc đại hạ mới biết rõ bí mật lớn nhất của đại hạ nằm ở trong hoàng lăng hoàng lăng mộ của chư hoàng đại hạ cũng là nơi các chư hoàng lưu lại truyền thừa cho đời sau năm đó mỗi một hậu duệ huyết mạch của đại hạ đều có một cơ hội vào trong hoàng lăng bái tế tổ tiên mở ra con đường truyền thừa nếu cô ấy đã dẫn các ngươi đến đây thì ta tin rằng các ngươi sẽ không nói ra bí mật này nhưng ta vẫn phải đặt một đạo lực lượng phòng ngự trong trí nhớ của các ngươi nếu có người muốn cưỡng chế xâm nhập vào trong trí nhớ của các ngươi để tiến hành siêu hồn thì lực lượng phòng ngự này sẽ ngăn chặn siêu hồn chi thuật cho các ngươi đương nhiên nếu người siêu hồn quá mạnh thì lực lượng phòng ngự này sẽ nổ tung phá hủy đi trí nhớ của các ngươi các ngươi có chịu hay không chấm chu tước quét mắt qua tám người chậm rãi nói hoàng lăng đại hạ chính là bí mật của hạ tộc sở dĩ đại hạ bị diệt mà bí mật của hoàng lăng vẫn không bị bại lộ chính là bởi năm đó những hậu duệ huyết mạch bước vào hoàng lăng đều là những nhân vật nòng cốt tuyệt đối của hoàng triều đại hạ bản thân bọn họ không thể nào chủ động bán đứng đại hạ còn tại sao không có ai bị người ta siêu hồn dò xét bí mật hoàng lăng cũng là vì giống như những gì mà chu tước vừa nói không chỉ là hoàng triều đại hạ cổ mà có rất nhiều thế lực cường thịnh đều sẽ có những thủ đoạn như vậy có thể phòng ngự bị người ta siêu hồn đương nhiên là tốt nhất âu dương cuồng sinh vui vẻ đáp ứng nếu như thật sự đến được bước đó thì hắn cách cái chết cũng đã không còn xa nữa rồi mọi người lần lượt gật đầu không ai có ý kiến gì trong đồng tử của chu tước tựa như có một đạo cổ ấn hỏa diễm màu vàng bừng lên trên cổ ấn này như có quang văn mãnh liệt nháy mắt bắn ra chui vào trong đầu của mọi người khiến cho bọn họ cảm thấy trí nhớ trong đầu dường như được một màn sáng màu vàng bảo hộ được rồi lần lượt từng người bước lên đứng bên cạnh ta để ta cảm nhận lực cảm ứng tinh thần của các ngươi chu tước từ tốn nói Vân Mộng Di dẫn đầu bước lên trước, đến trước mặt Chu Tước. Hai móng Chu Tước khép lại, đặt lên trên đầu Vân Mộng Di, đôi mắt khép hờ, từng vầng sáng chuyển động trên người Vân Mộng Di, sau đó trong cổ điện lập tức có rất nhiều cột đá dần dần được thắp sáng lên. Tòa gạo điện này có tổng cộng 81 cột đá. Vân Mộng Di thắp sáng hơn 40 cột thì mới dừng lại không sáng lên nữa. Tinh hồn, Chu Tước mở miệng nói, Vân Mộng Di lập tức phóng thích tinh hồn của cô ra, được rồi. Hai móng của Chu Tước hạ xuống lập tức nhìn về phía bảy người ở sau lưng Vân Mộng Di. Âu Dương Cuồng Sinh tiến lên trước, Chu Tước cũng lập tức làm động tác giống như thế với Âu Dương Cuồng Sinh. Lực cảm ứng tinh thần của Âu Dương Cuồng Sinh lợi hại hơn. Tinh hồn thứ nhất của hắn lại là tinh hồn của tầng trời thứ tư, đã thắp sáng được 50 cột đá tinh thần, khiến cho Chu Tước gật đầu nói với vẻ hài lòng, khá lắm. Tiếp theo sau là Phạm Nhạc, Sở Mãng, Tần Chính, Mộ Phong, Bạch Tình lần lượt tiến lên kiểm nghiệm lực cảm ứng đều từ 40 cột đá trở lên, ngoài Âu Dương Cuồng sinh ra thì cảm chi của Bạch Tình là tốt nhất. Tinh hồn thứ nhất của cô cũng kết nối với ngôi sao võ mệnh của tầng trời thứ tư. Tần Vấn Thiên cũng đã bước lên trước, Chu Tước cũng làm động tác y hệt như thế với hắn. Trong nháy mắt, Tần Vấn Thiên cảm giác lực cảm ứng của mình đột nhiên khuếch tán ra, thuận theo sự chỉ dẫn của đối phương mà điên cuồng tràn ra bên ngoài. Chỉ trong phút chốc, từng cột đá được thắp sáng, nhanh chóng thắp được 50 cột đá nhưng vẫn không dừng lại ở đó. Một lát sau, cột thứ 60, 70 cũng lần lượt được thắp sáng lên, khiến cho chủ tước mở to hai mắt, bộc phát ra ánh sáng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, thế này vẫn chưa xong. Khi bốn cột đá bên cạnh hắn lần lượt thắp sáng lên, đôi mắt của Chu tước cũng dại ra, dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên. Toàn bộ 80 cột đá đều sáng lên cả rồi. Cả tòa đại điện, giống như một bầu trời sao, được soi dọi sáng trưng. Không nói đến Chu tước, ngay cả mấy người vân mộng di cũng đã ngẩn ra nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên thiên phú của đế thiên đáng sợ đến thế sao chấm bọn họ vẫn luôn biết tần vấn thiên rất yêu nghiệt nhưng đế thiên này cũng tu luyện đủ loại thần thông chung với tần vấn thiên hóa ra hắn cũng đáng sợ như thế cho tới giờ bọn họ vẫn không nghĩ tới chuyện đế thiên chính là tần vấn thiên bởi vì bọn họ đã tận mắt trông thấy đại bàng do tần vấn thiên biến ảo dùng tới diệt tiên kiếm sau đó lập tức lâm vào hôn mê Bây giờ bọn họ vẫn chưa tiếp xúc tới thủ đoạn đẳng cấp như đại nhất tiên pháp, ngay cả nghe cũng chưa từng có, cho nên không thể nào nghĩ tới được. Ai lại dám đi liên tưởng hai người bọn họ là một cơ chứ? Tinh hồn của ngươi." Chu Tước nói với Tần Vấn Thiên. Chấm, Tần Vấn Thiên lại im lặng, dung mạo có thể che giấu nhưng nếu như phóng thích tinh hồn ra thì đã trực tiếp nói với tất cả mọi người rằng hắn chính là Tần Vấn Thiên rồi. Thấy Tần Vấn Thiên im lặng như thế, ánh mắt của Chu Tước lóe lên lập lức mở miệng phun ra một đạo quang mang bao bọc lấy nó và một mình tần vấn thiên vào bên trong, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi nhưng ta cần phải nhìn thấy tinh hồn của ngươi, để cho ngươi tiến vào cổ hoàng chi môn thích hợp, huống hồ gì, cho dù sau khi ngươi bước vào cổ hoàng chi môn, nếu phóng thích tinh hồn lúc chiến đấu thì ta vẫn có thể biết được. Chu Tước nói thẳng chứ không giấu giếm tần vấn thiên, tần vấn thiên trần trừ một lúc, Chu Tước này trấn thủ hoàng lăng đại hạ, rất có thể chính là nhân vật quan trọng của hoàng tộc đại hạ, không đến mức lừa gạt mình, nếu không, nó không cần phải nói câu cuối cùng kia với mình tần vấn thiên gật đầu phóng thích bốn tinh hồn của mình ra ba tinh hồn đến từ tầng trời thứ năm một tinh hồn đến từ tầng trời thứ sáu được rồi chu tước khẽ gật đầu tần vấn thiên thu hồi lại tinh hồn màn sáng lập tức tiêu tán đi cơ thể chu tước từ từ đáp lên trên cổ quan bàn chân ấn xuống trong nháy mắt trên bức tường của cung điện sau lưng nó có một cánh cửa chậm rãi mở ra trong đó đã xuất hiện một pho tượng to lớn vô cùng pho tượng này chính là một thân ảnh trung niên cực kỳ uy nghiêm tay hắn cầm lôi thần đao người khoác lôi điện khải giáp trên vai dường như có một con lôi đình cự mãng ngoan ngoãn nằm đó trên đầu hắn còn đội cả vương miện đây chính là bá hoàng một trong những cổ hoàng của hạ tộc trong lịch đại cổ hoàng hạ tộc thì thực lực của hắn có thể xếp vào năm hạng đầu khi còn sống thì tung hoành khắp đại hạ vô địch thủ năm đó đại hạ và đại thương nổ ra đại chiến hoàng triều đại thương tập kích giết công chúa đại hạ ta Bá Hoàng phẫn nộ đã đánh thẳng vào Hoàng Triều Đại Thương, diệt quân chủ của Đại Thương, chu sát năm vị vương gia, cuối cùng bị thương nặng không cách nào chữa trị được, nhưng vẫn cố gắng một hơi cuối cùng trở về Hoàng Lăng Đại Hạ, lìa trần trong Hoàng Lăng. Sau trận chiến này, hai bên đều hao tổn nguyên khí nặng nề. Giọng của Chu Tước rất nghiêm trang, kể câu chuyện của cổ Hoàng khiến lòng người rung động, hắn lập tức nhìn về phía hai người Âu Dương cuồng sinh và sở mãng rồi nói, lôi thần Chạm là do bá Hoàng sáng tạo ra hai người các ngươi vào cửa của bá hoàng, đa tạ tiền bối. Âu Dương cuồng sinh khom người với chủ tước, được, sở mãng cũng cung kính bái lại, khẽ gật đầu, cùng Âu Dương cuồng sinh tiến vào trong cổ môn bên cạnh pho tượng bá hoàng. Sau đó cánh cửa lập tức đóng kín lại, móng vuốt sắc nhọn của Chu tước lại ấn xuống trong cổ quan, lập tức lại có một pho tượng cổ hoàng xuất hiện. Cổ hoàng này thần sắc yêu dị, lại giống như thanh niên yêu tuấn, vô cùng đáng sợ, còn đây cũng là một trong các cổ hoàng hạ tộc ta, huyết hoàng cũng hùng bá thiên hạ giống như bá hoàng từ khi sinh ra cho đến khi khiến cho quân chủ của đại hạ thoái vị nhường ngôi chỉ tốn hơn trăm năm huyết chi chú ấn là do hắn sáng tạo ra ngươi vào trong đó đi chu tước chỉ vào mộ phong mở miệng nói cổ hoàng hạ tộc đều vô cùng nổi danh vào thời đại hoàng triều đại hạ cổ con tồn tại bá hoàng huyết hoàng là tôn xưng của họ khi đăng cơ làm hoàng đế đại hạ chứ không phải là cảnh giới sở mãng âu dương cuồng sinh vào cửa bá hoàng đi trên con đường truyền thừa của bá hoàng Ngộ Phong vào đường truyền thừa của huyết hoàng, sau đó, Chu Tước lại nhìn Phạm Nhạc rồi nói, năng lực cảm ứng tinh thần của ngươi chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng tinh thần lực của ngươi lại vào hàng đỉnh tiêm. Trong các vị hoàng đế của đại hạ ta, đúng lúc cũng có một có vị tinh thần lực vô cùng xuất chúng, thực lực của hắn cũng rất mạnh, ngươi phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ giành được truyền thừa hoan trình. Dứt lời thì móng vuốt sắc bén của Chu Tước ấn xuống, lại có một pho tượng xuất hiện, hai mắt của pho tượng này sâu không thấy đáy. Chỉ cần liếc qua đã khiến cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Phạm Nhạc đi về hướng pho tượng đó, Chu Tước nhìn sang Tần Chính, nói: "Không gian chi lực vẫn luôn là một năng lực vô cùng xuất chúng, tấn công hay phòng thủ cũng đều mạnh, lúc chạy trốn cũng chiếm ưu thế, năng lực tổng hợp vô cùng mạnh, người cũng phải nắm chắc cơ hội đấy." Nói xong thì móng vuốt sắc bén của nó lại ấn xuống lần nữa, Tần Chính cúi người xuống với Chu Tước rồi sau đó đi về hướng đó. Chu Tước nhìn Bạch Tình, nói: "Tâm trí của ngươi kiên định trong cơ thể ngươi toàn là âm minh chi lực và ma chi lực lược, cơ thể nhỏ bé như thế mà có thể kiên trì tới tận bây giờ đúng là không dễ dàng gì. Con đường của ngươi sẽ rất khó khăn, trong các cổ hoàng của đại hạ ta có loạn thiên ma hoàng là người ngoài, từ nhỏ hắn đã bơ vơ một mình, sau khi hùng bá đại hạ cũng không chịu làm hạ hoàng, nhưng vẫn được phong là hạ hoàng, nhập hoàng lăng. Khảo nghiệm của hắn có lẽ sẽ vô cùng xảo trá, hy vọng ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm. Móng vuốt của Chu Tước ấn xuống, Bạch Tình khom lưng chào Chu Tước, đi về phía bức tượng tóc tai bay tán loạn kia. Chấm chấm, chẳng mấy chốc, trong cung điện chỉ còn lại Tần Vấn Thiên và Vân Mộng Di. Tần Vấn Thiên nhìn Chu Tước, nói, tiền bối, cổ hoàng của đại hạ để lại truyền thừa ở Hoàng Lăng, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã mất rồi sao? Chấm, để có thể trở thành cổ hoàng đại hạ thì cần phải có thực lực đáng sợ. Theo lời thanh mị tiên tử thì chiến lực cao nhất của đại hạ xưa kia là thiên tượng cành đỉnh phong, sao họ có thể chết dễ dàng thế được? Hơn nữa, nếu đã tu hành đến cảnh giới đó rồi thì tất nhiên sẽ không chấp nhất với hoàng quyền của đại hạ nữa. họ sẽ đi đến một nơi rộng lớn hơn để thăm dò con đường võ học. chu tước nhìn tần vấn thiên chăm chú nhưng không hề trả lời, tựa như nó đang cân nhắc xem nên để tần vấn thiên đi vào truyền thừa của vị cổ hoàng nào. lực cảm ứng tinh thần và tinh hồn của người này là mạnh nhất trong số mấy người tới đây. thiên phú của hắn tất nhiên rất mạnh, là người có hy vọng lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của cổ hoàng nhất dù gì thì năm đó hậu duệ của hoàng tộc đại hạ và hoàng lăng tìm truyền thừa đều phải đi qua nó nó biết nhân vật như thế nào thì sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của cổ hoàng những người tới hôm nay đều vô cùng ưu tú cộng thêm con đường mà nó đã chọn cho họ những người đó đều có cơ hội giành được truyền thừa hoàn chỉnh mà hy vọng của tần vấn thiên là lớn nhất người này có vị trí thế nào trong việc phục hưng đại hạ của ngươi chấm đúng vào lúc này giọng nói của chu tước đột nhiên vang lên trong não hải của vân mộng di ánh mắt của vân mộng di lóe lên cô đương nhiên hiểu ý của chu tước nhìn thân ảnh tần vấn thiên ánh mắt của cô ấy sáng lên lập tức truyền âm với chu tước vô cùng quan trọng theo cô tuy rằng thân phận của đế thiên khá bí ẩn nhưng hắn và tần vấn thiên cùng tu luyện một môn thần thông thậm chí đến cả bí pháp như yêu thần tế mà tần vấn thiên cũng truyền thụ cho hắn từ đó có thể thấy quan hệ của hai người bọn họ thân thiết thế nào đế thiên cũng giống như cái bóng của tần vấn thiên có thể thay thế tần vấn thiên chấp trưởng thương vương nhất mạch Chấm cộng thêm việc thiên phú của đế thiên mạnh như thế nên tất nhiên hắn cũng rất quan trọng chu tước nhìn tần vấn thiên rồi nói truyền thừa của cổ hoàng đại hạ ta có độ khó cực cao nếu như muốn giành được truyền thừa hoàn chỉnh thì thậm chí còn có nguy cơ mất mạng bất luận là ngươi sáu người vừa đi vào lúc nãy hay là hậu duệ huyết mạch đại hạ của ta năm đó thì đều như thế cả nếu như bỏ dở giữa chừng thì tuy rằng không mất mạng nhưng chỉ có thể lấy được một phần truyền thừa ý của ngươi thế nào ta muốn lấy được truyền thừa hoàn chỉnh Tần Vấn Thiên lên tiếng trả lời, nếu như ta chọn cho ngươi con đường truyền thừa khó khăn nhất, nguy hiểm nhất thì ngươi có dám đi không? Chấm, ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, đáp ngay, khó nhất, nguy hiểm nhất, vậy thì đó cũng là truyền thừa mạnh nhất, có gì mà không dám, nếu đã vậy thì tiếp theo đây có thể ngươi sẽ đối mặt với đủ loại tình cảnh mà ngươi không thể tưởng tượng tới được, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi đi. Chu Tước vừa dứt lời thì móng vuốt sắc bén đập vào quan tài cổ, có tiếng ầm ầm vang lên, cung điện đằng sau lưng Chu Tước bị tách ra hai bên, không hề xuất hiện bức tượng nào chỉ có một cánh cửa ánh mắt tần vấn thiên lóe sáng hắn cúi người xuống rồi lập tức đi về phía cánh cửa cổ kia đi thẳng vào trong thân ảnh hoàn toàn biến mất trong cung điện chỉ còn sót lại một mình vân mộng di sau khi tần vấn thiên rời đi thì chu tước nhìn vân mộng di nói với thực lực của ngươi chỉ e con đường phục hưng đại hạ hãy còn dài lắm tại sao ngươi lại đưa bọn họ tới đây những người này đều không phải kẻ tầm thường trên người lộ rõ ngạo khí e rằng không phải là người mà ngươi có thể khống chế được, nếu như chỉ là bạn bè, ngươi lại dám mạo hiểm thế này ư. Ta không cầu bản thân mình làm hạ hoàng, nhưng muốn kẻ thù phải diệt vong, đến khi nhất thống đại hạ không phải chính là phục hưng đại hạ sao. Vân Mộng Di quỳ xuống nói tiếp, xin lão tổ thứ tội, sở dĩ ta đưa bọn họ tới đây chỉ là vì có một người quan trọng, hắn có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Người này mới là mấu chốt, nhân vật quan trọng trong lời dự đoán của hậu nhân khâm thiên giám chính là người cuối cùng ban nãy ư. Chấm. Chu Tước hỏi, Vân Mộng Di lắc đầu, không phải là người đó, còn có người xuất chúng hơn cả người đó nữa ư? Ừ. Trong mắt Chu Tước có ánh lửa lập lòe, nó vô cùng kinh ngạc, Đế Thiên là người thắp sáng 81 cây cột đá, chiếu sáng cổ điện, chắc là thế. Vân Mộng Di gật nhẹ, người đó nắm yêu thần tế của đại hạ ta trong tay, lấy thân mình hóa thành Vân Trung Đại Bàng, với cảnh giới thiên cương cảnh tầng 2 mà có thể nghịch chuyển yêu thần tế, một kiếm giết chết thiên tượng, nay đang bị trọng thương và hôn mê, chưa thể đến đây, hơn nữa ba tinh hồn của người này đều tới từ tầng trời thứ năm. Vân Mộng Di nói tiếp, nghe thấy lời nói của cô ấy ánh mắt chu tước sáng lên, hỏi, tinh hồn là gì? Thiên truy, Thủy Mộng, Đế Yêu, Vân Mộng Di đáp, người này đang trọng thương hôn mê ư? Tại sao lại thế, ngươi có chắc chắn không? Chấm, chu tước lại hỏi, đó là chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta mượn thất sát khôi lỗi tham gia trận chiến này, cùng với sáu người khác trừ cô gái ban nãy tạo thành thất sát vân mộng di từ tốn nói hơn nữa thân thế của người này không hề tầm thường e rằng cho dù tương lai hắn nhất thống được đại hạ thì đại hạ cũng không thể giữ được chân hắn lại chu tước dường như không nghe thấy lời nói của cô nó ngẩn ra một lúc rồi lập tức gật đầu lúc này trong lòng nó đã hiểu rõ người cũng đi đi cố gắng lên móng vuốt của chu tước ấn xuống lập tức có một bức tượng xuất hiện cổ lộ hiện ra vân mộng di đứng dậy đi vào trong đó chỉ còn chu tước vẫn đứng ở chỗ cũ nghịch chuyển yêu thần tế, thân ngoại hóa thân nhưng lại giống hệt như bản tôn, người này đã gần thành yêu rồi. Chu Tước thấp giọng lẩm bẩm, nghe xong lời của Vân Mộng Di thì nó lập tức biết ngay Đế Thiên cũng chính là người mà Vân Mộng Di đang nói đến, chỉ có điều, nếu như nó đã hứa giữ bí mật với Tần Vấn Thiên thì tất sẽ không nói cho Vân Mộng Di hay. Không hiểu tại sao người này lại giấu giếm những người khác, hy vọng phán đoán của Vân Mộng Di không sai. Tần Vấn Thiên bước vào trong cánh cửa kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của không gian, không gian dao động vô cùng dữ dội đẩy hắn đến một không gian khác. Lúc này Tần Vấn Thiên phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới băng tuyết, trời đất mênh mông đều bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa, không khí bút lạnh tới mức khiến người ta run rẩy. con đường truyền thừa của cổ hoàng chắc chắn có rất nhiều khảo nghiệm, không biết khảo nghiệm sẽ khó khăn đến cỡ nào đây. Chấm, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, rậm bước đi về phía trước, để lại một hàng dấu chân rõ ràng dưới nền tuyết trắng. Đúng vào lúc này, Tần Vấn Thiên chợt dừng bước, Hắn cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, sau đó, hàn ý khủng bố chợt bộc phát, cơ thể của Tần Vấn Thiên cứ như bị biến thành tượng băng, xoẹt. Chấm, đấu chuyển tinh di trong nháy mắt bộc phát, Tần Vấn Thiên lùi lại phía sau, mặt đanh lại, ánh mắt sắc lẻm, hắn dõi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tầng tuyết động thật dày kia lại động đậy, ở đó lại có một thân ảnh bò dậy. Đó là một người, toàn thân hắn ta mặc quần áo trắng như tuyết đến cả da và mặt của hắn ta cũng có màu trắng bệch cảm giác của ta lại không phát hiện ra được sự tồn tại của hắn tần vấn thiên nhìn chằm chằm vào người nọ đối phương nằm trong tuyết giống như hòa thành một thể với tuyết vậy vậy mà lại có người tới nơi này người đó lên tiếng dường như cảm thấy khá là bất ngờ sau đó lại mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng mấy ngàn năm nay cũng chỉ có vài người dám tới nơi này không ngờ qua nhiều năm như thế mà vẫn còn người dám đến đây tiền bối khảo nghiệm của cửa này là gì thế tần vấn thiên hỏi ngay khảo nghiệm ư, ngươi có biết là trong phạm vi quy tắc cho phép thì ta có thể giết chết ngươi không? Chấm, người tuyết nọ nhìn tần vấn thiên chằm chằm, lại nhếch môi mỉm cười lần nữa, khiến người ta có cảm giác âm lãnh, vậy thì xin hỏi tiền bối, quy tắc là gì thế? Chấm, tần vấn thiên lại hỏi, thực lực của người này sâu không thể dò, tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đánh thắng. Nếu như Chu Tước đã gửi hắn đến đây thì không thể nào là khảo nghiệm không thể hoàn thành được, e là mấu chốt nằm ở trong quy tắc đó, cảnh giới của ngươi. Người tuyết hỏi lại với vẻ bông đùa, dường như cô đơn mấy ngàn năm cuối cùng cũng có đối tượng để xả vậy, thiên cương cảnh tầng 2. Chấm, tần vấn thiên đáp, ta sẽ ép cảnh giới xuống thiên cương cảnh tầng 2, nếu như ngươi có thể diệt được ta thì coi như qua cửa. Người tuyết cười nói khiến cho tần vấn thiên nhíu mày lại, hắn cười lạnh, ép xuống thiên cương cảnh tầng 2 sao? Được, tần vấn thiên nói, hắn bước lên, tinh quang sáng lên, đấu chuyển tinh di bộc phát, đồng thời có tiếng kiếm ngâm vang lên, một kiếm bay ra, thanh kiếm sáng chói chém thẳng vào cơ thể của người tuyết. Nhưng Tần Vấn Thiên lại thấy người tuyết hóa thành một đống tuyết, từ từ tan ra, căn bản không phải là cơ thể người, tách tách. Tiếng vang giòn giã phát ra, hai chân của hắn bị đông thành băng, thế mà lại bị đóng băng. Tần Vấn Thiên nhấc chân lên, hắn muốn thử cử động nhưng lại phát hiện sức mạnh đóng băng này vô cùng đáng sợ, nó đã len lỏi thấm sâu vào hai chân của hắn, sức mạnh hàn băng đó làm đông cứng máu ở hai chân của hắn, khiến cho hắn không thể điều động được sức mạnh tinh thần, đây, Ánh mắt của Tần Vấn Thiên khượng lại, không chỉ là hai chân hắn mà hai tay và cơ thể của hắn cũng bắt đầu bị đóng băng, cảnh giới Thiên Cương tầng 2 nhưng võ đạo ý chí không hề hạn chế đâu nhé. Một giọng nói lạnh như băng bay tới theo gió khiến cho Tần Vấn Thiên run lên, chỉ vừa mới bước vào con đường thí luyện truyền thừa mà khảo nghiệm đã khó như vậy rồi sao? Sức mạnh đóng băng này vô cùng đáng sợ, nó xâm nhập vào cơ thể, có thể đóng băng máu trong cơ thể lẫn tinh thần chi lực, nếu như Ngũ Tạng Lục Phủ cũng bị đóng băng thì hắn sẽ chết đối phương tuyệt đối không phải đang nói đùa với hắn, dưới điều kiện quy tắc cho phép thì hắn ta sẽ giết hắn. Nghĩ tới đây, huyết mạch trong cơ thể tần vấn thiên bỗng chốc quay cuồng, gầm thét, yêu thần biến được phóng ra, khí tức yêu dị đáng sợ bỗng chốc đã ngập tràn, hủy. Một tiếng hét vang lên, băng trên hai cánh tay của hắn bị phá vỡ, trên cơ thể của hắn thấp thoáng bóng hình yêu dị giống như một con đại bàng. Tiếng tách tách kia vẫn vang lên, sức mạnh đóng băng đáng sợ đó vẫn lan lên trên, yêu thần biến yêu khí trên cơ thể tần vấn thiên tuôn ra cuồn cuộn, sức mạnh đáng sợ lưu chuyển quanh người hắn, hai cánh tay của hắn giờ giống như một đôi cánh chim, phút chốc đã rang rộng ra, đồng thời cơ thể của hóa thành đại bàng. Chỉ là đại bàng này không thể sánh bằng vân trung đại bàng của yêu thần tế, thể hình nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài có mấy chục mét mà thôi. Mặc dù cơ thể hóa thành đại bàng nhưng băng trên người vẫn còn lan lên. Hai cánh của hắn vỗ mạnh, vô số đạo kiếm quang chém về phía dưới chân, hắn há miệng ra, một thanh cự kiếm thiên cương vô cùng sắc bén bay từ miệng hắn ra cắm vào trong đất, tiếng kiếm ngâm vang lên không dứt, tất cả băng tuyết đều bị phá hủy. Nhưng đúng vào lúc này, những bông tuyết trên mặt đất lại bay lên, nó bay tán loạn trong không trung, phủ lên người của đại bàng, chỉ trong chớp mắt đã khiến cơ thể của đại bàng hóa trắng xóa một màu, ong. Chấm, cơ thể của đại bàng bay lên không trung, võ mệnh thiên cương bay về, tiếng kiếm gầm không ngừng vang lên, bay xung quanh người hắn, khiến quanh cơ thể hắn dường như hình thành một màn kiếm uy vô cùng đáng sợ, chúng xé nát hết những bông tuyết đang bay múa. Ánh mắt sắc bén liếc xuống dưới, cơ thể của đại bàng đột nhiên cử động, giáng xuống mặt đất như một tia sang lướt nhanh. Thiên cương chi kiếm đâm ra, kiếm ngâm vang lên, dường như có vô số mũi kiếm đang bay múa, những nơi mà nó đi qua, các bông tuyết đều nát vụn. Tốc độ của đại bàng cực nhanh, nếu như đã không thể nào tìm ra người tuyết thì cứ phá hủy tất cả tuyết ở không gian này thôi nhưng đúng vào lúc này thì tuyết trên mặt đất bỗng điên cuồng cử động, nhanh chóng tụ lại ở một hướng. Chỉ trong nháy mắt mà đã có một ngọn núi tuyết xuất hiện, ngọn núi tuyết này đứng sừng sững trên mặt đất, hơn nữa còn đang tụ tập lại cao to hơn với tốc độ nhanh chóng, tuyết trong không trung đã dồn hết vào ngọn núi tuyết này. Tần vấn thiên liếc nhìn núi tuyết, cơ thể đại bàng bay vút lên trời, thiên cương chi kiếm phóng ra khí thế vương giả, chém ra một nhát kiếm vào trên núi tuyết khổng lồ kia, khiến không trung như nứt ra những làn sóng chấn động đáng sợ kia điên cuồng tràn ra, trên núi tuyết xuất hiện vài vết nứt lớn, nhưng nó lại khôi phục lại với tốc độ cực nhanh, đồng thời có vô số thanh đao khổng lồ bằng băng phóng từ núi băng về phía đại băng. Tần vấn thiên lùi nhanh về sau, tận mắt nhìn thấy núi tuyết kia vẫn còn đang cao lớn hơn nữa, nó hóa thành một ngọn núi cao hơn ngàn mét. Tiếng nổ, ầm ầm vang lên, núi tuyết rung lên, mọc ra hai tay, hai chân, ngay sau đó, một gương mặt hiện lên, chính là người tuyết lúc nãy. Trong nháy mắt, núi tuyết hóa thành một người tuyết cao to hơn lúc đầu ngàn lần, nó liếc xuống tần vấn thiên, khiến cho tần vấn thiên có cảm giác như linh hồn của mình cũng sắp bị đóng băng, vốn định từ từ chơi với ngươi, không ngờ ngươi lại nhàm chán như thế, lại còn định dùng kiếm để diệt băng tuyết nữa chứ. Chấm, người tuyết khổng lồ mở miệng thốt ra những câu nói vô cùng lạnh lẽo, sau đó nó bước lên trước, mặt đất rung chuyển, bàn tay của nó giơ lên muốn tóm về phía đại bang có kích cỡ không bằng một bàn tay của nó trường ấn chưa tới nhưng sức mạnh như muốn đóng băng vạn vật đó đã tới. Cơ thể của đại bàng lạnh run lên một cái, trong chớp mắt đã biến mất, trường ấn đánh vào không trung, phát ra tiếng nổ, ầm ầm, khoảng không gian này rất lớn, ngươi có thể mãi mãi trồn tránh, nhưng ngươi cũng sẽ sẽ bị giam lại đây vĩnh viễn, mà ta thì chẳng sao cả, ta đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, không ngại từ từ đợi với ngươi đâu. Người tuyết khổng lồ nói với vẻ châm biếm khiến cho sắc mặt của Tần Vấn Thiên trở nên rất khó coi. Đối phương không hề vi phạm quy định, đích thực hắn ta đã ép cảnh giới xuống thiên cương cảnh tầng 2, vì thế nên hắn mới có thể tránh đi trong nháy mắt, nhưng cho dù là thiên cương cảnh tầng 2 thì với cơ thể khổng lồ ngàn mét gần như là bất tử kia, hắn biết phải đánh như thế nào mới được đây. Cơ thể của hắn là do băng tuyết tụ lại mà thành, trừ phi diệt được toàn bộ băng tuyết này thì mới có thể giết chết được đối phương. Tần vấn thiên nghĩ thầm trong lòng, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn, yêu chi khí tức ngập trời điên cuồng bạo phát, khi thế đáng sợ khiến cơ thể của hắn đột phá cảnh giới vốn có, có được khí thức mạnh mẽ của thiên cương cảnh tầng 3, sức mạnh huyết mạch là tuyệt chiêu của ta. Bây giờ tuy là thiên cương cảnh tầng 3 nhưng cảnh giới vốn có của ta đích thực là thiên cương cảnh tầng 2. Chấm chấm, tần vấn thiên nhìn chằm chằm vào người tuyết, không ngờ mới là cửa thứ nhất mà đã phải nhờ vào sự bạo phát của sức mạnh huyết mạch. Cảm giác này không tốt chút nào, những khó khăn phía sau liệu còn đáng sợ đến đâu đây? Thiên cương cảnh tầng 3 thì sao chứ? Chấm, người tuyết nói với giọng lạnh lùng, nhưng lúc này, cơ thể đại bàng lại hóa thành người, ngay sau đó cơ thể được bao trùm bởi một tầng lân giáp đáng sợ, yêu chi ý chí được phóng ra tới cực hạn, cơ thể của hắn được vải rồng cứng rắn không gì bị kịp bao phủ, dường như được phủ lên một tầng yêu giáp vậy. Toàn bộ võ hồn được phóng ra, tay hắn cầm đại kiếm võ mệnh thiên cương, thong thả bước lên trước. Tần vấn thiên lúc này mà ở bên ngoài thì có thể giết chết người cảnh giới thiên cương cảnh tầng 4 dễ như chờ bàn tay ấy chứ, ta muốn nhìn xem cơ thể của ngươi có thể chịu được công kích mạnh đến đâu. Tốc độ của tần vấn thiên đột nhiên tăng vọt, giống như một cơn gió nhưng khi hắn tiến lên trước thì cỗ sức mạnh ý chí băng tuyết trên người hắn cũng không ngừng tăng mạnh cơ thể của hắn bắt đầu đóng băng thậm chí có một sức mạnh ý chí xâm nhập vào cơ thể của hắn muốn đóng băng tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn giết thân ảnh của tần vấn thiên biến mất hai tay hắn nắm lợi kiếm đâm thẳng vào đầu của người tuyết khổng lồ hiện giờ thiên cương chi kiếm đâm thẳng vào trong võ đạo ý chí được bộc phát hoàn toàn cái đầu khổng lồ đó trực tiếp bị phá hủy cửa kiếm cắm ở bên trong kiếm điên cuồng ngâm lên từng tiếng xoắn quanh cơ thể của người tuyết với tốc độ cực nhanh. ong chấm trường ấn hàn băng điên cuồng vỗ về phía tần vấn thiên. thế nhưng bàn tay của tần vấn thiên run lên, cự kiếm thiên cương phóng ra trong nháy mắt, đâm thẳng vào trong cơ thể của người tuyết. bản thân hắn thì dùng đấu chuyển tinh di để tránh né, tay cầm một thiên chùy võ mệnh thiên cương khác đập về phía lưng của đối phương. Âm, chấm sức mạnh không lồ đập xuống, từng đợt sóng chấn động điên cuồng lan ra xuất hiện vô số vết nứt. Một ngón tay của Tần Vấn Thiên chỉ ra, vô số kiếm quang tụ lại thành lốc xoáy cực kỳ khủng bố xông vào cơ thể của hắn ta, ngón tay hạ xuống, cơ thể của Tần Vấn Thiên lui mạnh về sau, hẳn ý đó quá mạnh, có thể đóng băng hắn đến chết. Tuy rằng cơ thể đã cách xa người tuyết, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn đanh mặt lại, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, cự kiếm võ mệnh thiên cương trong cơ thể người tuyết khổng lồ xoắn lại với tốc độ rất nhanh khiến cho cơ thể to lớn đó không ngừng run lên. Cuối cùng có một tiếng nổ vang lên, người tuyết khổng lồ tan ra, vô số bông tuyết bay tán loạn trong không trung, một thân ảnh người tuyết nhỏ hơn lại xuất hiện trong không trung, nhìn chằm chằm về phía tần vấn thiên, thực lực khá đấy. Người tuyết đột nhiên cười lên rồi nói, chúc mừng ngươi, có thể tiến vào tầng tiếp theo rồi, có điều muốn vượt qua những khảo nghiệm tiếp theo căn bản là chuyện không thể nào làm được, tốt nhất là ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt vào đi. Hắn ta vừa dứt lời thì cơ thể liền hóa thành những bông tuyết bay theo chiều gió, phiêu tán trong không trung, thế nhưng trên vùng đất mà hắn biến mất lại xuất hiện một cầu thang nối liền đến một không gian khác những bông tuyết bay đầy trời không biết xuất hiện từ chỗ nào chúng lại rơi xuống trên nền đất nhanh chóng phủ đầy cả mặt đất tần vấn thiên giơ tay ra những bông tuyết mát lạnh rơi xuống lòng bàn tay hắn hắn nhìn lên dọc theo cầu thang theo lời người tuyết khảo nghiệm ở phía trên e rằng càng khó hơn chu tước chọn cho âu dương cuồng sinh và sở mãng cổ lộ truyền thừa của bá hoàng của ngộ phong là huyết hoàng bạch tình là loạn thiên ma hoàng nó sẽ chọn cho hắn con đường như thế nào đây? Chấm, nếu như hắn vượt qua hết khảo nghiệm thì sẽ lấy được cái gì? Chấm, tần vấn thiên ngồi khoanh chân trong tuyết, để mặt cho tuyết rơi trên người mình và dần dần phủ kín người mình. Sau khi sức mạnh huyết mạch được đốt cháy toàn bộ hóa thành tăng cảnh giới thì hắn có hơi suy yếu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện rất nhiều tinh vẫn thạch, hắn bắt đầu hấp thụ tinh thần chi lực bên trong chúng. Mấy ngày sau, tần vấn thiên đứng dậy bước về trước, đi đến chân cầu thang kia, ngẩng đầu nhìn lên trời hắn men theo cầu thang bước lên trên mà không hề do dự trong nháy mắt khi hắn rời khỏi cầu thang thì cầu thang đột nhiên biến mất hắn đi tới một không gian khác nơi này là một rừng kiếm ong một cỗ kiếm ý cực kỳ khủng bố khóa chặt tần vấn thiên sắc mặt hắn đại biến hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy trên không trung có rất nhiều thanh kiếm sắc bén đang lơ lửng kiếm uy phát ra trên mỗi thanh kiếm cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết rồi rừng kiếm này lấy kiếm tạo thành rừng khắp nơi đều là những thanh kiếm như thế đây, Tần Vấn Thiên nhìn vô số thanh kiếm bay lơ lửng xung quanh, chúng chuyển động theo các cơn gió giống như cây cối vậy, nhưng mỗi kiếm không có cái nào là không chỉ vào hắn, kiếm quang lập lòe, dường như chỉ cần hắn có dị động gì thì sẽ giết chết hắn luôn, nơi đây là kiếm lâm, nếu như bây giờ ngươi rút lui thì ta sẽ đưa ngươi về. Một giọng nói dường như truyền tới từ hư không vang lên, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên thì trông nhìn thấy giữa rừng kiếm mênh mông có một thân ảnh thong thả bước tới. Tuy rằng người này đi rất chậm nhưng lại khiến Tần Vấn Thiên có cảm giác mỗi bước đi của hắn đều có kiếm ý phóng ra, người này chính là do một thanh kiếm hóa thành, hòa làm một với rừng kiếm này, như thế nào thì mới có thể xem như qua ai. Chấm, Tần Vấn Thiên hỏi, sau khi ngươi quyết định, ta mới nói cho ngươi biết, nhưng ta nhắc ngươi trước, bây giờ bỏ cuộc thì vẫn còn kịp, một khi bắt đầu thì ngươi chắc chắn sẽ cử tử nhất sinh. Đối phương nói với giọng điệu thong thả, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn những thanh kiếm đầy trời kia quả thật chỉ cần những thanh kiếm này động thì hắn chắc chắn sẽ chết nhưng bây giờ đến khảo nghiệm là gì hắn cũng không biết mà đã bỏ cuộc như thế sao chấm đây không phải là phong cách của tần vấn thiên hắn nếu như đã chọn con đường khó khăn nhất thì há có thể thấy khó chùn chân sau này hắn phải tự vấn bản tâm của mình kiểu gì được khảo nghiệm là gì chấm tần vấn thiên lại hỏi thần sắc người đó vẫn như bình thường thản nhiên nói nếu như người có thể đi ra khỏi rừng kiếm này thì là vượt qua khảo nghiệm không đi ra được thì sẽ chôn thân ở đây đối phương dứt lời thì lập tức quay người rợm bước rời đi đồng thời có một giọng nói chuyển tới nhắc ngươi một câu nếu như người cất bước thì kiếm sẽ đuổi giết ngươi hai nắm đấm của tần vấn thiên siết chặt lại trong lòng run lên khảo hạch này hoàn thành kiểu gì được đây chấm nhìn có vẻ căn bản đúng là bất khả thi chỉ cần hắn vừa cử động thì sẽ phải chết nhìn người nọ chậm rãi rời đi tần vấn thiên trượt hô to tại sao kiếm không giết ngươi ta đã là kiếm tại sao kiếm lại phải giết ta Người nọ trả lời bằng giọng điệu hờ hững khiến cho Tần Vấn Thiên như có điều suy nghĩ. Ta đã là kiếm, tại sao kiếm lại phải giết ta? Chấm, hắn ta là kiếm sao? Tần Vấn Thiên đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy chút nào. Kiếm ý ngật tràn đều chỉ hết về phía hắn, chỉ cần hắn hơi động đậy thì kiếm sẽ lập tức giết chết hắn. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Nếu đã như thế thì phải làm sao mới có thể đi ra khỏi khu rừng kiếm này đây? tần vấn thiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình của mình hắn biết lúc này hắn càng không thể hoảng loạn được nếu loạn thì sẽ chết con đường thí luyện này là con đường khó khăn nhất nếu hắn đã lựa chọn con đường này thì chỉ còn cách vượt qua nó nếu không thì thứ chờ đợi hắn chính là cái chết không còn sự lựa chọn nào khác hắn bắt buộc phải có lòng tin mạnh mẽ mới được ta đã là kiếm ta đã là kiếm tần vấn thiên lầm bầm trong miệng cố gắng ngộ được lời nói này bởi vì nó chính là điểm mấu chốt nếu là kiếm thì phải hòa làm một thể với rừng kiếm như thế kiếm trong rừng kiếm sẽ không còn chỉ ở về phía hắn nữa. đột nhiên có một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bao phủ trên người tần vấn thiên, dường như cỗ kiếm ý này muốn khiến hắn như hòa làm một thể với số kiếm trên không. nhưng cũng vào lúc này hắn bất ngờ cảm nhận được kiếm ý sát phạt ở xung quanh phát ra ngày càng mãnh liệt, dường như muốn rạch xé không gian đánh bắn về phía hắn. điều này khiến cho sắc mặt của tần vấn thiên trầm xuống, hắn lập tức thu liếm toàn bộ kiếm ý của mình lại sắc mặt cực kỳ khó coi, cách này không được. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì sao có thể gọi là con đường khảo nghiệm mạnh nhất kia chứ? Nếu tầng không gian băng tuyết đầu tiên khảo nghiệm về sức chiến đấu của hắn thì chắc hẳn tầng không gian rừng kiếm này sẽ khảo nghiệm về khả năng lĩnh ngộ của hắn. Muốn đi ra khỏi rừng kiếm cần phải hòa làm một thể với kiếm giống như người tuyết nằm trong tuyết đã hòa làm một thể với tuyết mà Tần Vấn Thiên nhìn thấy trong tầng không gian phía dưới, hoặc khiến người khác cảm giác rằng hắn chính là một thanh kiếm giống như người vừa mới đi ra khỏi rừng kiếm khi nãy nhưng lúc này chư kiếm đang chìa cả về phía hắn hắn làm sao có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ được chứ tần vấn thiên lại hít sâu một hơi để tâm cảnh của mình hoàn toàn an tĩnh lại hắn lẳng lặng chắp tay đứng nhìn những thanh kiếm đang giao động kia kiếm sắc bén mà thẳng tắp phẩm chất của kiếm hướng theo kiểu phi mỹ trước nay chưa từng có quan sát kiếm để hiểu kiếm tần vấn thiên thầm nói trong lòng rồi cứ đứng chắp tay ở đó thân hình thẳng tắp im lặng quan sát tất cả mọi chi tiết trên từng thanh kiếm sắc bén trước mặt một cách chăm chú trên người tần vấn thiên tràn ngập từng luồng kiếm âm, dường như hắn muốn cùng ngâm vang với kiếm. Mấy ngày sau kiếm ngâm không ngừng rền vang trên người tần vấn thiên, các thanh kiếm vẫn chỉ ở về phía hắn, sát ý vẫn ngập tràn như cũ nhưng tần vấn thiên lại có một cảm giác rất vi diệu, dường như sát ý đã giảm bớt vài phần, tuy chỉ là rất ít nhưng đó cũng là một bước tiến vượt bậc, học kiếm để ngộ kiếm. Tần vấn thiên thầm nói trong lòng, hắn tưởng tượng chính mình là một thanh kiếm đang đứng sửng sững giữa khu rừng kiếm này, thậm chí còn hòa thành một thể với bất kỳ thanh kiếm nào ở đây. Kiếm rền vang, hắn cũng rền vang, kiếm rít gào hắn cũng rít gào, kiếm ngủ hắn cũng ngủ. Trong khu rừng kiếm này còn có cả sự thay đổi về khí hậu, các mùa cũng biến đổi khó mà lường trước. Mưa to chút xuống kiếm vẫn đứng im như cũ, tần vấn thiên cũng không chút động đậy mặc cho nước mưa xối thẳng lên người, kiếm âm trên người hắn vẫn vang lên, hòa làm một thể với từng cử động của những thanh kiếm xung quanh. Dường như mưa ngày càng to, Mưa như chút nước khiến toàn thân Tần Vấn Thiên ướt đẫm, nhưng hắn vẫn đứng im ở đó như một thanh kiếm, kiếm ý tràn ngập trên người phá tan màn mưa. Tiếng kiếm ngâm trong rừng kiếm ngày càng rền vang, dần phát ra tiếng rít, mà trên người Tần Vấn Thiên cũng phát ra tiếng kiếm ngâm như muốn cùng cộng minh. Chấm chấm, cuối cùng mưa cũng lắng xuống, tiếng kiếm ngâm vẫn ngân vang như cũ, nhưng lúc này Tần Vấn Thiên lại cảm thấy địch ý của kiếm trong rừng kiếm lại yếu hơn một chút. Điều này khiến Tần Vấn Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, xem ra con đường hắn lựa chọn không hề sai chỉ có như thế mới có thể tìm được cơ hội đi ra rừng kiếm vì thế hắn phải tiếp tục bước tiếp thời gian trôi qua cực nhanh quan sát kiếm tìm hiểu kiếm hòa làm một thể với những thanh kiếm trong rừng kiếm tần vấn thiên rất muốn tìm người kia nói rằng ta đã là kiếm tại sao kiếm lại phải giết ta chấm chấm bên trong rừng kiếm bắt đầu nổi gió lên gió rét quyết mạnh vào người nhưng tần vấn thiên lại không hề cảm nhận được vì hắn đã lâm vào cảm giác phong ngã bây giờ hắn chính là một thanh kiếm một thanh kiếm trong rừng kiếm gió vẫn nổi lên và hắn vẫn cứ đứng sừng sững bất động, phát ra tiếng kiếm ngân vang cùng với những thanh kiếm khác như cũ. Ba tháng dần trôi qua, tần vấn thiên nay vẫn nhắm mắt đứng ở đó giống như một thanh kiếm thực sự cùng rền vang với những thanh kiếm khác, lay động, tỏa ra kiếm ý. Trong rừng kiếm có một bóng người đang đứng nhìn động tác của tần vấn thiên, trong mắt hắn toát ra một tia sáng, người này đúng là phi phàm, ngộ tính lại đáng sợ đến mức này, e rằng trong vòng ba năm sẽ thật sự tìm được cơ hội bước ra khỏi đây. Nửa năm nữa lại trôi qua, dường như tần vấn thiên đã hoàn toàn hóa thành kiếm hòa mình vào rừng kiếm các thanh kiếm cũng đã không còn phát ra kiếm uy về phía hắn nữa điều này khiến tần vấn thiên vô cùng mừng rỡ chân thành mới là kiếm hắn bước về phía trước một bước như một thanh kiếm đang gào thét lao đi nhưng khoảnh khắc hắn bước ra đột nhiên một cỗ kiếm uy khủng khiếp trào về phía hắn sắc mặt tần vấn thiên tái nhợt đi khẽ rùng mình rồi vội vàng thu bước chân lại khoảnh khắc đó khiến hắn có cảm giác thất bại như vừa rơi mình vào hầm băng trí thành làm kiếm Nửa năm làm một thanh kiếm, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Chấm, rừng kiếm vẫn không chấp nhận hắn. Nó chỉ cho hắn phát ra tiếng kiếm ngâm trong rừng kiếm chứ không cho phép hắn rời đi. Ta đã sai rồi sao? Vậy ta phải làm thế nào mới có thể ra khỏi khu rừng kiếm này đây? Tần vấn thiên tự hỏi trong lòng. Đây là khảo nghiệm khó khăn nhất. Hắn nên đi con đường này thế nào đây? Nếu không ra được thì chẳng lẽ hắn thật sự phải ở lại khu rừng kiếm này vĩnh viễn, không thể nào đi ra ngoài hay sao? Chấm, nghĩ đến đây. Tần Vấn Thiên không khỏi cảm thấy có phần buồn phiền. Nửa năm, hắn đã dùng tận nửa năm nhưng cuối cùng lại phát hiện ra là mình đã sai, mà đối với hắn thời gian lại là thứ hết sức quan trọng. Lãng phí cả nửa năm như vậy mà không nhận được chút thành quả nào quả thực khiến hắn khó có thể chấp nhận nổi. Trong rừng kiếm Tần Vấn Thiên mê mang suốt ba ngày, những thanh kiếm bộc phát ra ý sát phạt với hắn kia khiến hắn có chút chán ghét, hận không thể phá hủy chúng. Khi hắn để lộ ra loại tâm cảnh này, cỗ kiếm ý sát phạt ngày càng trở nên mạnh hơn cảm nhận được cỗ sát phạt đó trong lòng tần vấn thiên thẩm run lên ngay sau đó hắn lẩm bẩm trong miệng thật không ngờ các người thân là kiếm nhưng cũng nhạy cảm biết địch biết bạn có thể phân biệt hỉ ác như vậy xem ra ta đã sai rồi vừa dứt lời thì lại tần vấn thiên nhắm mắt một lần nữa quên đi sự khúc mắc trong lòng mà hòa thành một thể với kiếm nhờ đó mà cỗ địch ý mãnh liệt kia cũng biến mất chi thành làm kiếm nếu lòng ta hướng về kiếm ắt có thể làm kiếm cảm động tần vấn thiên tự nhủ trong lòng trí thiện Chí thành nên lần này chỉ trong vòng một tháng dường như hắn đã hóa thân thành kiếm, hòa thành một thể với kiếm vì thế nên kiếm trong rừng kiếm không còn chống đối hắn nữa. Nhưng Tần Vấn Thiên biết những điều hắn làm vẫn chưa đủ, hắn cần phải quên đi thân phận của mình, quên đi hết mọi thứ. Trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm, thời gian dần trôi đi, Tần Vấn Thiên vẫn đứng ở đó như quên hết tất cả, quên đi mình là ai, quên đi chuyện mình là một thanh kiếm nhưng toàn thân hắn ngày càng giống một thanh kiếm thực sự có kiếm ý, kiếm phẩm. Gió nhẹ thoảng qua, dường như trong rừng kiếm không còn con người mà chỉ còn kiếm lúc này đột nhiên tần vấn thiên có một loại cảm giác rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều là một bộ phận của người hắn toàn bộ rừng kiếm cũng vậy khóe miệng tần vấn thiên nhếch lên tạo thành một nụ cười hắn mở mắt tiến lên phía trước một bước bước chân này của hắn vô cùng tự tin theo bước chân hắn bước ra dường như kiếm trong rừng kiếm cũng cùng cất bước tần vấn thiên biết cảm ngộ của hắn đối với kiếm đã tiến vào một cảnh giới mới hắn cũng biết chỉ có thực sự bước vào cảnh giới này mới có thể ra khỏi rừng kiếm. Hơn nữa không chỉ đi ra khỏi rừng kiếm mà hắn còn có thể điều khiển rừng kiếm. Tần Vấn Thiên vươn tay chạm vào một thanh kiếm rồi cười nhẹ, dường như thanh kiếm kia cảm nhận được tâm tình của hắn cũng lay động rất đối vui sướng, đáng tiếc trong những trận chiến thực sự lại không có nhiều thanh kiếm lợi hại mặc ta điều khiển như thế này. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, ngay sau đó vung bàn tay lên, trong phút chốc toàn bộ kiếm trong rừng kiếm đều gào thét phi tới trôi lơ lửng trên đầu tần vấn thiên phát ra một cỗ kiếm nguy khủng khiếp như muốn thôn vệ tất thay rừng kiếm biến mất hóa thành một thanh cổ kiếm khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu tần vấn thiên mà ở đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt tần vấn thiên dõi mắt nhìn về phía hắn trong ánh mắt của người đó lộ ra một tia sáng kỳ lạ thật không ngờ ngươi lại thành công nhanh như vậy còn chưa đầy một năm rõ ràng trong ánh mắt người đó có ý thán phục ngộ tính như vậy thật sự khiến hắn cảm thấy kinh hãi Tần Vấn Thiên cười khổ, thấp giọng nói, ta cũng không ngờ tới, chẳng qua chỉ là một tầng không gian mà lại bị nhốt gần một năm, nếu cứ như thế không biết đi tiếp lên trên còn phải mất bao lâu nữa đây. Chấm, người nọ cười như không cười, nhìn Tần Vấn Thiên nói, ngươi phải biết thành quả một năm này của ngươi không chỉ khiến võ đạo ý chí kiếm âm của ngươi đột phá mà ngươi còn nắm trong tay một loại kiếm thuật thần thông cực kỳ đáng sợ, như thế ngươi vẫn chưa hài lòng à. Đương nhiên là Tần Vấn Thiên hiểu được lời của đối phương, cảnh giới thứ hai của võ đạo ý chí của hắn là kiếm âm ý chí quả thực đã đột phá, hôm nay đã đạt đến hóa cảnh, đây là cảnh giới thứ ba. Mà còn một cảnh giới nữa thôi thì võ đạo ý chí kiếm âm đại viên mãn rồi. Hắn cũng biết đi ra được rừng kiếm cũng có nghĩa rằng hắn đã lĩnh ngộ được một loại thần thông cực kỳ cường đại. Thần thông này tên là gì? Tần Vấn Thiên hỏi, tuy rằng ngươi đã lĩnh ngộ nhưng sợ là chỉ được có một phần, vì thế ta quyết định sẽ ban cho ngươi bí kíp thần thông tròn vẹn. Người nọ cười một tiếng sau đó vung tay lên, lập tức có một trang cổ thư bay về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đưa tay ra đón lấy nó, trên trang cổ thư màu vàng tràn ngập kiếm huy này có khắc mấy chữ to, thất sát kiếm thuật, đa tạ. Chấm, Tần Vấn Thiên cất lời cảm tạ, không cần cảm ơn đâu, tuy người đã vượt qua hai cửa ải nhưng con đường tiếp theo cũng không hề dễ dàng. Nếu ngươi có thể vượt qua được tức là khoảng cách giữa ngươi với thành công chỉ còn lại một bước thôi. Người này mỉm cười nói, sau đó bóng dáng của hắn dần tan ra rồi biến mất khắp không gian lại trở nên thoáng đẳng phía trước mặt tần vấn thiên xuất hiện một nấc thang có thể đi thông lên tầng không gian phía trên nếu có thể vượt qua cửa ải tiếp theo thì hắn cách thành công không còn xa nữa rồi tuy con đường cổ hoàng này hết sức khó khăn nhưng thực ra những cửa ải khảo nghiệm lại không hề nhiều chẳng qua chỉ là chúng cực khó độ khó của bất kỳ cửa ải nào cũng vô cùng đáng sợ ví dụ như cánh rừng kiếm vừa rồi nếu không phải tâm trí hắn kiên định chưa chắc đã có thể bước ra khỏi rừng kiếm trong vòng một năm, nếu như tâm cảnh rối loạn, e rằng có mất 10 năm cũng khó mà tìm được đường ra, mà trong tình trạng tâm ý phiền loạn có suy nghĩ muốn cắm đầu xông ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Vấn Thiên không rời đi ngay mà ngồi xuống xếp bằng trong gần một năm cảm ngộ này, tuy cảnh giới không thay đổi nhưng tâm cảnh lại tăng lên, nhất là võ đạo ý chí có sự tiến bộ rất lớn. Lấy thất sát kiếm thuật ra, Tần Vấn Thiên điều khiển ý thức của mình thâm nhập vào trong, sau đó trong lòng run mạnh, Độ mạnh mẽ của kiếm thuật này so với ỷ thiên kiếm pháp của tuyệt học đại hạ chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Nhưng thất sát kiếm thuật chưa từng được xếp vào tuyệt học đại hạ còn ỷ thiên kiếm pháp được xếp vào trong đó thì tần vấn thiên không biết nguyên nhân. Có điều hắn biết rằng nếu không có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm thì căn bản không thể nào tu hành được loại kiếm thuật này. Hắn dùng một năm để quan sát kiếm, hiểu kiếm, hóa thành kiếm, làm được đến mức vô ngã vô kiếm, dường như trong suy nghĩ chỉ là kiếm, cuối cùng cũng có thể điều khiển được kiếm trong rừng kiếm, lúc này mới có thể nhập môn tu luyện thất sát kiếm thuật, hơn nữa căn cứ theo độ khó của cửa ải này thì có thể nói tốc độ lĩnh ngộ của hắn tương đối nhanh, những người bình thường có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn, 5 năm, 10 năm, thậm chí là cả đời. Ngộ tính là một thứ hết sức huyền diệu, không phải chỉ cần dùng thời gian là có thể tích trữ được, vì thế nói 5 năm, 10 năm hay cả đời cũng không hề khoa trương chút nào. Có những lúc nhất niệm không thông thì vĩnh viễn cũng không ngộ ra được, nhưng có những khi chỉ trong nháy mắt thì đã thông triệt hoàn toàn, cho dù thất sát kiếm thuật có được liệt vào tuyển học đại hạ thì e rằng cũng không có mấy ai tu hành được nó. thất sát kiếm thuật nhất bộ nhất sát nhất chỉ nhất sát nhất niệm nhất sát thất sát vừa dứt quỷ thần đều giết tần vấn thiên nhắm hai mắt lại bắt đầu tu hành trên người hắn lúc này không còn chút kiếm ý nào hắn đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới kiếm ý lộ ra trong lúc vô tình làm bùng nổ kiếm nguy khiến người khác phải kinh hãi yên lặng tu hành một thời gian tần vấn thiên cảm nhận được cảnh giới của mình đang tăng lên từng chút một cùng với sự hấp thu nguyên lực tinh thần, kiếm chi nguyên phủ đã hóa thành vòng xoáy vô cùng khủng bố, tựa như dẫn động theo cả các nguyên phủ khác cùng nhau bạo động. còn kiếm chi võ mệnh thiên cương thì càng ngưng thực hơn, khoảng cách đột phá cảnh giới giống như chỉ còn một bước. hôm nay tần vấn thiên dừng tu hành, men theo cầu thang lên tầng không gian khác. chấm chấm, khắp không gian này toàn là yêu thú, một cỗ yêu khí khủng bố cuồn cuộn ập về phía hắn. sắc mặt của tần vấn thiên trở nên xanh mét. Tuy những yêu thú trong này đều chỉ có cảnh giới thiên cương tầng 2 nhưng nhìn kỹ thì chúng lại nhiều vô cùng vô tận, phủ kín không gian, cho dù hắn có giết mỏi tay thì cũng đủ khiến lực lượng của hắn hao hết, crowd. Chấm, tiếng giống đáng sợ vang lên, những con yêu thú kia lao về phía hắn, vẻ mặt tần vấn thiên căng thẳng đanh lại cứng ngắc, hắn đạp về phía trước, đạp đến đâu giết đến đó, trong chốc lát hàng loạt tiếng, phụt phụt, vang lên, những con yêu thú đánh về phía hắn trực tiếp bị hủy diệt dưới lưỡi kiếm, thì cốt hóa thành cho, nhưng dù là thế thì những con yêu thú khác vẫn cứ ùn ùn lao tới đây sắc mặt tần vấn thiên tái đi tâm niệm khẽ động bốn tôn võ mệnh thiên cương đồng thời xuất hiện trực tiếp tạo thành một con đường giết chóc tất cả yêu thú ở những chỗ hắn đi qua đều bị diệt vong nhất là vương giả chi kiếm này chính là võ mệnh thiên cương mạnh nhất của hắn có thể quét ngang tất cả một cách dễ dàng tần vấn thiên vẫn bước từng bước về phía trước sau mỗi bước đi của hắn yêu thú ngã xuống như dạ cuộc sát phạt này kéo dài một ngày hai ngày dường như không có hồi kết bảy ngày sau tần vấn thiên đã sức cùng lực kiệt hắn chỉ có thể vẽ ra trận pháp thần văn dừng lại tại chỗ khiến yêu thú không thể tiến lại gần nhìn về khoảng không gian mờ mịt không có điểm cuối kia hắn không khỏi hoài nghi hắn thật sự có thể đi ra khỏi từng không gian này sao chấm nếu không phải am hiểu về lực lượng thần văn thì e rằng sớm muộn gì hắn sẽ kiệt sức mà chết ở nơi này bên ngoài hoàng lăng đã một năm trôi qua một năm này đại hạ cũng đã yên tĩnh trở lại Đương nhiên ngoại trừ Đan Vương Điện tương đối sống động, dường như hoàn toàn tương phản với thời gian trước. Trước trận chiến Bảng Thiên Mệnh, Đan Vương Điện cực kỳ vắng lặng, trong khi các thế lực khác lại rối rít chuẩn bị cho trận phong ba của đại hạ, không khí cực kỳ sống động. Còn về nguyên nhân yên tĩnh thì đương nhiên là do trận chiến kinh người của đại hạ sau khi cuộc chiến Bảng Thiên Mệnh kết thúc kia rồi. Trong trận chiến này ba vị cường giả thiên tượng đã bỏ mạng, hơn nữa tất cả đều là cường giả thiên tượng của Trần gia, thậm chí còn bao gồm một nhân vật lão tổ cảnh giới thiên tượng tầng 3. Từ đó Trần Gia từng xưng bá một thời đã diệt vong, trở thành một thế lực cấp bá chủ bị tần vấn thiên hủy diệt ngay sau Cửu Huyền Cung. Trận chiến này nói cho đại hạ biết rằng những thế lực bá chủ vẫn có thể phá hủy, hơn nữa một khi phá hủy thì chính là nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời đám đệ tử thanh niên đang ở bên ngoài của những thế lực bá chủ kia dường như đều khiêm tốn hơn hẳn, tiền lệ của Cửu Huyền Cung và Trần Gia vẫn còn ở ngay trước mặt, lý do bọn họ bị hủy diệt không phải là vì đã từng bắt nạt một thanh niên thiên tài chưa trưởng thành hay sao? Một năm nay, quân ngự của Đan Vương Điện đã gọi vài vị thiên tượng cường đại từ Hoàng Triều Đại Thương đến, Hoa Gia và Vương Gia thì dối giết kết minh với nhau bắt đầu đuổi giết đám người Tần Vấn Thiên và Thanh Nghị Tiên Tử. Nếu Tần Vấn Thiên không chết thì Đan Vương Điện không thể nào yên tâm nổi, đối với bọn chúng Tần Vấn Thiên thực sự là một tai họa ngầm cực lớn. Nhưng đám người Tần Vấn Thiên và Thanh Nghị Tiên Tử đã sớm ẩn mình trong đại hà rộng lớn, không rõ tung tích, thậm chí có truy xét đến tiên trì cung của Thành Yêu Sơn cũng không thể tìm được bất cứ bóng người nào, dường như họ đã hoàn toàn biến mất. Đại hạ thực sự quá rộng lớn, trong biển người mênh mông như thế mà muốn tìm được những người cố ý che giấu hành tung của mình thì khỏi nói cũng biết khó đến cỡ nào. Bên ngoài Hoàng Lăng đương nhiên cũng có người của Đan Vương Điện canh gác, không chỉ là Đan Vương Điện mà có không ít người của các thế lực bá chủ cũng đến Hoàng Lăng, phái ra cường giả đến nơi này chấn thủ, đồng thời thường xuyên phái cường giả thâm nhập vào bên trong giò xét nhưng đến bây giờ cũng không hề có người nào đi ra, không truyền ra bất cứ tin tức nào, còn đám người Âu Dương cuồng sinh đi vào đầu tiên cũng mặt vô âm tín. Chấm, vì thế thậm chí còn có cả cường giả thiên tượng ra tay trực tiếp đánh vào Hoàng Lăng, nhưng họ lại kinh hoàng phát hiện ra rằng tòa Hoàng Lăng nguy nga này giống như một món trí bảo vô cùng vững chắc, công kích từ bên ngoài căn bản không thể nào lay động được nó. Có người suy đoán rằng những người bước vào Hoàng Lăng vĩnh viễn không thể nào đi ra được. Tần Vấn Thiên vẫn đang sát phạt như cũ, hắn cứ liên tục giết không ngừng nghỉ, không biết đã giết bao lâu, tàn sát được bao nhiêu yêu thú, đã tiêu hao hết bao nhiêu tinh vẫn thạch cuối cùng hắn cũng ra được một nơi khác. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện thứ hắn phải đối mặt tiếp theo lại là vô vàn yêu thú có cảnh giới thiên cương tầng 3 mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn không còn con đường nào khác ngoài việc tiếp tục giết chóc. Sự dày vò như vậy khiến hắn có cảm giác sắp phát điên nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực ra giết, hy vọng có thể sớm ngày thoát ra ngoài. Tần vấn thiên thầm nghĩ trong đầu, nếu không phải sở trưởng của mình là trận đạo thần văn thì e rằng đã chết từ đời nào, đây chính là khảo nghiệm không thể hoàn thành nổi con đường này quá đúng là quá độc ác còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc được lần khảo nghiệm này đây hắn không biết hắn chỉ có thể tiếp tục cất bước quên cả thời gian tần vấn thiên giống như sắc sửa rơi vào ma chướng cho đến ngày cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tòa cổ mộ hoàng lăng nguy nga hoành tráng nhìn thấy nó khiến tần vấn thiên vô cùng mừng rỡ hắn bước vào trong nhưng lại phát hiện nơi hắn đang ở chính là nơi hắn bước vào khi mới đến gặp được chu tước đây sắc mặt tần vấn thiên tái nhợt hắn nhìn chằm chằm vào chu tước đây chính là con đường ngươi chọn con đường gian nan nhất tất cả đều là vô ích những thứ ngươi có được là trải nghiệm rèn luyện của mấy năm nay chu tước nhìn hắn bình tĩnh nói bọn họ đã đi ra ngoài rồi từ lâu rồi bên ngoài có người canh giữ ta sẽ đưa ngươi rời đi sắc mặt tần vấn thiên lúc này vô cùng khó coi chẳng lẽ những thứ hắn bỏ ra mấy năm nay đều chỉ là vô ích thôi sao chấm trên người chu tước tràn ra một cỗ lực lượng cường đại bao phủ cả người hắn sau đó hắn cảm thấy thân ảnh mình dần trở nên biến ảo rồi bị quăng ra ngoài khi xuất hiện lại hắn phát hiện ra mình đã ở thành khâm châu cách xa hoàng cung cổ đại hạ thấy mọi người vây xung quanh hoàng cung hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi thân ảnh tần vấn thiên nhanh chóng lóe lên rời khỏi nơi này do tâm niệm của hai thân thể tương thông nên hắn nhanh chóng tìm được đám người thanh mị tiên tử ở thành thiên ung của nước sở hắn cũng gặp được tần xuyên và tần giao chuyện này khiến hắn vô cùng vui vẻ thống khổ dường như giảm đi một chút Thanh Mị tiên tử và Thanh Nhi đều ở đây, nguy rồi. Đúng lúc này dường như Thanh Mị phát hiện ra điều gì đó không ổn. Sau khi nghe tiếng cô, Tần Vấn Thiên lập tức ngẩng đầu lên rồi phát hiện ở phía xa khí tức khủng bố đang hạ xuống, quân ngự đang dẫn theo đại quân đánh tới, cường giả thiên tượng nhiều vô kể, tinh thần thiên tượng trực tiếp bùng lên sáng chói bao phủ khắp trời đất, chúng ta bị theo dõi rồi. Chấm, Tần Vấn Thiên run rẩy trong lòng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, sau đó hắn nghe thấy quân ngự nói, thật không ngờ các ngươi lại ở tòa thành nhỏ xa xôi này, có điều hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Chấm, hắn vừa dứt lời thì ánh sáng tinh thần chút xuống, tần xuyên và tần giao lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, không. Tần vấn thiên gào lên, đôi mắt hắn đảo ngầu, sau đó rất nhiều cường giả thiên tượng bắt đầu vây giết thanh mị tiên tử, mau trốn đi. Chấm, thanh mị tiên tử hét với hắn nhưng đôi chân của tần vấn thiên không hề động đậy. Không biết từ khi nào Thanh Nhi đã đứng ở trước mặt hắn, tựa như vĩnh viễn đều là như thế trong tần gia ở thành thiên ung từng đạo thân ảnh bỏ mình ngã xuống thanh mị tiên tử thét lên tiếng kêu tuyệt vọng rồi bỏ mình trong trận vây giết tần vấn thiên siết chặt hai nắm đấm của mình máu tươi tràn ra hắn sử dụng yêu thần tế hóa thân thành yêu một lần nữa nhưng lần này lại có rất nhiều cường giả thiên tượng đánh về phía hắn công kích khủng bố khiến hắn trọng thương căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội hóa thân nào đi trong tay thanh nhi xuất hiện một vầng ánh sáng màn ánh sáng đó tràn ngập lực lượng không gian đánh thẳng vào người hắn. Trong giây lát thân ảnh của hắn biến mất, Thanh Nhi cứ như vậy nhìn hắn, giờ phút này trong đôi mắt lạnh như băng kia lại ánh lên ý cười, nhưng ngay sau đó cô bị lớp lớp cường giả trực tiếp cuốn chết, toàn thân tan thành mây khói, không, ý cười kia khắc sâu vào đầu óc hắn, tần vấn thiên tuyệt vọng gào to. Khi xuất hiện lại thì hắn đã bị truyền tống đến bên ngoài nước sở. Nằm dài trên đất, trong mắt hắn trống rỗng, trái tim như bị đau cắt, hận không thể chết đi. Chết hết rồi, hắn đã hại chế phụ thân Tần Xuyên của mình, hại chết Tần Giao Tỷ, hại chết Thanh Nhi. Hắn mê mang, tịch mịch, giống như phát điên, thần trí mơ hồ, đau đến mức không thiết sống nữa, dường như hắn không muốn đi đối mặt với sự thật này, hắn chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Đây chính là cuộc đời của hắn sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Hắn thật sự rất muốn hỏi ông trời vì sao lại như vậy? Lúc này trong rừng trúc xanh gì, từng cành trúc dập dờn trong gió nhẹ cách thành U Châu khoảng một nghìn dặm, Thanh Nhi đang tĩnh lặng đứng đó như một vị tiên tử xinh đẹp, dõi mắt nhìn về phía xa. Sau lưng cô, thân ảnh của Tần Vấn Thiên đang yên lặng nằm đó, một năm trôi qua, Tần Vấn Thiên đã dần dần hồi phục, tu hành trong giấc mộng, hấp thu sức mạnh tinh thần, hắn đã sắp bình phục rồi. Thanh Nhi. Chấm, đúng lúc này có một giọng nói cất lên phá tan sự yên lặng trong rừng trúc, Thanh Nhi xoay người, nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ nghi hoặc, ngay sau đó cô chợt thấy đạo thân ảnh đó nhanh chóng nhào tới, ôm chặt lấy mình. Điều này khiến cả người thanh nhi cứng đờ, cành trúc xanh trong tay rơi thẳng xuống đất. Cô đặt đầu tựa lên bả vai của Tần Vấn Thiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt như có chút ngơ ngác, lát sau mới chớp mắt, dường như chưa từng lộ ra vẻ ngơ ngác ban nãy, người ôm ta đau đấy. Giọng nói trong trẻo của thanh nhi vang lên, Tần Vấn Thiên thật sự dùng sức là quá lớn. Giọng nói trong trẻo ấy khiến Tần Vấn Thiên giật mình tỉnh lại, hắn lùi về phía sau, nhìn Thanh Nhi đang bình yên vô sự đứng ở trước mặt, hít sâu một cái, may quá, tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ có điều giấc mộng này quá đáng sợ, sao thế? Chấm, giọng nói của Thanh Nhi vẫn kỳ ảo trong trẻo, êm tai như trước, thấy Tần Vấn Thiên như thế thì đôi mày liễu của cô khẽ nhíu lại, một cỗ thân thể khác bị rơi vào ma trướng, đó là một mộng ma chi cảnh vô cùng đáng sợ, tâm niệm của ta nối liền với hắn nhưng lại không thể nào khiến hắn thức tỉnh lại được. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói. Bởi vì tâm niệm tương thông nên hắn đã nhanh chóng biết được tất cả những chuyện mà thân thể khác đã gặp phải đồng thời cũng biết không gian ma trướng kia đáng sợ tới cỡ nào. Tần vấn thiên này đương nhiên biết được, thực ra sau khi phân thân đế thiên bước vào không gian tầng 3, chỉ mới trải qua nhất niệm ngắn ngủi nhưng nhất niệm này lại khiến cho hắn có cảm giác như đã trải qua rất nhiều năm, giống như là nằm mơ vậy, một giấc mộng là một đời người, thủ đoạn hoặc là thần thông như vậy, quả thực khó mà tưởng tượng nổi sự cường đại của nó mạnh tới cỡ nào, ta đã từng bước vào trong một mộng cảnh cường giả trong mộng có thể tạo mộng nhưng những điều mà phân thân đế thiên đã trải qua rõ ràng không chỉ là giấc mộng do người khác tạo ra. Hắn thêm cả lý giải của chính mình vào trong đó. Hắn biết rằng bản thân mình có một phân thân khác, biết thanh mị tiên tử, tức là hắn có nhận thức của mình nhưng vẫn đắm chìm trong đó chứ không có cách nào tự thoát ra được. Tần vấn thiên trao mày lại, cổ lộ khó nhất, hắn có hai thân thể, nhưng cả hai đều không cách nào tỉnh lại được, nghĩ thôi cũng biết điều này khủng bố thế nào tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân của phân thân đế thiên mà thôi, không có ai có thể giúp hắn được. Đây là khảo nghiệm đối với ý chí, nếu như không có cách nào tỉnh lại được thì rất có thể sẽ vĩnh viễn chìm vào trong cơn ác mộng kia, vạn kiếp bất phục, ngươi và hắn tâm niệm tương liên, hắn lại không cảm giác được sự tồn tại của ngươi sao? Thanh Nhi thấp giọng hỏi, tần vấn thiên khẽ gật đầu, cũng vì thế cho nên mới đáng sợ, lâm vào trong mộng ma chi cảnh, khống chế ý niệm rồi thậm chí còn khống chế cả cảm ứng của hắn và ta có thể thấy điều này đáng sợ đến cỡ nào, cũng không biết đây là tạo mộng hay là ảo thuật nữa. Thanh Nhi khẽ chớp mắt, lập tức nhìn Tần Vấn Thiên, đôi mắt linh động trong veo không nhuốm bụi trần khiến cho ánh mắt của Tần Vấn Thiên khẽ sáng lên, nói, "Sao thế? Chuyện đó liên quan gì tới việc ôm ta?" Chấm, Thanh Nhi nói thẳng tuột khiến cho Tần Vấn Thiên lập tức nở nụ cười ngượng ngùng, hắn đang muốn nói lảng sang chuyện khác, nào ngờ Thanh Nhi lại tinh ý như thế. Chấm chấm, Tần Vấn Thiên thấy đôi mắt thuần khiết kia cứ nhìn mình mãi không rời, cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ nói, trong mộng ma chi cảnh của đế thiên đã xảy ra chuyện khiến ta vô cùng sợ hãi, cho nên, à. Thanh Nhi đã ngắt lời của Tần Vấn Thiên, trực tiếp quay người lại khiến cho Tần Vấn Thiên không trông thấy được sắc mặt cô đang thay đổi. Có điều dường như Thanh Nhi cũng không hề tức giận, dõi mắt ngắm nhìn rừng trúc này, Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, nghĩ đến những nỗi đau khổ mà phân thân đế thiên trải qua, trong lòng hắn thầm thề rằng. Ta nhất định sẽ không để cuộc đời như thế thật sự xảy ra nghĩ đến đây tần vấn thiên siết chặt hai tay lại lúc này đây trong lúc hắn hoàn toàn không có chuẩn bị gì mà đột nhiên đã trực tiếp xung đột với thế lực của đan vương điện hắn có thể không lo cho bản thân mình nhưng cần phải nghĩ đến bạn bè người thân ở bên cạnh mình hắn không muốn bất cứ ai trong số bọn họ xảy ra bất kỳ chuyện gì tất cả những thứ này cứ để ta một mình gánh chịu là được chấm tần vấn thiên thầm nghĩ trong lòng Thực lực của quân ngự tuy không phải là rất mạnh nhưng thanh mị tiên tử đã giới thiệu qua về hoàng cực Thánh Tông và ba đại hoàng triều với hắn. Nếu như chuyện thật sự đúng như trong mộng cảnh thì quân ngự đã gọi lực lượng bên ngoài đến. Mặc dù hắn có diệt tiên kiếm, nhưng sau khi chém ra một kiếm kia thì khác nào phải mặc cho người ta chém giết chứ. Mặc dù giết chết quân ngự, thống khoái nhất thời, nhưng còn lửa giận sau đó thì sao? Mối thù của Khuynh Thành nhất định phải báo, nhưng cũng quyết không cho phép người ở bên cạnh mình lại gặp chuyện mới được. Thanh Nhi, ta dự định tu hành thêm một khoảng thời gian nữa rồi rời khỏi đại hạ. tần vấn thiên mở miệng nói giấc mộng của phân thân đế thiên đã khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ ban đầu. hắn phải ra ngoài, hắn phải trở nên mạnh hơn nữa, có được lực lượng mà không ai ở đại hạ có thể chống lại được. lúc đó thì hắn mới có tư cách bảo vệ tốt cho tất cả mọi người. ừ. Thanh nhi đáp lời cực nhanh, dường như không có phản ứng gì nhiều. có điều tần vấn thiên sớm đã quen với thái độ này của cô rồi. ta cũng đi cùng. Thanh Nhi lại nói một câu khiến cho Tần Vấn Thiên mỉm cười. Tuy Thanh Nhi không hay nói chuyện, cô thậm chí cũng chưa từng nói nói gì nhiều với mình, nhưng Tần Vấn Thiên đã đã coi cô là một trong những người thân cận nhất của mình từ lâu rồi. Mỗi khi gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì dường như cô luôn luôn xuất hiện ở trước mặt mình. Còn nhớ lúc mình hóa thân thành đại bàng, chỉ có Thanh Nhi âm thầm ở bên cạnh bầu bạn, cô nói với hắn rằng, ta không cho phép ngươi thành yêu. Chấm chấm, chỉ vì một câu nói giản đơn vậy thôi, Tần Vấn Thiên không biết cô đã bỏ ra cái giá lớn thế nào để có thể lấy được đại nhất tiên pháp. Hắn đã hỏi Thanh Nhi mấy lần nhưng cô vẫn luôn im lặng không nói gì. Bản thân Tần Vấn Thiên cũng chưa hề quên việc này, bí pháp thần thông nghịch thiên như đại nhất tiên pháp làm sao có thể dễ dàng lấy được kia chứ. Chấm, đắp nạn hai cơ thể hoàn toàn đồng bộ, thiên phú cũng giống hệt nhau. Nếu như bị một nhân vật cực kỳ cường đại có được thì có thể trực tiếp đắp nạn ra hai siêu cấp cường giả nếu như để lộ pháp thuật cỡ này ra thì đại hạ chắc chắn sẽ phát điên vì nó đừng nói là quân ngự cho dù là hoàng cực thánh tông cường đại kia e là cũng phải chấn động thanh nhi đã dặn dò hắn không được để lộ vì vậy đến mấy người phàm nhạc mà tần vấn thiên cũng không nói ra tần vấn thiên lại tiếp tục đi tu hành trên phân thân đế thiên truyền đến rất nhiều cảm giác hắn có thể trực tiếp hấp thu nhưng cần một chút thời gian để ổn định trên cơ thể này về phần phân thân đế thiên thì lại không được thoải mái như tần vấn thiên hắn vẫn còn đang dẫy giụa trong ma trướng đau khổ vô tận kia. Vùng đất này cường đại đến mức khiến cho người ta bị nhấn chìm trong ma trướng. Tần Vấn Thiên vẫn còn đang chạy như điên trong yêu thú xâm lâm ở nước sở, tựa như đã phát cuồng. Chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Thanh Nhi đã nhường hy vọng sinh tồn cuối cùng lại cho hắn, còn bản thân cô thì lại bỏ mình. Hắn không thể quên được nụ cười cuối cùng kia, nó cứ quanh quẩn trong đầu hắn khiến cho mỗi lần hắn nhớ đến đều cảm thấy đau thấu tim gan. Hắn không dám đi đối mặt, không dám nhớ tới cảnh tượng đó. Hắn hận chính bản thân mình, tại sao, tại sao lại như vậy? Chấm, tần vấn thiên ngẩng mặt lên trời gào thét, không biết đã chạy biết bao lâu, hắn đã ngất xỉu trong sâm lâm. Sau khi tỉnh lại thì người cứ u u mê mê, đầu tóc rối bù giống như một kẻ điên vậy. Hắn căn bản không cảm giác được đây là huyễn cảnh, bởi vì nó quá sức chân thực, giống như một đời người, một vòng luân hồi khiến cho hắn không có cách nào thoát ra được. Hắn thậm chí thể cảm giác ra được một chút nào. Nếu một người trải qua cuộc đời của chính mình thì liệu hắn sẽ nghi ngờ cuộc đời của mình là giả à? Chấm, đương nhiên là không thể nào. Chấm, trong lòng hắn luôn cảm thấy hối hận và tự trách bản thân. Tần vấn thiên hắn vẫn chạy trốn, không biết đã lại chạy bao lâu, hắn đi đến được một thôn trang ở nước sở. Người ở trong thôn chỉ biết cách tu hành đơn giản nhất, thậm chí đều không phải là tu sĩ võ mệnh, chỉ là những võ tu bình thường hấp thu nguyên lực của đất trời mà thôi tuy thực lực ở tầng thấp nhất nhưng bọn họ lại sống rất yên tĩnh, rất hòa hợp. Hắn không khỏi có phần ngưỡng mộ cuộc sống của những người trong thôn. Nếu là hắn và mấy người khuyên thành, thanh nhi cũng ở sống một cuộc sống không lo không nghĩ trong một thôn nhỏ như thế này thì tốt biết bao, vô ưu vô lự, không tranh với đời. Tần vấn thiên cảm thấy rằng mình rất mệt mỏi, rất uể oải. Hắn muốn nghỉ ngơi, hắn đã gặp một người thiếu nữ ở trong thôn, chỉ nhìn một cái thôi tần vấn thiên đã bị thu hút người thiếu nữ này rất giống với Mạc Khuynh Thành ngày trước, xinh đẹp động lòng người. Cô giống như là một đóa hoa kiểu diễm nhất thế gian này, mang đến ánh sáng cho người khác. Thiếu nữ này thấy hắn bị thương bèn chăm nom sinh hoạt hắn, hai người nhanh chóng quen biết rồi thấu hiểu lẫn nhau. Tần vấn thiên hắn đã mê luyến cuộc sống ở trong thôn, không muốn đi ra ngoài nữa. Dường như là vì muốn trốn tránh điều gì đó, hắn sợ, sợ nhớ lại những cơn ác mộng kia, mỗi lần nhớ lại thì tim hắn đau như bị đau cắt giống như có vô số mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua tim hắn dần chọn cách quên lãng quên đi tất cả quá khứ như vậy thì không cần phải đối mặt nữa rồi dần dần hắn đã có một cuộc sống mới đã là một người bình thường rất an nhàn rất yên tĩnh dường như hắn sẵn lòng sống vĩnh viễn như vậy nhưng những ngày tháng tươi đẹp lại bị phá vỡ người của quân ngự đã tìm đến thôn trang đúng lúc hắn không ở đó hắn đứng ở trên ngọn núi phía xa xa tận mắt trông thấy thôn trang bị hủy diệt hắn đã trông thấy cường giả thiên tượng hàng lâm, hắn căm giận sự bất lực của bản thân mình, hắn hận bản thân, hắn lại muốn trốn tránh, rời khỏi nơi này, không. Tần vấn thiên gào thét lên từ tận đáy lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, thanh nhi sẽ không chết, cha và tần giao tỷ cũng sẽ không chết. Tất cả những thứ này đều là giả dối, đều là giả dối mà thôi. Tần vấn thiên điên cuồng gào thét, hắn muốn hoài nghi đoạn cuộc đời này, dường như hắn đã cảm giác được, dường như có một lực lượng trong bóng tối đang ép hắn phát điên ép hắn vạn kiếp mất phục ta sẽ không trốn chạy nữa tần vấn thiên ngồi trên đỉnh núi ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định nếu như đây là cuộc đời thật thì ta nguyện chôn cất cuộc đời này bằng chính đôi tay mình lời vừa dứt tâm niệm tần vấn thiên khẽ động một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trước người hắn chấm tần vấn thiên tay cầm lợi kiếm không hề do dự mà trực tiếp đâm vào ngực mình trong phút chốc một nỗi đau khổ như khoan tim ập tới tần vấn thiên cúi đầu xuống nhìn thấy máu tươi chảy ra đây nào phải giống như giả dối đây là cuộc đời của hắn làm sao có thể là giả được kia chứ nếu như cuộc đời này là thật mà tần vấn thiên ta lại nhu nhược như thế thì còn mặt mũi mà sống tiếp nữa tần vấn thiên thản nhiên cười dường như trở nên sáng tỏ thông suốt đã coi nhẹ cả sự sống lẫn cái chết ta muốn một cuộc đời khác cho dù là bị chém ngàn vạn đao cũng muốn kết thúc cuộc sống này dù có là thật hay giả lời vừa dứt thì kiếm của hắn đâm thẳng vào tim Nỗi đau cực độ này khiến cho hắn lâm vào hôn mê. Nhưng khóe miệng của Tần Vấn Thiên vẫn mang theo nụ cười, hét lớn, "Vậy là ngươi cũng muốn ngăn cản ta chấm dứt cuộc đời tội lỗi này hay sao? Rốt cuộc ngươi là ai mà lại có sức mạnh cường đại đến vậy, có thể khiến cho ta mãi mãi đắm chìm trong đó." Chấm, nói xong thì từng thanh lợi kiếm lơ lửng xuất hiện trên không trung, Tần Vấn Thiên khép đôi mắt lại, gầm lên một tiếng. Nháy mắt có vô số lợi kiếm bắn tới, đâm vào cơ thể hắn, ngàn vạn kiếm xuyên tim vô cùng dứt khoát đây là chấp niệm của hắn hắn phải chấm dứt cuộc đời đầy rẫy tội lỗi này cuộc đời của tần vấn thiên hắn há có thể thấp hèn yếu đuối như thế được nếu như cuộc đời này là thật thì hắn sẽ chết vạn kiếm xuyên qua cơ thể tần vấn thiên từ từ nhắm mắt lại chính trong lúc này tất cả cảnh sắc dường như nháy mắt đều đã tan biến không gian trở nên yên tĩnh lại trong không gian mờ mịt có một thân ảnh yên tĩnh nằm ở đó thân ảnh này chính là tần vấn thiên lông mi của hắn nhúc nhích rồi hai mắt lập tức mở bừng ra trong mắt vẫn mang theo vẻ cứng cỏi và cố chấp như cũ, cuộc đời kém cỏi như vậy, cho dù là giấc mộng thì ta cũng sẽ kết thúc nó. Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ rồi ngồi dậy, quả nhiên đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, đây chính là khảo nghiệm của không gian tầng 3 sao? Chấm, trong lòng Tần Vấn Thiên chợt có chút buồn rầu, không có vẻ gì là vui sướng cả. Một đoạn cuộc đời này khắc cốt ghi tâm như thế, khiến cho người ta đau lòng đến vậy. Tuy lúc này biết rõ đó là giả nhưng vẫn khiến cho hắn khó mà quên được. Quá chân thực chân thực đến nỗi giống như là hắn đã trải qua một quãng đời khác vậy. Chân thực đến nỗi lấy kiếm đâm vào trong tim nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Đây chính là khảo nghiệm khó nhất. Chấm, khảo nghiệm lần đầu là chiến lực, là khảo nghiệm dễ dàng nhất. Khảo nghiệm lần thứ hai là về ngộ tính cực kỳ khó khăn, vì rừng kiếm có thể giết người. Khảo nghiệm lần thứ ba là ý chí, niềm tin vào cuộc đời. Khảo nghiệm này quá mức đáng sợ, đáng sợ đến nỗi khiến cho đến tận bây giờ Tần Vấn Thiên vẫn cảm thấy sởn tóc gáy cũng may mà tất cả đều kết thúc rồi. Tần vấn thiên hít sâu một hơi, như muốn quên đi hết sạch tất cả những gì đã xảy ra ở trong mộng ma chi cảnh. Đôi mắt của hắn lóe lên tia sắc lạnh, toát ra vẻ cố chấp vô cùng đáng sợ. Trải qua một kiếp như thế trong mộng, hắn có thể dùng ý chí và niềm tin mãnh liệt để tỉnh táo lại. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm kiên định, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản con đường phía trước của hắn. Tần vấn thiên đứng dậy, thấy toàn thân đều lạnh toát, mồi hôi đã thấm đẫm áo quần, lúc gió nhẹ thổi qua, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến người hắn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, ở phía trước có một tòa hoàng lăng cổ thực sự, nhưng lại tràn ngập ánh sáng trói loa. Dường như cổ mộ này vĩnh viễn không mất đi ánh sáng rực rỡ của nó. Thân thể lóe lên, tần vấn thiên đi đến mép của vùng không gian này, nhìn về phía ngôi cổ mộ màu vàng phía trước. Cả vùng trời đất chỉ có một ngôi cổ mộ kia nằm ở đó. Bia mộ của cổ mộ này chính là một tấm bia hình người, rõ ràng đây là một pho tượng pho tượng này là một cổ hoàng, nghĩa địa này nơi để mai táng các cổ hoàng, có chữ viết. Tần Vấn Thiên nhìn về pho tượng, ở phía trước ngực của pho tượng khổng lồ kia chính là một tấm bia cổ, trên bia văn có khắc khắc chữ, mộ của hạ hoàng. Chấm, Tần Vấn Thiên nhìn thấy ba chữ cổ ở phía ngoài cùng bên phải, trong lòng khẽ run lên. Chủ nhân của ngôi mộ này là hạ hoàng, hoàng triều đại hạ trải qua bao triều đại đã xuất hiện không ít hoàng đế. Bất luận là bá hoàng hay là huyết hoàng đều có thể được xưng tụng là đại hạ chi chủ, chính là hạ hoàng. Nhưng người thực sự có tên là hạ hoàng thì chỉ có một. Thủy tổ của đại hạ, hạ hoàng. Chấm, nơi đây là mộ của hạ hoàng, phía trước pho tượng hạ hoàng có một cổ lộ màu vàng. Cổ lộ màu vàng này rất dài, hai bên trái phải có một hàng các pho tượng gỗ đứng bất động. Tay của những khối lỗi này đều cầm trường mâu, mặc dù chúng đứng bất động nhưng vẫn toát ra khí tức sát phạt vô cùng cường đại ngoài ra điều khiến tần vấn thiên có chút bất ngờ chính là nơi bắt đầu của cổ lộ màu vàng kia có một khu tịch tọa trên đó có đặt từng trang sách cổ thân thể tần vấn thiên lóe lên bước đi trong hư không sau đó hắn dừng lại ở nơi bắt đầu của con đường màu vàng kia hắn ngồi xuống lấy một trang sách cổ lên thấy thứ được ghi lại trong trang sách cổ này thế mà lại là thần văn chi đạo điều này cũng khiến cho tần vấn thiên thoáng kinh ngạc trước mộ hạ hoàng thủy chủ của hạ tộc quyển sách cổ đầu tiên chính là một quyển thần văn cổ cuốn sách thần văn cổ này có chỗ khá giống với sách cổ kim hình mà Tần Vấn Thiên đã lấy được, nhưng dường như lại bác đại tinh thâm hơn một chút. Nội dung trong đó bao gồm thần văn khôi lỗi chi đạo, thần văn luyện khí trận pháp chi đạo, thần văn luyện khí chi đạo. Chẳng lẽ Hạ Hoàng Thủy Chủ Hạ Tộc là một vị cường giả am hiểu về thần văn chi đạo sao? Chấm, Tần Vấn Thiên lật từng trang ra xem, cuối cùng hắn đã thấy một trang ghi lại một trận pháp. Trận pháp này có tên là Chu Tước Cổ Trận, Chu Tước Trận. Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, đúng là chu tước trận. Chu tước cổ trận mà bọn họ bước vào trong trận chiến bảng thiên mệnh. Trận chiến ấy chính là đại trận thần văn đỉnh phong tầng 5, thần bí khó lường. Tần vấn thiên xem xét, chỉ cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Đại trận như vậy quả thực không phải thứ mà hắn năm xưa có thể hiểu được, đứng ở trong trận căn bản không nhìn ra được bất cứ sự ảo diệu gì. Hôm nay chính mắt nhìn thấy cách khắc chế trận pháp này thì hắn lại càng thấy chấn động hơn. Quy lực của chu tước đại trận khi đó căn bản không đạt tới tầng 5 đỉnh phong, xem ra đại hạ Hà tiêu hao mấy năm nay đã khiến cho chu tước trận không còn uy phong của năm đó nữa rồi hơn nữa không có ai biết cách sửa chữa trận pháp cả tần vấn thiên buông cuốn sách trận pháp cổ này xuống lại xem cuốn sách cổ thứ hai cuốn sách cổ này chính là một bộ công pháp tu hành tên là đại mộng tiên quyết công pháp trước kia tần vấn thiên sử dụng vẫn luôn là chú mộng pháp quyết đây là một bộ công pháp tu hành cấp thiên cương có thể tu hành trong mộng hấp thu tinh thần chi lực Hôm nay đại mộng tiên quyết này xuất hiện đúng lúc có thể thay thế được chú mộng pháp quyết. Khi tần vấn thiên lật xem cuốn sách cổ đại mộng tiên quyết thì trong nháy mắt đã bị rung động sâu sắc, đắm vào trong đó không thể dứt ra. Trước đó hắn đã cảm nhận được rõ ràng uy lực của đại mộng tiên quyết đáng sợ cỡ nào. Hạ Hoàng đã chết bao nhiêu năm mà vẫn tạo ra một giấc mộng cho hắn, khiến cho hắn đắm chìm vào trong đó, suýt chút nữa không cách nào thoát ra được. Điều đáng sợ hơn nữa là đến cả người tuyết cùng với rừng kiếm trước kia đều là do hắn tạo ra có điều người tuyết rừng kiếm và vùng không gian thứ ba không giống nhau đó là do hắn đã thực sự trải qua vậy cho nên hắn đã tu hành thành công thất sát kiếm thuật nhưng khi đến vùng không gian thứ ba lại bị rơi vào trong mộng nhưng sự cường đại của nó đã đủ để khiến cho người khác không phân rõ thật giả rồi hay nói cách khác là mộng đã có thể biến giả thành thật đó chính là điều thật sự xảy ra chấm hồi lâu sau tần vấn thiên mới hồi tỉnh hắn lại đặt đại mộng tiên quyết trở về chỗ cũ đại mộng tiên quyết này ngoại trừ mộng cảnh cường đại gia thì còn một điểm cực kỳ lợi hại nữa ấy chính là người tu hành nó có thể dễ dàng tạo ra thuật thần thông diễn luyện hoàn thiện ngay trong mộng dù sao thì tu sĩ võ mệnh theo thực lực trở nên cường đại võ đạo ý chí võ mệnh thiên cương võ đạo thiên tượng cũng sẽ dần dần phát huy huy lực cực mạnh mà thần thông lợi hại đều cần phải dung nhập những thứ này vào trong đó nếu như có thể tự sáng tạo ra thì đương nhiên là có thể dung nhập lực lượng mà bản thân am hiểu nhất vào trong thần thông quy lực phát huy ra cũng sẽ mạnh hơn, bởi vì nó là thứ thích hợp với bản thân nhất. Tần Vấn Thiên cầm lấy cuốn sách cổ ở phía ngoài cùng bên phải rồi mở ra. Đây không phải là công pháp cũng không phải là thần thông mà là một bức địa đồ. Bên trong bức địa đồ này có vô số dãy núi uốn lượn, tiên khí mở ảo, nhưng trong tiên khí mở ảo ấy hình như lại có một tòa tiên cung lơ lửng. Trên tiên cung này dường như có một thân ảnh của Chu Tước như ẩn như hiện. Ở xung quanh dãy núi mà tòa tiên cung tọa lạc lại là từng vị trí địa lý cụ thể, Đương nhiên điều mà bức địa đồ này muốn nói với hắn chính là tiên cung nằm ở giữa kia. Đồ đăng của đại hạ chính là chu tước, chẳng lẽ có liên quan đến thứ này? Trong lòng tần vấn thiên thầm nghĩ, nếu không hạ hoàng lại cần gì phải để lại một địa đồ tiên cung ở đây? Tần vấn thiên đứng dậy nhìn cổ lộ màu vàng kia, hắn lập tức tiến về phía trước. Trong nháy mắt, trên cổ lộ màu vàng ngập tràn sát khí dữ dội, nhưng tần vấn thiên vừa dừng chân lại thì những quang văn sáng chói kia đột nhiên trở nên ảm đạm. Hắn bước từng bước, mỗi một bước đi đều khiến cho cổ lộ màu vàng rung lên áp quang văn sáng chói kia xuống lúc này ở ấn đường của tần vấn thiên con mắt thứ ba chợt lóe lên sáng chói hắn đương nhiên biết cổ lộ màu vàng này chính là một cổ lộ thần văn người dám tùy tiện đặt chân lên thì chắc chắn sẽ chết hạ hoàng để lại một quyển sách thần văn ở chỗ bắt đầu e rằng chính là mong người đến đây có thể lĩnh ngộ thần văn chi đạo từ đó bước qua được cổ lộ màu vàng này nhưng đối với tần vấn thiên mà nói Dựa vào lực cảm ứng vô cùng cường đại đối của hắn với thần văn thì việc phá hủy thần văn chi trận dễ dàng hơn khắc chế nó nhiều. Từng bước chân hắn đặt xuống đều dẫm lên những mệnh mạch của thần văn. Một tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy khôi lỗi ở hai bên cổ lộ màu vàng đều động đậy rồi phóng ra uy áp sát phạt vô cùng đáng sợ. Thân hình lóe lên, trường mâu trong tay chúng đã phóng về phía tần vấn thiên mang theo ý sát phạt cực kỳ đáng sợ, tốc độ nhanh như chớp, đấu chuyển tinh di. Chân tần vấn thiên đạp lên tinh quang, cơ thể hạ xuống bên cạnh khôi lỗi, bàn tay liên tiếp đánh lên người khôi lỗi. Trong chớp mắt, khôi lỗi vô lực ngã sấp xuống cổ lộ màu vàng, dường như đã trực tiếp bị phá hủy thần văn được khắc chế ở bên trong. Tần Vấn Thiên đã nghiên cứu ra thủ đoạn đảo nghịch thần văn từ lâu, nay bản thân hắn cũng có tu vi thiên cương cảnh. Cho dù là khôi lỗi cấp 4 này có chất lượng tốt hơn so với khôi lỗi bình thường đi chăng nữa thì cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn được. Trong nháy mắt, từng khôi lỗi lục tục bị hắn phá hủy bước chân của hắn cứ thuận theo cổ lộ màu vàng mà tiến về phía trước e là hạ hoàng có tái sinh cũng không ngờ rằng hắn lại có thể đi đến trước mặt pho tượng nhanh đến vậy tần vấn thiên nhìn cổ tự trên người pho tượng hạ hoàng trên đó viết rằng nếu như đến được đây thì hãy lấy chìa khóa trong tay ta tần vấn thiên nhìn vào trong tay pho tượng hạ hoàng quả nhiên trong tay hắn đang nắm một cái chìa khóa tần vấn thiên lấy cái chìa khóa xuống trong phút chốc ánh sáng màu vàng phát ra lấp lánh cả vùng trời đất ở đây dường như biến mất ngay trước mắt hắn thân ảnh tần vấn thiên đã đến một không gian khác ở nơi này có vô số dãy núi lượn lờ tiên khí mở ảo thân ảnh của hạ hoàng đứng sừng sững ở trên không phía sau người hắn rõ ràng chính là tòa tiên cung được miêu tả trong bức địa đồ kia chỉ là lúc này xem ra tòa tiên cung thực này càng khiến lòng người chấn động hơn nếu như người đã đến được đây thì có nghĩa là đại hạ đã bị diệt hoặc người có thiên phú dị bẩm có thể thắp sáng 81 cột đá kia đương nhiên cũng có thể là cả hai tình huống trên dù là tình huống nào đi chăng nữa ngươi có phải là hậu nhân của hạ tộc ta hay không thì ta đều mong rằng ngươi có thể bảo vệ đại hạ bất diệt. Hạ hoàng từ tốn mở lời, tần vấn thiên biết đây không phải là hạ hoàng thật mà nhất định là mộng niệm do đối phương để lại khi còn sống, đưa hắn đến nơi này, ta là hạ hoàng. Năm đó, nhờ có cơ duyên xảo hợp nên đến được tiên cung chu tước, có được đại mộng tiên quyết, trận pháp cường đại và rất nhiều trí bảo tu hành. Cơ duyên này giúp ta thống nhất đại hạ, khai sáng ra cả một hoàng triều. Chỉ là trong quá trình trinh phạt đã có rất nhiều trí bảo và tài nguyên bị mất, duy chỉ có sách cổ thần văn, đại mộng tiên quyết này vẫn luôn được ta giữ lại bên mình. Nhưng đây không phải là vật quý giá nhất, chiếc chìa khóa mà ta giữ chính là thứ có thể mở ra cánh cửa của tiên cung chu tước. Ngay cả bá chủ của cả lãnh thổ như Hoàng Cực Thánh Tông cũng tha thiết mong muốn có được chiếc chìa khóa này, chỉ là ta đã từng bước vào trong đó, biết rằng cần phải có chiến lực cường đại, ngộ tính siêu phàm và lòng kiên trì vô cùng cứng cỏi, thiếu một thứ cũng không được bằng không thì nhất định sẽ không thu hoạch được gì vì thế trước khi ngươi đến vùng đất này nhất định phải trải qua những khảo nghiệm khó khăn nhất như vậy thì ngươi mới có chút cơ hội năm đó khi ta vào tiên cung chu tước thứ ta lấy được trong tiên cung chẳng khác nào chín châu mất một cọng lông bên trong đó có rất nhiều pháp trận thần văn mênh mông vì vậy ta để lại cuốn sách thần văn lấy được ở trong tiên cung để cho ngươi lĩnh ngộ nếu như ngươi không lĩnh ngộ được thì không thể đi qua cổ lộ màu vàng này cũng không thể nào lấy được chìa khóa bởi vì cho dù ngươi đã tìm được tiên cung, có thể lấy được vật gì đó nhưng e là vẫn không thể bằng ta, chi bằng chỉ lấy đại mộng tiên quyết này thì hơn. Nhưng xin chúc mừng, ngươi đã thành công, lúc hạ hoàng nói xong thì mỉm cười, trong lúc xa sút mà vẫn giữ được trái tim lương thiện. Là một người để lại lời nhắn nhủ cho đời sau, hy vọng người có thể đến được nơi này thì có thể vĩ đại hơn cả ta, như vậy thì mới không uổng phí một phen khổ tâm của ta. Lời vừa dứt thì thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, nhưng nụ cười kia vẫn còn đó, duyên tới duyên đi, hỡi kẻ hậu bối kia ngươi là người nhìn thấy mộng niệm cuối cùng của ta rồi sau khi mộng niệm này chấm dứt thì hạ hoàng đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa chấm lời vừa dứt thì thân ảnh hạ hoàng dần dần biến mất mộng niệm cuối cùng cũng triệt để tiêu tan trong thế giới này sau khi mộng niệm tiêu tán thân ảnh đế thiên do tẩn vấn thiên biến thành vẫn đang đứng trước tượng hạ hoàng trên cổ lộ màu vàng nọ tiên cung chu tước hắn nhìn chìa khóa trong tay giờ đây hắn đã biết vì sao hoàng triều đại hạ lại lấy chu tước làm đồ đằng hóa ra năm đó hạ hoàng cơ duyên xảo hợp nên đã bước vào tiên cung chu tước lấy được nhiều chỗ tốt về sau hắn chính thức chinh phạt hỗn loạn chi vực sáng lập hoàng triều đại hạ có địa vị ngang bằng với hai đại hoàng triều khác tần vấn thiên hơi lui về phía sau khom người lại ba lại trước tượng hạ hoàng thấp giọng nói vãn bối cũng không phải là hậu duệ của đại hạ hôm nay là do cơ duyên xảo hợp nên thấy được ý niệm cuối cùng của tiền bối tất khắc sâu trong lòng sau khi nhất thống đại hạ tên hoàng triều không thay đổi vẫn sẽ là hoàng triều đại hạ truyền thừa muôn đời. Dứt lời thì hắn lại khom người hành lễ lần nữa, sau đó thu hồi chìa khóa của tiên cung chu tước, lui về điểm bắt đầu của cổ lộ, chuẩn bị tham ngộ những quyển sách cổ kia. Trình độ thần văn của hắn không tồi, thiên phú cũng tốt nhưng do võ đạo ảnh hưởng nên tài nghệ thần văn hoang phế lâu ngày. Hôm nay nhân cơ hội phân thân đế thiên đang ở trước mộ bia của hạ hoàng, phải tham ngộ thật kỹ, tranh thủ sớm ngày có thể dùng năng lực của bản thân để khắc chế lại đại trận chu tước cấp 5, giúp hoàng cung đại hạ lấy lại phong thái trước kia lại nói hơn một năm nay tâm cảnh của hắn đã biến đổi không ít cảnh giới cũng có thăng hoa hẳn là đã đến lúc phá cảnh rồi tại rừng trúc cách xa thành u châu bản tôn của tần vấn thiên đương nhiên cũng biết mọi việc đã xảy ra trong lòng có phần kinh hãi sau đó hắn cũng nói chuyện này cho thanh nhi biết thanh nhi ngồi bên cạnh nghe xong bèn nhìn hắn dùng thanh âm trong trẻo kia nói sau đó thì sao chấm tần vấn thiên nghe xong cũng giở khóc giở cười thanh nhi cô giúp ta liên lạc với sư tôn của cô đi ta định trong mấy ngày tới củng cố cảnh giới của thân thể này cho vững chắc, xem thử có cơ hội đột phá hay không. sau đó sẽ an bài thỏa đáng mọi việc rồi lên đường. ừm, thanh nhi khẽ gật đầu. ngay sau đó tần vấn thiên liền bước vào trong rừng trúc. vì thân thể bản tôn cùng với phân thân đế thiên tâm niệm tương thông nên tâm cảnh của đế thiên biến hóa thế nào hắn đều cảm nhận được. nếu đế thiên có thể phá cảnh vậy thì hắn cũng có thể. cái hắn cần bây giờ chỉ là tinh vẫn thạch mà thôi. bên trong rừng trúc an tĩnh tường hòa, gió nhẹ lay động nháy mắt đã qua hai tháng, ngày hôm đó trong rừng trúc an tĩnh bỗng xuất hiện tinh quang sáng chói, một cỗ uy thế cuồn cuộn tràn ra, đủ loại ánh sáng đầy màu sắc bao phủ khắp rừng trúc. Thanh mị tiên tử và điện chủ huyền âm điện đứng chung với nhau nhìn về phía rừng trúc, trong ánh mắt hai người lộ ra thần thái khác thương. Đột phá rồi, như vậy tần vấn thiên đã bước vào thiên cương cảnh tầng 3, nếu chiếu theo tốc độ tiến bộ kinh khủng như thế này thì đến lúc tần vấn thiên rất có hy vọng bước vào ba cảnh giới phía trên thiên cương trước 30 tuổi. Đến giờ, Tần Vấn Thiên chỉ mới chừng 25 tuổi mà thôi. Lúc này Tần Vấn Thiên từ trong rừng trúc đi ra, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của hắn hiện lên ý cười, toàn thân không hề lộ ra chút khí tức nào, tựa như đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Khi nhìn người này thì căn bản không ai ngờ rằng một người trẻ tuổi như vậy lại có tu vi thiên cương cảnh, hơn nữa còn là thiên cương cảnh tầng 3. Tông Thúc, Bạch Lộc Trưởng Lão, Băng Di, Hình Lão, các người đều đến đây đi. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, đoàn người bên ngoài lập tức đi vào, trên mặt ai cũng hiện lên ý cười. Tông Nghĩa hưng phấn nói, Vấn Thiên, thật không ngờ người đã bước vào thiên cương tầng 3 nhanh như vậy, sợ là không tới 10 năm, cho dù không hóa thân thành đại bàng thì người cũng có thể đứng trên đỉnh đại hạ ấy chứ, bằng thiên phú của Vấn Thiên thì hắn hoàn toàn có cơ hội đó. băng Ngọc Thiên, nguyên tông chủ của băng Linh Tông mỉm cười gật đầu ngay cả hình phạt lão nhân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Tông Nghĩa, đoán chừng chư vị trưởng bối đều biết ý của ta rồi. Tần Vấn Thiên lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói, Vấn Thiên, người thật sự định rời đi sao? Nguyên gia chủ của Bạch Lộc Thư Viện hỏi, ừ, ở đất đại hạ khó mà phát huy bản thân được, cho nên ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Bây giờ đế thiên đang bế quan tu hành trong hoàng cung cổ, nhất định có kỳ ngộ, sau này đi ra sẽ tự trưởng quản cục diện bên này huống hồ gì còn có thanh mị tiền bối cùng với các vị tiền bối huyền âm điện phụ tá ta có gì mà không yên lòng nữa chứ chấm tần vấn thiên nhìn về phía mọi người chậm rãi nói nay tông ta phục danh thương vương cung tạm thời do ta đảm đương chức vị cung chủ ta không có ở đây thì cứ xem đế thiên như ta thanh mị tiền bối là phó cung chủ hình lão trưởng quản hình phạt đường có thể chọn ra người thích hợp từ các mạch đưa vào hình phạt đường tất cả các vị đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão vẫn quản lý nhất mạch của mình những ai nắm giữ vị trí trưởng lão của các mạch trước đó thì bây giờ vẫn không thay đổi. Các ngươi cũng cần phải nghiêm túc tuyển chọn ra những thanh niên có nhân phẩm và thiên tư xuất chúng để truyền thụ tuyển học đại hạ thích hợp cho bọn họ tu hành, việc này do hình phạt đường giám sát. Tài nguyên trong thương vương cung sẽ do sư tôn của ta là mạc thương cùng sư tỷ nhược hoan quản lý, tài nguyên của nước thiên lôi bên kia cần toàn lực phối hợp với bên này. Phân công như vậy thì thương vương cung chắc hẳn sẽ vận hành thuận lợi. Không gặp trở ngại, chỉ có điều các vị vẫn phải hành sự cẩn thận ra ngoài lịch luyện đừng để bại lộ thân phận, đồng thời không cho phép đệ tử các mạch biết được vị trí của người ở mạch khác, chỉ có các vị ở đây mới có thể biết được. đã rõ. mọi người đồng loạt gật đầu. người đứng đầu các mạch thì vẫn trưởng quản đệ tử các mạch như trước, đây là vì tiện cho việc quản lý để không bị rối loạn. thương vương cung mới thành lập nên không thích hợp xuất hiện hỗn loạn. hơn nữa, tuy các mạch đều thuộc về dưới trướng thương vương cung nhưng vẫn hoạt động độc lập như trước, đều do cường giả cao tầng trưởng quản. người sắp đi rồi mà cũng không chịu buông tha cho sư tỷ ta đây nhược hoan liếc mắt nhìn tần vấn thiên tần vấn thiên cười nói sư tỷ thiên tư thông tuệ để tỷ quản lý tài nguyên ta cũng yên tâm tài nguyên ngươi để lại sao đủ để phân cho các mạch chứ cũng may là còn có một bảo khố như nước thiên lôi đấy chấm nhược hoan bĩu môi nói cái này thì phải xem bản lĩnh của sư tỷ rồi mạch nào cũng có năng lực mạnh mẽ nên muốn đi cướp đoạt tài nguyên cũng không phải việc khó chúng ta hành sự trong bóng tối phân tán ra rồi lặng lẽ phát triển đại hạ lớn như vậy thì ai biết được ngày ta trở về sẽ tặng cho đại hạ một kinh hy. Trong mắt của tần vấn thiên lóe lên một tia sắc bén, hừ, tên gia hỏa nhà ngươi hay lắm, bản thân thì đi ra bên ngoài tiêu giao vui vẻ, bắt sư tỷ ta ở chỗ này làm việc giúp ngươi. Tần vấn thiên thấy nhược hoan oán giận trách cứ thì lắc đầu cười khổ, sư tỷ thực lực của ta bây giờ không đủ để thâu tóm được đại hạ, huống hồ gì thế giới bên ngoài rộng lớn bao la, đi lại ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm, vì vậy ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì tự bản thân cũng lâm vào tình cảnh nguy cơ chung chung, vậy nên nào dám để sư tỷ theo ta chiếu khô. Chờ khi thực lực của ta cường đại thì chắc chắn sẽ mang sư tỷ đi ra bên ngoài thăm thú, được rồi, hai tỷ đệ các người cũng đừng có, liếc mắt đưa tình, nữa. Nhược hoan, vấn thiên nói không sai, hắn thiên tư xuất chúng, nếu ở lại đại hạ thì sẽ cản trở tương lai của hắn, hắn nhất định phải đi thôi, người đừng quậy nữa. Mạc thương cười đùa nói, nhược hoan nghe vậy bỗng oán giận, sư tôn lúc nào cũng thiên vị tên gia hỏa này, khi nào thì ngươi đi. Chấm, thanh mị tiên tử nhìn tần vấn thiên, chọn ngày không bằng gặp ngày, thôi thì ngay bây giờ luôn đi. Nếu sau này phàm nhạc, Âu Dương và Tình Nhi trở lại thì nói cho bọn họ biết là ta đã đi Hoàng Triều Đại Thương rồi. Tần vấn thiên thấp giọng nói, mọi người nghe vậy thì sững người, điện chủ huyền âm điện hỏi, quân ngự có địa vị bất phàm tại Đại Thương, sao ngươi lại còn chọn Hoàng Triều Đại Thương, ta muốn đến mảnh địa vực ở Hoàng Cực Thánh Tông nên mới đi ngang qua Hoàng Triều Đại Thương huống hồ gì tuy quân ngự là đệ tử của trưởng lão ở hoàng cực thánh tông nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên đệ tử mà thôi chẳng lẽ lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ địa vực vô tận ở hoàng triều đại thương à tần vấn thiên lắc đầu cười nói với cả ta có thể dịch dung chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn là sẽ không có việc gì đâu cũng đúng điện chủ huyền âm điện nhẹ nhàng gật đầu tần vấn thiên có lá bài tẩy trên người người bình thường tuyệt không dễ dàng động được vào hắn cho dù đã qua một năm rồi nhưng ký ức về chuyện trần gia diệt vong vẫn còn vẹn nguyên như cũ đến lúc rồi, các vị, hẹn gặp lại sau. Trong mắt tần vấn thiên lộ ra tia sáng kỳ dị, chỉ thấy thân hình hắn run lên, tức thì bay lên trên không, bên người hắn còn có tiểu hỗn đản cũng đang bay lơ lưng. Thanh Nhi dẫm chân một cái rồi xuất hiện sau lưng tần vấn thiên, rõ ràng là cô cũng đi theo hắn, đồ trọng sắc khinh bạn. Nhược hoan biếu môi rồi bật cười khanh khách, các vị, thương vương cung xin giao cho các vị đấy. Tần vấn thiên nói vô cùng khí khái, ngay sau đó lập tức vứt tay ngự không mà đi mọi người nhìn thân ảnh màu trắng kia trong lòng không khỏi có chút xúc động, không biết người này sẽ lại làm lên sóng gió bão táp gì khi đến Hoàng Triều Đại Thương ở thế giới ngoài kia đây, không biết ngày hắn trở về Đại Hạ sẽ là quang cảnh thế nào nữa. Tông Nghĩa xúc động nhìn Tần Vấn Thiên đi xa, hắn nghe theo lời hiệu triệu của Tần Vấn Thiên gia nhập Thương Vương Cung, sau đó là diệt cửu Huyền Cung, san bằng Trần gia, hắn cảm nhận được sâu sắc cơn bão táp do một tên yêu nhiệt tuyệt thế khuế động lên sẽ kinh khủng đến nhường nào. Tông Nghĩa thật sự rất mong đợi ngày Tần Vấn Thiên trở về đại hạ, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, yêu kiếm đứng sửng sững trong đan vương điện đang còn chờ hắn tới rút lên báo thù, thế nhưng Tông Nghĩa lại không biết vẫn còn có một Tần Vấn Thiên nữa hiện tại đang tu luyện ở trong hoàng lăng của đại hạ. Một năm qua cũng là giai đoạn phục hưng của đan vương điện, quân ngự trở về chỉnh đốn lại đan vương điện khiến cho lực hiệu triệu của đan vương điện trở nên cực kỳ mạnh, rất nhiều người có thiên phú nguyện ý gia nhập vào, hy vọng giành được cơ hội, điều này khiến cho đan vương điện khôi phục sinh cơ chấm chấm, ngày hôm nay lại có cường giả đi tới đan vương điện, tất cả những cường giả này đều đạt tu vi thiên tượng cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại hạ lại sắp phải hứng chịu một trận sóng gió kinh hoàng. Những cường giả này truyền tin khắp Hoàng Triều Đại Hạ tuyên bố những thanh niên có thiên phú kiệt xuất đều có thể đến Hoàng Triều Đại Thương lịch luyện, những ai nắm giữ thánh hoàng lệnh thì có thể trực tiếp gia nhập tạm thời vào Hoàng Triều Đại Thương, tương lai người nào biểu hiện xuất chúng thì sẽ được Hoàng Triều dốc sức đào tạo thẳng đến khi bọn họ gia nhập Hoàng Cực Thánh Tông mới thôi đồng thời hoàng triều đại thương còn có thể đề cử các vị thiên tài tiến và những thế lực lớn khác tất cả những thế lực này đều mạnh hơn các thế lực cấp bá chủ ở hoàng triều đại hạ nhiều tin tức này vừa truyền ra lập tức khiến toàn đại hạ chấn động đến mức không thể tưởng tượng được yêu nghiệt khắp nơi dối rít chuẩn bị bước lên hành trình đi đến hoàng triều đại thương ngay cả những người có thánh hoàng lệnh trong bảy đại công tộc cũng sôi nổi chuẩn bị lên đường tại hoa gia đông đảo cường giả đang tập trung lại cùng một chỗ bọn họ dùng ánh mắt kỳ vọng mãnh liệt nhìn về ba thân ảnh ở phía trước đặc biệt là thân ảnh của hoa thái hư đây là người kiệt xuất nhất hoa gia lúc này nhận được sự kỳ vọng cực cao của hoa gia cao hơn tất cả những người khác xuất phát đi thôi ra bên ngoài nhớ phải cẩn thận một chút gia chủ của hoa gia thản nhiên mở miệng ba người kia đồng loạt gật đầu sau đó thân hình chợt lóe lên phá không mà đi người của hoa gia mang theo ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn bóng lưng ba người đi xa cùng lúc đó ở các nhóm thế lực như thạch gia vương gia cũng xảy ra một màn tương tự vô số yêu nghiệt phá không đi đến Hoàng Triều Đại Thương. Chấm, trong những người này, ai có thể khuấy động phong vân, tạo lên bão táp ở Đại Thương ngoài kia đây? Tại Hoàng Triều Đại Hạ, tất cả thế lực cấp bá chủ đều phái thanh niên yêu nghiệt đi ra ngoài lịch luyện. Về phần quân ngự, sau khi không thể tìm được đám người tần vấn thiên thì hắn bèn rời khỏi Đại Hạ với tâm trạng bức bối. Trong lúc nhất thời, Hoàng Triều Đại Hạ có vẻ như đã khôi phục lại sự yên bình. Thế nhưng mạch nước ngầm vẫn đang chuyển động không ngừng, đã định trước là không thể nào an tĩnh như cũ được. Các thế lực ở đại hạ đều đang quyết trí tự cường mong rằng đứng vững trong cơn bão tố, chuyện này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc định đoạt thế cục của đại hạ sau này. Cướp đoạt tài nguyên, thâu tóm môn phái, trinh phạt không ngừng diễn ra. Hoàng triều đại thương có lịch sử phát triển lâu đời hơn hoàng triều đại hạ rất nhiều, rất nhiều phần lãnh thổ của đại hạ trước đây đều nằm dưới sự quản lý của hoàng triều đại thương. Chẳng qua là sau này lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời là hạ hoàng, hắn trinh phạt đại hạ, thống nhất giang sơn tạo thành hoàng triều đại hạ có địa vị ngang hàng với hoàng triều đại thương thế nhưng đến nay lãnh thổ của hoàng triều đại thương vẫn rộng lớn hơn của hoàng triều đại hạ rất nhiều hơn nữa khác với hoàng triều đại hạ hoàng triều đại thương ngoài việc có rất nhiều thế lực khủng bố ra thì còn có cả hoàng tộc bản thân hoàng tộc của hoàng triều đại thương chính là thế lực cường đại nhất lạc thành khu vực trung nam ở hoàng triều đại thương một tầng mây trắng bao phủ mặt đất thời tiết khá mát mẻ trên không trung có rất nhiều người hoặc ngự không hoặc điều khiển phi cầm yêu thú bay đi trông rất tiêu dao tự tại lúc này có hai thanh niên một nam một nữ đang cưới yêu thú bay dưới tầng mây ngoại hình của cả hai đều cực kỳ xuất chúng nam thanh niên tuấn mỹ vô cùng con người lấp lánh hữu thần trong tay cầm một hồ lô rượu cũ thỉnh thoảng lại nhấc lên uống một ngục nhìn có vẻ rất nhàn hạ thoải mái còn vị nữ tử kia lại giống như băng sơn tuyết liên đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở thế nhưng trên người lại toát ra khí chất lạnh như băng khiến người khác không dám đến gần, từ đầu đến cuối cô chỉ đứng yên ở chỗ đó giống như một pho tượng mỹ lệ. Dưới thân bọn họ là một con thiên mã có hai cánh màu trắng, vì đại bàng quá mức nổi bật nên tần vấn thiên để cho tiểu hỗn đản huyến hóa thành thiên mã để tránh phiền phức, thanh nhi, cô muốn uống một ngụm không? Tần vấn thiên quay đầu lại đưa hồ lô rượu cho thanh nhi nhưng thanh nhi chỉ im lặng nhìn hắn sau đó trực tiếp phớt lờ đi lời hắn nói, giai nhân không đáp, chỉ đành uống một mình thôi. Tần Vấn Thiên lắc đầu cười khổ, tự mình uống rượu. Dọc theo đường đi, ngoại trừ tu hành thì thỉnh thoảng hắn cũng muốn trò chuyện mấy câu với Thanh Nhi, nhưng mà Thanh Nhi hiếm lắm mới đáp lại hắn một tiếng, còn những lúc khác thì cơ bản đều lạnh lùng khiến Tần Vấn Thiên cũng không biết phải làm sao. Chấm, nhà đầu này đúng là quá mức lạnh lùng, nhưng nếu không như thế thì không phải là Thanh Nhi nữa rồi, y nha. Thanh âm của tiểu hỗn đản truyền tới, Tần Vấn Thiên vừa nghe thấy bèn phun ra ngụm rượu vừa uống, thấp giọng mắng, người mới vừa uống hết một hồ lô của ta mà giờ lại muốn nữa sao? Y, tiểu hỗn đản không ngừng gật đầu, tần vấn thiên cười khổ gõ đầu nó nói, ngẩng đầu lên. Tiểu hỗn đản ngẩng đầu lên nhìn trời vô cùng thuần thục, tần vấn thiên trực tiếp nghiêng hồ lô xuống đổ rượu vào trong miệng tiểu hỗn đản. Chỉ thấy mặt tên này hồng hồng tựa như rất hài lòng, nó cúi đầu phát ra tiếng yêu không rõ rồi tiếp tục phi hành về phía trước, thân thể cũng bắt đầu trao đảo, lại uống say nữa. Tần vấn thiên trừng mắt trừng mắt gõ vào đầu nó một cái nói, tên tiểu tử quỷ nhà ngươi say rồi là bay loạn ngồi trên lưng ngươi chẳng thấy an toàn gì cả không biết người ngồi sau lưng say rồi sẽ như thế nào nhỉ vẫn cứ lạnh như băng sao có đỏ mặt không nhỉ chấm thanh nhi ngồi sau lưng tần vấn thiên trừng mắt dứt khoát nói ta không biết uống rượu vừa nói xong thì thấy thân ảnh cô chợt lóe trực tiếp biến mất không thấy ơ ờ, lại chạy rồi chỉ có ngươi là ngoan thôi tần vấn thiên xoa đầu tiểu hỗn đản lẩm bẩm nói hiển nhiên là quá quen với tình huống như thế này rồi rượu uống hết rồi, lại phải đi mua rượu thôi. Dường như tiểu hỗn đản nghe hiểu lời hắn nói, nó thấp giọng kêu một tiếng rồi trực tiếp bay xuống dưới khiến tần vấn thiên không nói nên lời, tên này đúng thật là một tiểu tử quỷ mà. Tiểu hỗn đản lao xuống dưới, bên dưới là một nơi rất kỳ lạ. Phủ đệ nơi đây được xây dựng trên đỉnh núi ở trong thành, từng tòa kiến trúc toát ra khí thế phi phàm, bay lên, bay lên. Tần vấn thiên gõ đầu tiểu hỗn đản dục nơi này rõ ràng là một thế lực không nhỏ ở trong thành tên gia hỏa này cũng thật là, muốn tìm rượu uống thì cũng phải tìm tửu lầu chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, Tần Vấn Thiên lại trợn tròn mắt nhìn từng thân ảnh phóng lên cao từ sơn môn trên đỉnh núi kia, trực tiếp đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng lộ ra sự sắc bén. Phía dưới còn có một lão giả tóc cột cao nhìn qua rất sạch sẽ gọn gàng, lão giả này khí vũ phi phàm, cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ, đặc biệt lại có tu vi thiên cương tầng 4, nhìn qua lại càng phi phàm. Bên cạnh lão giả là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người thước tha, tướng mạo thanh thuần vô cùng động lòng người, tuổi tác chừng 22-23, Tu Vi cũng đã là nguyên phủ đỉnh phong. Ngoài ra còn có không ít cường giả đứng bên cạnh hai người này, tất cả bọn họ đều mang thần sắc nghiêm túc tựa như đang bày trận địa sẵn sàng đón địch, nét mặt như lâm đại địch, nhìn chằm chằm về phía tần vấn thiên đang ở trên không trung Bầu không khí vi diệu này khiến tần vấn thiên cảm thấy rất phiền muộn, hình như mấy người này tựa hồ rất căm thù hắn thì phải hắn tự nhận tướng mạo bản thân nhìn qua cũng không giống hạng người tà ác, ngày thường ra ngoài lịch luyện tâm cảnh thỉnh thoảng cũng làm chút việc thiện, hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt không đắc tội người nào, giờ gặp phải tình huống này cũng chỉ có thể cười khổ chẳng biết làm sao, đều tại ngươi bay loạn đấy. Bà chấm, tần vấn thiên thấp giọng mắng tiểu hỗn đản, ngay lúc này lại thấy lão nhân bên dưới nhìn hắn nói, tống giai đã trở lại lạc thành, dù gì chủ thượng của các hạ cũng là người ân gia, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chẳng lẽ thật sự muốn dùng cậy mạnh đoạt cháu gái của ta đi sao ơ ờ, tần vấn thiên ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra không kiềm được cười khổ khó trách người của gia tộc này lại bày ra trận địa sẵn sàng đón địch như vậy hóa ra là đắc tội người ta chắc các hạ đã hiểu lầm rồi chẳng qua là ta đúng dịp đi ngang qua đây muốn xin ly rượu mà thôi tần vấn thiên lắc đầu cười nói lão giả tống gia nghe vậy thì khá là ngạc nhiên tất cả người của tống gia cũng cảm thấy có chút sửng sốt ba ngày trước vị thiếu gia kia của ân gia truyền tin tới lạc thành tuyên bố hôm nay sẽ tới mang người đi vì vậy trên dưới tống gia đều chuẩn bị bảy trận đón địch người của lạc thành đều biết được chuyện này nên phạm vi xung quanh cũng không có ai dám đặt chân vào nhưng không ngờ tới tần vấn thiên lại đi lầm vào tống gia tự nhiên sẽ coi hắn là người do ân gia phái tới các hạ không phải là người của ân gia à lão giả mở miệng hỏi nhìn ta giống lắm sao chấm tần vấn thiên cười khổ lão nhân sửng sốt một chút cẩn thận quan sát tần vấn thiên mấy lần Người này cực kỳ trẻ tuổi, chỉ chừng 24-25, tuy nói chỉ liếc mắt nhìn thì rất khó nhìn ra tuổi tác của võ tu nhưng từ khí chất trên người Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được tuổi tác của người này sẽ không vượt qua 30. Một người trẻ tuổi như vậy cho dù tu vi bất phàm thì cũng không có khả năng bị phái tới tống gia đoạt người. Chấm, nghĩ tới đây lão nhân lắc đầu, xem ra dưới tình thế cấp bách đã nhận lầm người rồi. Lão nhân chắp tay nói với Tần Vấn Thiên, xem ra là hiểu lầm, lão hủ tống thái tạ lỗi tại đây. Tuy nói Tần Vấn Thiên vô cùng trẻ tuổi nhưng khí chất bất phàm, chắc hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu là hiểu lầm thì cứ bỏ qua đi. Tần Vấn Thiên khoát tay nói với vẻ không hề để bụng, tuy Tống Gia Ta không phải là đại tộc nhưng rượu ngon lại không ít, nếu các hạ không chê thì có thể vào Sơn Trang tùy ý lấy đi. Chỉ là hôm nay Tống Gia có chuyện nên lão hủ không thể tự mình tiếp đãi, các hạ lấy xong xin nhanh đi cho để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tống Thái vẫy tay gọi một vị quản sự ở sau lưng nói, mang tiểu huynh đệ đi lấy rượu, nếu vậy thì tần mỗ xin data tần vấn thiên chắp tay cám tả sau đó vỗ đầu tiểu hỗn đản một cái tiểu hỗn đản tất nhiên là nghe hiểu đối thoại giữa bọn họ nên lảo đảo đáp xuống đi theo vị quản sự kia tiến vào sơn trang trong núi lão nhân ra nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy tần vấn thiên đi theo sau lưng quản sự tò mò hỏi hey. chấm, chấm lão quản sự thở dài một tiếng tiểu thư từ trước đến giờ là người hiền lành không tùy tiện gây chuyện với người khác nhưng mà tay bay vạ gió muốn tránh cũng tránh không được sớm biết vậy thì lúc đầu gia chủ không nên đưa tiểu thư đi ra ngoài tu hành nhưng nếu vậy thì lại đáng tiếc cho thiên phú của tiểu thư lão quản sự tựa như không muốn nói nhiều dẫn tần vấn thiên đi tới hầm rượu ở hậu viện của sơn trang nơi này thấy vậy mà lại cất giấu không ít rượu ngon đây là rượu mà sơn trang cất giữ những năm gần đây cũng không biết sau này có thể dùng hay không nữa gia chủ đã phân phó tiểu huynh đệ tới đây chính là duyên nếu thích thì cứ tùy ý lấy đi lấy xong rồi thì rời đi luôn đi lão quản sự nói xong thì xoay người rời đi quả thật chỉ để một mình tần vấn thiên ở lại chỗ này tùy ý chọn xem ra tống gia gặp phải phiền toái không nhỏ rồi đây tần vấn thiên thấy quản sự rời đi hiển nhiên là chuẩn bị cùng chung hoạn nạn với những người khác thật sự là đáng quý tần vấn thiên vừa run tay nhất thời có không ít rượu trong hầm đột nhiên bay tới bên người tần vấn thiên sau đó bị hắn thu vào sau đó tần vấn thiên phóng lực cảm ứng về phương hướng mới vừa đi khỏi chỉ chốc lát sau hắn có thể nhìn thấy hết thảy sự việc xảy ra bên kia người của Tống Gia vẫn đang bày trận chờ địch như trước. Xung quanh đây không có ai ngự không cả, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện bên này, chỉ có mình Tần Vấn Thiên Hắn khở dại vô tri mới đi tới đây xin rượu. Chốc lát sau thì thấy một trung niên mặc áo đen hùng hổ xông tới, người trung niên này toát ra khí tức sắc bén, lưng đeo cổ kiếm, ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc bén, uy áp kiếm đạo mạnh mẽ buông xuống bao phủ tất cả người của Tống Gia. Từng cỗ kiếm ý lộ ra khí tức áp bức đáng sợ khiến cả đám người tống Gia lập tức lộ ra sắc mặt tái nhợt đây mới là địch nhân của bọn họ thiên cương cảnh tầng bốn đỉnh phong hiển nhiên đối phương đã điều tra rõ nội tình của tống gia dứt khoát phái tới một tên cường giả có thể trực tiếp nghiền nát tống gia ánh mắt của trung niên mặc áo đen rơi vào trên người tống giai hắn lạnh lùng mở miệng đi theo ta các hạ tống gia ta nguyện ý dâng ra hơn nửa tài nguyên xin các hạ hồi bẩm với ân thiếu gia xin hắn tha cho tống giai tống thái biết có chiến đấu cũng vô vọng khí thức của tên trung niên mặc áo đen này vô cùng kinh khủng tuyệt không phải là người hắn có thể chống lại. Vù, chấm, kiếm khí mang khí tức sát phạt khủng bố buông xuống bao phủ cả phiến hư không, thanh lợi kiếm màu đen sau lưng tên cường giả kia bỗng bay lên, tuy còn chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng đã có kiếm phong hiện ra tàn phá hư không, tự mình tới hay là muốn ta đích thân động thủ. Trung niên mặc áo đen lạnh lùng hỏi, tống thái sắc mặt xanh mét đáp, nếu các hạ đã ép ổn như vậy thì tống gia ta chỉ có thể đánh một trận mà thôi, không? Tống giai đứng tống thái lắc đầu nói, ra ra, nếu đối phương không đáp ứng thì thôi đi, cứ để con đi theo bọn họ cho xong, không được. Tống Thái lắc đầu, không thay đổi được gì đâu. Tống dai lộ vẻ tuyệt vọng, lắc đầu nhìn ra ra, cho dù Tống ra tử chiến thì kết cục vẫn không thay đổi được gì cả, ra ra, cháu gái bất hiếu. Thân hình Tống dai run lên, chậm rãi bay lên không đi tới chỗ của trung niên mặc áo đen kia, Tống dai. Tống Thái cùng với một đôi vợ chồng đứng cạnh hắn mặt tái đi, khí tức trên người trở nên cuồng loạn nhưng chỉ nghe trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phong bạo trên không trung càng mãnh liệt hơn, ta đồng ý đi với ngươi. Tống Giai mở miệng nói, lúc này trung niên áo đen kia mới xoay người, vất tay mang theo Tống Giai rời đi. Tần Vấn Thiên vẫn nhìn tất cả sự tình xảy ra bên này, trong lòng cười khổ. Trong thế giới võ đạo vi tôn từ trước đến giờ chỉ tôn trọng thực lực, chuyện bất bình có quá nhiều, dọc đường du lịch tới Hoàng Triều Đại Thương hắn đã gặp không ít, nếu có thể giúp thì hắn cũng sẽ xuất thủ trợ giúp. Nhưng ân gia có thực lực phi phàm, nếu hắn xuất thủ ở chỗ này thì sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ tống gia nếu đã muốn giải quyết phiền toái thì cũng phải thu chút thù lao chứ nhỉ chấm tần vấn thiên lẩm bẩm nói liếc mắt nhìn hầm rượu sau đó vung tay lên nhất thời toàn bộ rượu trong hầm đều bay lên lập tức bị hắn thu vào ngay sau đó thân ảnh của hắn chợt lóe lên phá không lao đi sau khi tống dài rời đi đám người tống thái vẫn đứng yên ở đó chỉ thấy trong mắt tống thái thoáng lóe hàn quang rồi cất giọng nói mới một tiếng không hợp mà đã ức hiếp người quá đáng như vậy. Truyền lệnh ta, giải tán tống Gia, toàn bộ rời khỏi lạc thành trong vòng một ngày. Mọi người chọn mắt nhìn chằm chằm tống thái, có người kêu lên, gia chủ. Vốn định dùng tài nguyên mong đối phương tha cho tống giai, tranh thủ một tia hy vọng, nhưng bây giờ xem ra chỉ là người si nói mộng mà thôi. Giải tán đi, sau này có chuyện gì cũng không đến nỗi liên lụy cho gia tộc. Ánh mắt tống thái trở nên lạnh lùng, dứt khoát quyết định. Mọi người than thở, kẻ yếu mãi bị kẻ mạnh ăn thịt chỉ hận thực lực của tống già quá yếu mọi người tản đi vì quản sự dẫn tần vấn thiên đi lấy rượu cũng buồn bã không có tinh thần muốn mượn rượu tiêu sầu nhưng khi đi tới hầm rượu lại chợt ngây ngân cả người trong hầm rượu trống trơn chẳng còn bình rượu nào người này thật quá đáng lại dám thừa dịp cháy nhà đi hôi cua quản sự lắc đầu than thở lại không biết rằng lúc này tần vấn thiên đang đi theo trung niên áo đen thấy đối phương một đường ra khỏi lạc thành sau đó cũng chỉ mang Tống Giai đi tiếp chứ không có ý định đối với phó Tống Giai nên hắn vẫn tiếp tục đuổi theo, cũng không vội cứu người. Trung niên áo đen có tu vi thiên cương cảnh tầng 4 đỉnh phong, cho nên tốc độ ngựa kiếm phi hành cực kỳ nhanh, ngày đi 10 vạn dặm, tần vấn thiên cũng gắng ngựa đi theo hắn cả một ngày. Chỉ thấy phía trước bỗng xuất hiện một tòa cổ thành, thành này rất rộng lớn, lớn hơn lạc thành vô số lần, thậm chí có thể so với một tòa chủ thành ở chín châu thành ấy chứ. Trung niên áo đen đang bay nhanh đi, nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tay hắn, mỹ nhân này thật đẹp, hưng. Trung niên nhướng mày, dừng chân quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy có một luồng khí tức tràn tới, rõ nhiên là có người ở phía sau, mỹ nhân ở lại, còn ngươi thì hãy cút đi. Một thanh âm lạnh lẽo truyền tới, trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng, đột nhiên có một cỗ kiếm ý cực kỳ cuồng bạo từ trên người hắn tràn ra, âm. Đúng lúc này, đầu hắn chợt run lên, một cỗ kiếm uy kinh khủng trực tiếp xông vào trong đầu hắn tựa như muốn xuyên thủng qua khiến sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Kiếm tu, ý chí kiếm đạo thất mạnh, chấm, trung niên áo đen vỗ một trường, chuẩn bị rút kiếm nhưng đúng lúc này trên hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh này ngạo nghễ mà đứng, thân khoác trường bào, diện mạo mơ hồ khó mà nhìn thấu. Chỉ thấy thân ảnh này đạp xuống một cái, tức thì trung niên áo đen liền rên lên một tiếng, một cỗ kiếm uy sát phạt phi phàm trực tiếp đè ép xuống đầu tựa như xuyên thấu thân thể hắn, kiếm sắt ra khỏi vỏ lại bị cưỡng ép trở về tựa như không chịu sự khống chế của hắn. Ý chí bậc này thật sự quá đáng sợ, các hạ là ai? Trung niên áo đen ngừng đầu hỏi, sắc mặt khá khó coi, người không xứng để biết, cút đi nếu không giết không tha. Thân ảnh trong hư không truyền ra thanh âm lạnh lẽo, trung niên áo đen siết chặt nắm đấm sau đó xoay người trực tiếp ngự kiếm rời đi, thế nhưng kiếm ý trên người hắn lại điên cuồng gào thét lao về phía sau lưng tống dai, to gan. Chấm, người đứng trong hư không kia lại đạp xuống một cái, một cỗ kiếm uy sát phát còn đáng sợ hơn lúc này tràn ra tựa như xuyên thủng thân thể trung niên áo đen rên lên một tiếng rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi luồng kiếm ý giết về phía tống giai cũng trực tiếp tan đi trung niên áo đen thấy vậy đành cấp tốc rời đi không dám làm bất kỳ động tác nào nữa trên mặt tống giai hiện lên sự kinh hãi cô ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong hư không thực lực của người này thật mạnh bước thứ nhất đẩy lùi trung niên áo đen bước thứ hai lại khiến trung niên áo đen bị thương Cảnh giới bậc này hẳn là thiên cương tầng năm thế nhưng trong lòng cô lại cực kỳ lo lắng, ngữ khí của người này vừa nãy thoáng lộ ra sự ngả ngớn, tiền bối. Tống dài bật thốt, giọng nói cũng biến thành run rẩy yên tâm đi, tuy ngươi là mỹ nhân nhưng bản tôn cũng đã gặp không ít mỹ nữ cực phẩm, không có hứng thú với ngươi. Người đứng trong hư không nhàn nhạt mở miệng nói, ngay sau đó thì bay đi mất. Thấy thế tống dài hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không người về phía hư không nói, đa tạ tiền bối. Tống dai nhìn thân ảnh kia hoàn toàn biến mất lại quay đầu nhìn về sau, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một tia do dự, tiếp đó cô không lựa chọn trở về mà lại đi tới cổ thành ở phía trước. Tần vấn thiên ngồi trên lưng thiên mã do tiểu hỗn đản biến thành buồn dầu nhìn bóng lưng của tống dai. Hắn một đường theo dõi, thẳng đến chỗ này mới ra tay cứu cô ta chính là vì không muốn liên lụy đến tống gia, thả trung niên áo đen kia đi thì chắc chắn tên đó sẽ trở về bẩm báo nhưng không ngờ cô tống dai này lại không chịu trốn trở về. Chấm nhấc hồ lô rượu trong tay uống một hớp, cảm nhận mùi vị của rượu, tần vấn thiên lắc đầu cười khổ nói, ai bảo ta dọn sạch hầm rượu của người ta làm chi, xem ra cái danh người tốt này vẫn phải làm cho đến cùng thôi, vừa đi vừa làm hộ hoa sứ giả cũng coi như là một cách lịch luyện vậy. Tần vấn thiên lầm bầm lầu bầu như là đang tự an ủi chính mình, ngay sau đó lại tiếp tục đi theo tống dai, một đường tiến vào cổ thành. Thành này có tên là Thành Nguyễn Vương, là một trong bảy đại vương thành ở Hoàng Triều Đại Thương. Hoàng triều đại thương khác với hoàng triều đại hạ, hoàng quyền ở hoàng triều đại thương rất mạnh, nắm quyền chấp trưởng thiên hạ, chỉ có mấy đại thế lực siêu cường mới có thể hạn chế hoàng quyền, ngoài ra thì không ai dám trêu chọc vào. Trong bảy đại vương thành có thành thì do hoàng tộc đại thương chấn thủ, có thành thì là đất phong của hoàng thân đại thương, bọn họ sẽ thay hoàng triều đại thương quản lý các nơi. Mỗi đại vương thành chính là chủ thành của một phương địa vực, cực kỳ phồn hoa. Một tòa vương thành thậm chí có thể phân ra thành rất nhiều thành nhỏ, hơn nữa trong vương thành còn có sơn mạch ao hồ. Người dân khắp Hoàng Triều Đại Thương sẽ đưa thanh niên hậu bối có thiên phú xuất chúng vào vương thành tu hành, bởi vì trong vương thành có rất nhiều tông môn lớn tồn tại. Tống Giai cũng là một trong số đó, cô chính là đệ tử của một tông môn rất mạnh ở thành Nguyễn Vương, nhưng vì đắc tội một thanh niên nên không được tông môn che chở, suýt nữa thì liên lụy đến gia tộc, có thể nói là vô cùng thê thảm. Sau khi vào trong thành, Tống Giai tìm một khách sạn ở lại, Tần Vấn Thiên một đường đi theo cô cũng ở cách vách phòng Tống Giai. Khách sạn này rất nhỏ, dù tu hành trong xương phòng cũng dễ bị người khác quấy rầy chứ đừng nói đến việc muốn làm chuyện bí mật gì khác. Chẳng qua là ở trong thành trì lớn, khách sạn tốt thì giá cả tất nhiên không rẻ, cần tiêu hao tinh vẫn thạch. Người lựa chọn loại khách sạn nhỏ này phần lớn đều là một số võ tu có tu vi hơi yếu, tinh vẫn thạch trên người vốn cũng không nhiều thậm chí còn không đủ để bản thân tu hành, nào dám hoang phí xa xỉ. Tùy bên ngoài dùng lực cảm chi dòng ngó người khác chính là đại kỵ của võ tu nhưng Tần Vấn Thiên vẫn dùng cách này theo dõi nhất cử nhất động của Tống Giai. Tống Giai lòng đầy tâm sự, một mình ngồi ở trong phòng nhìn bản thân trong tấm gương phía đối diện. Cô tháo búi tóc ra để mái tóc đen như thác đổ kia tùy ý rơi xuống, sau đó cởi áo khoác ngồi trước gương tẩy trang nhưng trong khóe mắt cô lại đong đầy nước mắt. Tống Gia có giai nhân được đặt tên là Tống Giai, 12 tuổi tù võ hồn, 18 tuổi đến nguyên phù. Gia Gia, phụ thân, đều ký thác kỳ vọng rất lớn vào ta, nhưng vậy thì sao chứ? Trong thế giới võ đạo cường giả vi tôn này, ngay cả lương tri cũng có thể vứt bỏ. Ân gia vì muốn bỏ lên vương phủ mà không tiếc hy sinh nhiều tính mạng như vậy để lấy được xích kích, người ngoài không dám nói gì, thậm chí còn muốn lợi dụng sư huynh đệ trong tông môn, ta nói một câu thật lòng thì lại gặp phải tai phạm bất ngờ, không ai dám biện bạch giúp ta. Tống dai lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ đến chuyện thương tâm thì đau lòng rơi lệ. Lý Thúc vì một mực bảo vệ cô mà chết thảm, cô đã liều mạng trở về gia tộc nhưng ân gia vẫn không chịu buông tha, lại truyền tin nói ba ngày sau tới bắt người, nếu không phải sợ tống gia bị diệt thì sao cô có thể ngoan ngoãn chờ đợi như thế chứ? Tuy hôm nay được tiền bối cứu giúp nhưng nếu ta trở về chẳng phải lại làm liên lụy đến gia tộc nữa sao, chỉ khi nào ta chết rồi thì chuyện này mới kết thúc được thôi. Tống Giai vẫn ngồi một chỗ khóc nức nở, khóc đến lúc mệt lả thì mới đến trước giường chậm rãi nằm xuống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái đang tuổi thanh xuân chính là độ tuổi đẹp nhất, ai lại chịu đi chết chứ, nhưng vì không muốn liên lụy đến gia tộc, cô không có lựa chọn nào khác. Tần Vấn Thiên nghe được lời của Tống Giai, trong lòng cũng có chút xúc động. Trong thời đại võ đạo vi tôn như bây giờ, quá nhiều người chỉ vì lợi ích mà không chừa thủ đoạn nào, tuy Tần Vấn Thiên hắn cũng đã nhuốm máu không ít nhưng làm người trên đời vẫn phải bảo vệ thật kỹ mảnh tịnh thổ trong lòng mình. Xem ra tối nay sẽ không có chuyện gì rồi, Tần Vấn Thiên nói thầm trong lòng. Ngay sau đó mang tiểu hỗn đản đã huyễn hóa lại thành bản thể đi ra ngoài màn đêm buông xuống thành nguyễn vương vẫn phồn hoa như cũ đèn đuốc thắp sáng cả cổ thành thân hình hắn lóe lên chỉ chốc lát rồi đi tới một tử lâu bên trong tử lâu tin tức linh thông dễ hỏi thăm mọi chuyện nhất ngồi một mình trong tử lâu chốc lát hắn thấy một người thích buôn chuyện rời đi bèn đi theo khi đến một góc xó xỉnh nào đó hắn lập tức tiên lên ngăn đối phương lại các hạ có chuyện gì sao chấm người này thấy tần vấn thiên cản đường thì khẽ nhíu mày thả ra khí thế của nguyên phủ đỉnh phong hừ Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm ấy tựa như xuyên thẳng vào đáy lòng hắn, trong con người Tần Vấn Thiên lóe lên một tia âm lãnh khiến cả người hắn run rẩy, lúc này hắn biết mình gặp phải nhân vật đáng sợ, tiền bối có chuyện gì phân phó. Thái độ của người này lập tức thay đổi hẳn. Xích kích là cái gì? Ân gia vì muốn lấy được xích kích đã làm những chuyện gì? Chấm, Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi, người kia nghe vậy thì thần sắc cứng đờ quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mở miệng nói, tiền bối, xích kích chính là xích ma kích, Kích này do đại sư luyện khí cấp 5 xích giã tử luyện chế ra. Thương thích là người của huyện vương phủ có thực lực mạnh mẽ, tu vi bước vào thiên cương cảnh tầng 5, hắn tuyên bố nếu ai có thể giúp hắn luyện chế ra một thanh phương thiên hóa kích bá đạo nhất thì nhất định sẽ hậu tạ, một vị thiếu gia của ân sau khi biết được tin này đã tìm xích giã tử nhờ luyện chế, sau đó cũng luyện chế ra không ít nhưng thiếu gia ân gia lại không vừa lòng thanh nào cả. Lúc này xích giã tử thẳng thắn nói khó mà luyện ra thanh kích bá đạo nhất, thiếu gia ân gia nghe vậy thì giết chết người nhà của xích giá tử khiến xích giá tử trở nên điên cuồng thiếu gia ân gia vẫn buộc hắn tiếp tục luyện kích xích giá tử lại đồng ý nhưng sau khi luyện thành kích kia hắn lại lấy chính mạng của mình tế kích thành kích này được xưng là xích ma kích ân gia sai người đến lấy kết quả toàn bộ đều chết sạch thiếu gia ân gia đương nhiên là không chịu bỏ qua nên phong tỏa xung quanh khu vực kia không cho phép bọn họ cách xa xích ma kích từ đó khu vực kia đã trở thành tử vực sau đó thiếu gia ân gia lại định triệu tập một nhóm người kiệt xuất thử đi lấy kích người này ép giọng xuống vô cùng thấp tựa hồ sợ bị người khác nghe được vậy tần vấn thiên nghe xong trong thì trong lòng tức giận lạnh nhạt nói nếu đã luyện ra xích ma kích thì vì sao ân gia hoặc vương phủ không trực tiếp phái cường giả thiên tượng đi lấy mà lại muốn liên lụy đến người vô tội như vậy vì chuyện này mà ân gia đã bị chỉ trích rất nhiều chỉ là không ai dám đứng ra nói thôi vương phủ vì cố kỵ danh dự nên đương nhiên cũng không xuất thủ vậy nên thiếu gia ân gia phải tự mình giải quyết cả ân gia và vương phủ đều để ý đến thể diện thanh danh nên không quan tâm đến chuyện này người nọ thấp giọng nói tần vấn thiên trong lòng tức giận lại hỏi vị trí sau đó lập tức đi đến nơi ở trước kia của xích gia tử chẳng bao lâu sau tần vấn thiên đã đi tới mảnh tử vực của thành nguyễn vương dưới màn đêm thi khí nặng nề hắn đứng trên một tòa đài cao dõi mắt nhìn về phía trước chỉ thấy dưới ánh trăng có một thanh xích ma kích đỏ như máu đứng sừng sững ở nơi đó tựa như đang liên tục phát ra từng tiếng gào thét không cam lòng giống như tiếng lòng không cam của vong hồn xích dã tử. Tần vấn Thiên nhìn thanh ma kích màu đỏ thẫm cắm trên đất, trong lòng thầm run sợ, oán khí đúng là nặng nề thật. Xích dã tử chính là đại sư luyện khí cấp 5, có thân phận vô cùng tôn quý, cũng rất được nhiều người tôn trọng. Nhưng mà thật không ngờ, thiếu gia của Ân gia lại khốn kiếp như thế, đẩy một vị đại sư luyện khí cấp 5 vào bước đường cùng, giết người thân của hắn còn hại chết hắn, dùng máu tế kích khiến oán niệm mút trời dù đã chết nhưng hắn cũng muốn giết chết thiếu gia ân gia vì thế toàn bộ những người đi lấy kích đều bị thiêu cháy mà chết không ngờ tên thiếu gia ân gia kia lại may mắn trốn thoát sau đó hắn ta còn phong tỏa chỗ này để xem rốt cuộc thanh xích ma kích kia quỷ dị ở đâu cho nên đã giết sạch người ở đây thân thể của hắn lóe lên trong màn đêm bị huyết sắc bao phủ tần vấn thiên bước tới gần thanh xích ma kích nọ càng tới gần xích ma kích thì hắn phát hiện dường như có một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố đang ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn khiến hắn trở nên bất an, nóng nảy hơn. Cuối cùng Tần Vấn Thiên cũng đi tới cách xích ma kích không xa lắm, đột nhiên hắn cảm giác có một luồng sáng huyết sắc bao phủ toàn thân hắn, mà vùng trời này lại hết sức âm u, khắp nơi đều là xương khô, máu nhuộm đỏ cả đất trời, từng con yêu ma đáng sợ gầm gừ lao tới, có một phong hồn tóc tai bù xù vọt về phía hắn, quán niệm trong mắt nó khiến cho người khác sợ mất mật. Từng tia sáng huyết sắc tấn công vào não hải của Tần Vấn Thiên, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn thanh minh như cũ, hắn bình tĩnh nhìn vong hồn đầy oán niệm trước mắt kia rồi nhỏ giọng nói, tiền bối, ý chí của ta sẽ không bị mộng niệm quấy nhiễu đâu. Lúc này, tần Vấn Thiên đã biết đây là loại sức mạnh gì rồi. Hẳn là xích giã tử cũng am hiểu mộng niệm, có thể xâm nhập vào trong não hải của người khác, khiến cho bọn họ bị nhốt ở bên trong. Chẳng qua lúc Tần Vấn Thiên rèn luyện trong Hoàng Lăng đã trải qua sự đáng sợ của mộng ma chi cảnh, cho nên hiện giờ mộng niệm chi lực của xích giã tử căn bản không làm tâm trí của hắn lung lay được. Hình như vong hồn có phần không cam lòng, cho nên gào to điên cuồng lao về phía tần vấn thiên. Chấm chấm, tần vấn thiên âm thầm lắc đầu, nhỏ giọng nói, quán niệm của tiền bối đã hại chết nhiều người như thế, mà kẻ thù của ngươi vẫn bình an vô sự, cần gì phải tự làm khổ mình. Ngay sau khi dứt lời thì tần vấn thiên bước từng bước về phía xích ma kích, hắn giơ tay cầm lấy xích ma kích rồi thản nhiên nói, quán niệm của tiền bối cứ dồn hết lên ta đi. Lúc tay hắn cầm lấy xích ma kích thì quả nhiên có án niệm mút trời lập tức xông về phía hắn, trong đầu hắn trở nên hỗn loạn, cỗ mộng ma chi niệm này muốn làm dao động ký ức của hắn nhưng tâm trí của hiện tại tần vấn thiên rất vững chắc có thể nói sức chống cự đối với loại sức mạnh này rất kinh khủng đối với hắn mà nói thì lần rèn luyện trong hoàng lăng kia giống như một vòng luân hồi vô cùng tàn khốc rèn luyện khiến tâm cảnh của hắn lột xác lúc này cỗ lực lượng kia căn bản không thể làm hắn dao động mảy may vãn bối không dám nói chắc nhưng nếu có cơ hội thì ta sẽ để thanh kích mà tiền bối hết lòng luyện chế này tắm máu kẻ thù Đường lúc Tần Vấn Thiên vừa dứt lời thì bàn tay hắn run lên, tự rạch ngón tay mình rót máu lên trên nó, máu tươi di chuyển theo đường văn trên xích ma kích, đồng thời ý thức của hắn cũng tiến vào bên trong, xóa đi hoán niệm mà xích giả tử để lại. Một lát sau, bàn tay của hắn run lên một cái, rút xích ma kích lên rồi thu lại ngay lập tức, hãy để nơi này yên bình trở lại thôi. Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói, sau đó toàn thân lóe lên biến mất tiêu. chấm 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 Sáng sớm ngày hôm sau, tin xích ma kích biến mất được truyền ra ngoài khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sợ hãi. Xích ma kích đã biến mất, lẽ nào đã bị người khác lấy đi rồi sao? Không lẽ là ân gia đã phái cường giả thiên tượng cảnh ra tay, cưỡng chế lấy xích ma kích đi ư? Chấm, tất cả mọi người thầm nghĩ như vậy, chắc chắn là thế rồi, ân gia âm thầm lấy xích ma kích đi, bọn họ cũng không dám nói gì, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ nói lén một phen. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết vị thiếu gia ân gia kia cũng đang cực kỳ tức giận hắn hao hết tâm tư muốn có được một thanh phương thiên họa kích bá đạo, thậm chí không tiếc hết thảy ra tay với đại sư luyện khí cấp 5, bại hoại danh tiếng nhưng lại có kết quả thế này, xích ma kích đã bị người khác lấy đi mất. Hơn nữa, hôm qua còn có một tin tức khiến hắn cực kỳ không vui, người do hắn phái đi để bắt Tống Giai đã bị cường giả đánh bị thương ở trên đường, còn Tống Giai thì bị người khác mang đi, hai chuyện này khiến hắn khó chịu vô cùng. Về phần Tống Giai, lúc này cô còn đang ở trong khách điếm, có điều khi cô ăn cơm ở dưới lầu thì nghe thấy tin tức xích ma kích đã bị người khác lấy đi mất trong lòng càng đau buồn hơn chắc là do người ân gia làm rồi tống tiểu thư trùng hợp thật đấy ngay lúc này lại một giọng nói chuyển đến khiến cho đôi mắt đẹp của tống dài cứng lại cô ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn tú từ ngoài bước vào cảm thấy có phần bất ngờ sao ngươi lại ở đây chấm tống dài hỏi còn tần vấn thiên ôm một con sủng vật trông có vẻ rất phóng khoáng không ngờ ta đang định rời khỏi đây lại vô tình gặp tống tiểu thư thế này Tần Vấn Thiên cười, ngồi xuống đối diện Tống Giai rồi nói, lúc trước Tống Tiểu Thư bị người khác bắt nạt, nay đã là người tự do rồi, nhất định là có kỳ ngộ, sao cô không trở về Lạc Thanh? Tống Giai nghe thấy thế, vẻ mặt trở nên u ám, lắc đầu nói, ta hiểu rất rõ con người ân thành, không đạt được thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu như ta trở về, hắn sẽ sai người đến gia tộc ta trước, lỡ như ta không có ở đó, chẳng phải sẽ liên lụy đến người nhà sao, vậy cô tính chui đầu vào lưới đấy à? đây cũng không phải là tình huống mà người nhà cô muốn nhìn thấy đâu tần vấn thiên nói hôm nay ở thiên sơn trong thành nguyễn vương có tổ chức hội đoạt bảo đến khi đó người của các thế lực lớn đều sẽ có mặt ta nhận lỗi với hắn trước mặt mọi người cầu xin sự tha thứ hắn mong rằng hắn có thể vì sĩ diện mà bỏ qua cho ta tuy làm thế thì khó mà chịu được nhưng nếu như ta chết đi thì người nhà ta chắc chắn sẽ đau lòng nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không muốn đi đời nhà ma sớm như thế đâu tống giai bình tĩnh nói tiếp sống trên đời này, có lúc không thể không cúi đầu, nếu ta chín chắn hơn một chút, không nói bậy thì đã không có kết cục ngày hôm nay. Tần Vấn Thiên nhìn thấy Tống Giai bình tĩnh như thế thì trong lòng thầm than, quả nhiên kinh nghiệm có thể thay đổi con người, gặp chuyện như thế, rõ ràng tâm cảnh của Tống Giai đã có biến hóa, đúng lúc ta đang rảnh rỗi không có việc làm, hội đoạt bảo chắc hẳn rất náo nhiệt, vậy ta cũng đến đó góp vui. Tần Vấn Thiên tùy ý cười nói, nhưng trong lòng lại thầm than. Vốn dĩ hắn tính âm thầm cứu Tống Giai, nhưng giờ cô gái này lại muốn tự mình chui đầu vào lưới, thật khiến người khác phải nhức đầu. Có điều, nếu bắt Tần Vấn Thiên nhìn đối phương đi tìm chết thì hắn không thể làm được, lấy rượu của người khác cũng phiền thật đấy. Tần Vấn Thiên nhủ thầm trong lòng, Tống Giai ngừng đầu nhìn Tấn Vấn Thiên một lát rồi gật đầu nói, ngươi đi cũng tốt, nhưng mà đến Thiên Sơn rồi thì đừng đứng chung một chỗ với ta, tránh bị chuyện của ta liên lụy tới ngươi. Tấn Vấn Thiên không đáp, hai người ăn một ít điểm tâm rồi lên đường. Tống Giai nhìn thấy tiểu gia hỏa biến thành một con thiên mã, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây là thần thông biến ảo của tiểu gia hỏa này, cô lên đi, ta còn phải nhờ cô dẫn đường cho ta đây. Tần Vấn Thiên cười nói với Tống Giai, cô do dự một lát rồi gật đầu, leo lên lưng tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, toàn thân tiểu gia hỏa lập tức bay lên không trung, đi về phía Thiên Sơn ở thành Nguyễn Vương. Thiên Sơn nằm ở phía tây thành Nguyễn Vương, núi non trải dài khắp tây vực ẩn ẩn bao lấy cả thành trì, nhìn từ xa cực kỳ rộng lớn mặc dù trong thành nguyễn vương có vô số cường giả nhưng mà bên trong dãy núi thiên sơn vẫn còn có rất nhiều nơi thần kỳ không thể thăm dò hết được rất nhiều ẩn tu cũng sẽ tu luyện ở trong dãy núi thiên sơn này chính vì thiên sơn thần bí như thế cho nên trong thiên sơn thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật kỳ lạ dần già trên dãy thiên sơn cứ nửa năm sẽ tổ chức một đại hội đoạt bảo cường giả ở khắp nơi sẽ mang theo bảo vật đến đây giao dịch ngọn núi chính của thiên sơn dọc đường lên núi có vô số người tìm bảo vật bán bảo vật vô cùng náo nhiệt có điều, lúc này Tống Giai lại không có tâm trạng, cô đi trên đường núi rồi quay lại nói với Tần Vấn Thiên, đại hội đoạt bảo hàng năm đều phân ra cấp bậc, nguyên phủ cảnh ở chân núi, từ thiên cương cảnh tầng 6 trở xuống ở sườn núi, nếu cảnh giới cao hơn thì có thể đi lên đỉnh ngọn núi chính của Thiên Sơn, mới có thể tìm được thứ cần thiết. Tu vi của ân thành đã là thiên cương cảnh tầng 3. Đại hội đoạt bảo lần này hắn sẽ mời vài đệ tử của các thế lực lớn trong thành Nguyễn Vương tập trung lại một chỗ, để người hiến bảo đi lên rồi đánh giá, đây chính là tác phong từ trước đến giờ của bọn hắn tống dài từ tốn nói tiếp chúng ta tách ra tại đây thôi ta đi tới vách núi bên cạnh người cứ mặc kệ ta ừ tần vấn thiên gật đầu mà tống giai cũng không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy trong lòng không khỏi buồn bã lúc con người đang tuyệt vọng thì muốn tìm một chỗ dựa mặc dù cô không muốn liên lụy tới tần vấn thiên nhưng khi thấy tần vấn thiên ngay cả một câu khách sáo cũng không nói thì khó tránh khỏi đau lòng tống dài xoay người cười thảm một tiếng rồi lập tức rợm bước rời đi Tiểu hỗn đản lại biến thành bản thể, được tần vấn thiên ôm vào trong lòng. Lúc hắn đi trên sơn đạo thì phóng cảm chi ra, một lúc sau, hắn đi tới chỗ đằng trước, lão trượng, đây là quyển trục thần văn à. Chấm, tần vấn thiên nhìn vài cuốn sách cổ trên mặt đất, hỏi lão nhân ngồi đằng trước, ánh mắt của tiểu tử ngươi không tồi, chắc ngươi cũng có hiểu biết về thần văn rồi nhỉ. Trên mấy cuốn sách cổ này đều có khắc thần văn chi thuẫn, có thể đỡ được một đòn của cường giả thiên cương cảnh tầng 5, là vật bảo mệnh không tệ lão giả vuốt tròm dâu, mỉm cười nói với hắn. Tấn vấn thiên nghe thấy thế thì lắc đầu, thứ này không có tác dụng mấy đối với hắn, cho dù là quyển trục thần văn mạnh hơn cũng không tốt hơn, nếu thật sự đụng phải nhân vật không thể đánh lại thì dùng xong quyển trục này một lần cũng chạy không thoát, trừ phi là trong lúc hỗn chiến thì may ra mới có tác dụng lớn, có quyển trục thần văn nào chứa đựng không gian chi lực cường đại có thể di chuyển không? Tần vấn thiên hỏi, mặc dù hắn có thể khắc được thần văn nhưng hắn lại không am hiểu không gian chi lực, lúc trước tần chính có, bản thân hắn có năng lực không gian cho nên hắn có thể lên bất kỳ ngọn núi nào khi tu luyện ở núi tam thập lục không có lão giả lắc đầu nói vật mà ngươi nói không chỉ cần am hiểu thần văn mà còn cần đại sư am hiểu về lực lượng không gian mới có thể luyện chế dựa theo hiệu quả dịch chuyển khác nhau mà có giá trị khác nhau mà quyển trục thần văn có thể dịch chuyển khoảng cách thì lại có giá trị liên thành ngươi đi lên sườn núi cho đám công tử thường bảo kia thử vận may xem sao có điều cho dù có thì e rằng cũng không đến phiên ngươi giành được nó đa tạ lão trưởng đã chỉ bảo. Tần vấn thiên chắp tay, cười nói rồi lập tức đi về phía sườn núi. Hắn cũng biết rõ mức độ quý giá của thứ mà hắn vừa nói, chẳng qua hiện giờ hắn đi lại bên ngoài, nếu có vật bảo vệ thì càng tốt. Đại hội đoạt bảo thiên sơn, hai chữ đoạt bảo đều có lý do của nó. Thịnh hội lần này cũng không phải là một cuộc giao dịch đơn giản. Có hai nơi quan trọng nhất, một là trên đỉnh núi, là nơi mà nhóm cường giả có tu vi mạnh nhất tụ tập lại giao dịch với nhau. Chỗ đó vô cùng thần bí, nó sẽ không mở ra cho những người dưới thiên cương tầng 6, bởi vì có một số bảo vật cực kỳ quý giá, thậm chí đôi lúc cũng có cả cường giả thiên tượng cảnh tham gia. Chỗ còn lại chính là sườn núi, giống như những gì mà Tống Giai đã nói với Tần Vấn Thiên, ân thành sẽ mời mọi người tập trung lại một chỗ. Thực ra cũng không phải là ân thành, chỉ cần là người nổi tiếng trong các thế hệ ở thành Nguyễn vương cũng sẽ đến đại hội đoạt bảo ở Thiên Sơn để tranh đoạt bảo vật. Cái gọi là đoạt bảo vật ấy chính là có người dâng bảo, cũng có người sẽ tranh giành. Đối với người hiến bảo thì người đó sẽ đánh giá rồi định ra giá cho món bảo vật trong tay, sau đó nói ra thứ mà hắn muốn trao đổi thì sẽ lập tức có người bắt đầu tranh giành. Ở nơi tập trung nhiều người có tiếng tăm thế này, chỉ cần ngươi có thể lấy bảo vật quý giá ra thì chẳng phải lo không có ai giành, chắc chắn ngươi sẽ hài hòng rời khỏi đây. Đây cũng chính là đoạt bảo. Chấm chấm, mỗi lần diễn ra đại hội đoạt bảo Thiên Sơn, cũng vì cấp bậc trên đỉnh núi quá cao lại vô cùng thần bí, cho nên người thường không thể xem được, vì thế sườn núi tổ chức hội đoạt bảo có nhiều nhân khí nhất, mỗi lần đều đông nghẹt người. Tần Vấn Thiên đi thẳng lên núi, các quầy giao dịch bày ra khắp đường lên núi, nhưng mà tầm mắt hắn rất cao, tất nhiên sẽ không để mắt đến mấy vật bình thường nọ. Trong mấy năm chém giết gần đây, tài phú mà hắn thu gom được cũng khá nhiều, nếu như có thể đổi lấy một vài thứ cần thiết và thực dụng trong hội đoạt bảo này cũng không uổng công đi một chuyến tới đây. Trên sườn núi có một vùng đất bằng phẳng cực lớn, giống như hành lang dài kéo thẳng lên tận đỉnh núi chính của Thiên Sơn, mà nơi này đang ồn ào tiếng người bàn tán, mấy nghìn người đang vây quanh một chỗ, chỉ trừ lại một con đường mòn. Đó là đường dành cho người hiến bảo nên người xem không được chặn đường này. Chấm chấm, phía trước con đường này, ở chính giữa có một khoảng đất trống rộng lớn, người hiến bảo đi tới đó, cầm bảo vật của mình ra rồi nói ra thứ mình cần với đám người xung quanh. Xa hơn một chút vốn dĩ là vách núi, mà bên cạnh vách đá lại có từng tòa đình đài trang nhã đứng sừng sững, bên trong có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện thường trà chia thành nhiều phe, đám người này chính là những nhân vật quan trọng trong đại hội đoạt bảo, họ đều là những người vô cùng nổi tiếng trong thành Nguyễn Vương nên mới có tư cách xuất hiện ở đó. Vai chính trong hội đoạt bảo chính là bọn họ rồi, bởi vì những bảo vật mà người khác dâng ra chắc chắn sẽ bị những người này đoạt đi mất. Không hổ là hội đoạt bảo thiên sơn, thế trận lớn thật đấy. Tần vấn thiên ẩn trong đám đông thầm nghĩ trong lòng, hai người bên cạnh hắn thì đang xì xào bàn tán về những nhân vật ở đối diện theo thứ tự là người kiệt xuất nào. Tần Vấn Thiên nhìn về phía đỉnh đài cạnh vách núi, ở đó có hơn 10 phe, phần lớn chủ vị đều là thanh niên, dù sao thì cường giả thiên cương cảnh 50 tuổi trở xuống nhìn qua đều cực kỳ trẻ, mà chỗ này toàn là nhân vật thiên cương cảnh tầng 6 trở xuống, cũng chính là nhân vật thế gia tông môn đỉnh cấp ở thành Nguyễn Vương, đương nhiên sẽ không quá 50 tuổi. Tầm mắt Tần Vấn Thiên dừng lại ở hai người ngồi ở chủ vị giữa hai phe lớn, người bên trái có tu vi thiên cương cảnh tầng 3, da rẻ trắng nõn khiến người khác có cảm giác tuấn tú âm lãnh, tuy trong mắt ẩn chứa ý cười nhưng đôi lúc lại lộ ra phong mang và một tia lạnh lẽo, có thể nhìn ra được đây là một người tàn nhẫn, hơn nữa hắn ngồi trên vị trí cao kia mang theo một cỗ ngạo khí trời sinh. Nghe người bên cạnh nói đây chính là ân thành, thiếu gia của ân gia, tuy ân thành có thủ với tống gia nhưng cũng không phải là dạng quần là áo lượt vô năng, năm nay hắn chỉ mới 25 tuổi mà đã bước vào thiên cương cảnh tầng 3 rồi, thiên phú cao, ở ân gia có thể xem như một người cực kỳ kiệt xuất, huống hồ gì hắn còn dám ra tay với một vị đại sư luyện khí cấp 5, giết sạch người trong môn phái, có thể thấy người này cực kỳ quyết đoán và tàn nhẫn, vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn dám làm như thế chính là vì gia tộc đã cho hắn ban quyền lực cực lớn nên hắn mới dám động đến một vị đại sư luyện khí cấp 5. Chấm, nhưng mà ân thành cũng không phải là người nổi bất nhất ngày hôm nay, người ngồi cạnh hắn còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn cả hắn nhiều. Người nọ là một cô gái, nhan sắc tuyệt đối vào hàng họa thủy làn da trắng ngần như tuyết, ngũ quan tinh xảo không tì vết, cộng thêm khí chất cao quý lãnh diễm xuất chúng của cô ấy khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cũng chính vì thế cho nên tuy cũng có người đơn phương lớn gan mơ mộng nhưng bọn họ cũng chỉ dám tưởng tượng trong lòng, mỗi khi ánh mắt của cô ta quét qua thì có rất nhiều người đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Cô gái này chính là mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng ở thành Nguyễn Vương, về nhan sắc có thể đứng hàng đầu ở thành Nguyễn Vương, luận thân thế thì cô chính là quận chúa Vương Phù dù là nhan sắc hay xuất thân cũng đủ khiến người khác tự ti mặc cảm tần vấn thiên cũng bị cô gái này hấp dẫn nên nhìn thêm mấy lần đàn ông trời sinh đều thích người đẹp thấy mi nữ sẽ bất giác nhìn thêm vài lần chẳng qua người có ý chí kiên định thì sẽ không bị dao động trước sắc đẹp có người thì lại không thể kiềm được tần vấn thiên nhìn đối phương một hồi với tâm tính của hắn thì hắn chỉ cảm giác cô gái này phi phàm thôi chứ không đến mức say mê dù sao nếu nói về xinh đẹp thì có mấy ai sánh được với Mạc huynh Thành như nước, Nhiên Thành và tiên nữ Băng Sơn Thanh Nhi kia chứ? Thương Duyệt nhìn đám người phía dưới, nhưng cô chợt nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người một thanh niên. Người thanh niên đó mặc đồ trắng, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, đơn giản lại gọn gàng, khí chất có phần xuất trần, mà hắn lại đang nhìn thẳng vào cô không chút e dè. Trong mắt Thương Duyệt chợt lóe lên một đạo phong mang tần vấn thiên nhận ra bèn cười một tiếng rồi rời mắt nhìn sang chỗ khác lúc này ánh mắt thương duyệt mới rời khỏi người hắn